Các bạn mến, mình đăng lại do tập cũ bị thiếu. Các bạn nghe lại sẽ đầy đủ nha. Đô thị cực phẩm Y Thần, Diệp Thần. Tập 576. Làm Diệp Thần ngưng thị Ngọc Hoàng Kính, hắn ánh mắt lại ẩn ẩn xuyên thấu tấm gương, nhìn thấy dưới gương cảnh tượng. Ngọc Hoàng Kính phía dưới là một mảnh mênh mông hắc ám vực sâu, cái kia vực sâu không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu. Diệp Thần ngưng thị phía dưới, chỉ cảm thấy tâm thần của mình, linh hồn, giống như là đều muốn bị vực sâu thôn phệ. Từng đạo cực lớn mị ảnh, từ trong thâm uyên lướt qua, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, không biết từ chỗ nào hiện lên, cách tấm gương cùng Diệp Thần nhìn nhau, để cho trong lòng người run rẩy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, âm thầm đề phòng, nghĩ thầm, cái này dưới vực sâu, thật không biết có bao nhiêu quái vật khủng bố, nếu là té xuống, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới cái kia chìm tiên đoán, thiên tổ tiên đoán nói, cuối cùng cũng có một ngày, Ngọc Hoàng Kính sẽ phá toái, tiếp đó tất cả mọi người, đều biết rơi vào trong vực sâu đi, bị vực sâu thôn phệ. Mà thiên tổ lưu lại bảo tàng, cái kia để cho vô số người động tâm lăng tiêu cổ tàng, cũng tại dưới vực sâu. Diệp Thần vừa mới ngưng thị vực sâu thời điểm, tựa hồ cũng đích xác nhìn thấy tại vô tận mị ảnh cùng trong bóng tối, giấu giếm kim quang bảo khí, nghĩ đến dưới vực sâu cũng đích xác có không ít bảo tàng. Bất quá, Diệp Thần chuyến này, chỉ vì hóa giải tơ tình, đối với cái gì lăng tiêu cổ tàng, cũng không hứng thú lắm. Tại tơ tình không có giải quyết phía trước, nội tâm của hắn tràn đầy đắng ách, nơi nào còn có tâm tình gì đi tìm bảo. Nếu Tường Vi, ngươi ở đâu? Diệp Thần thấp giọng thì thào, nhắm mắt bắt giữ thiên cơ, muốn tìm kiếm như Tường Vi dấu vết, nhưng phát hiện thiên cơ phiêu miểu, căn bản tìm không thấy có giá trị gì manh mối. Cái này như Tường Vi ẩn tàng quá sâu, hơn nữa lăng tiêu thiên cung, tổ Phật tự, tinh tuyết điện mấy người lục đại môn phái, khí tượng thịnh vượng hưng thịnh, cũng che phủ nguyên sơ người khí tức, mặc kệ là như Tường Vi, vẫn là ngày xưa những tuấn đạo giả kia, Diệp Thần đều bắt giữ không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn có thể bắt được, chỉ có lục đại môn phái khí tức, từng cái môn phái đều là thịnh vượng hừng hực, trong đó lăng tiêu thiên cung, khí tượng càng là huy hoàng như liệt nhật, không ai bì nổi. Xem ra, chỉ có thể đi trước tổ Phật tự một chuyến, mới có thể thăm dò được tin tức. Trong lòng Diệp Thần tính toán, hắn tinh thông Phật Pháp, tại trong lục đại môn phái, tổ Phật tự chính là tu Phật, thiên hạ Phật Pháp là một nhà, hắn đi bái phỏng mà nói, có lẽ có thể được đến tổ Phật tự trợ lực, thăm dò được như Tường Vi chỗ cũng không nhất định. Lập tức, Diệp Thần liền khóa chặt tổ Phật tự vị trí, ngự phong bay đi. Hắn cũng không có bại lộ thân phận, mà là đem chính mình luân hồi khí tức toàn bộ thu liễm đứng lên, nhìn từ bề ngoài giống như một võ giả bình thường. Kỳ thực nếu như đụng tới ngày xưa thiên tổ thủ hạ đệ tử, Diệp Thần là vô luận như thế nào đều không che giấu được, bởi vì hắn luân hồi chi chủ thân phận quá đặc thù, thiên tổ bọn thủ hạ chắc chắn có thể nhận ra hắn. Nhưng cái này lục đại môn phái người, cũng là kẻ ngoại lai, cũng không phải thiên tổ ban sơ đệ tử, chỉ cần Diệp Thần không bại lộ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Tại trong Lăng Tiêu Uyên, một đường lao vùn vụt, Diệp Thần thấy được nhiều nhất, chính là từng tòa lơ lửng hòn đảo, bởi vì đại địa là một khối tấm gương, người tại trên gương khó mà đặt chân, rất nhiều hoa cỏ dược liệu cũng không cách nào trồng, cho nên lục đại môn phái viễn cổ các cường giả, liền dùng đại thần thông thủ đoạn, chế tạo ra từng tòa phù không đảo tự, để mà cư trú tu luyện sinh tồn. Nhưng nếu như Ngọc Hoàng Kính phá toái, chìm tiên đoán ứng nghiệm, dưới vực sâu truyền ra khí tức khủng bố, cũng sẽ đem tất cả phù không đảo thôn phệ. Không có ai có thể tránh cho. Diệp Thần đang lao vùn vụt hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng là đi tới tổ Phật tự chỗ. Tòa này chùa miếu ở vào một tòa cực lớn phù không đảo bên trên, chung quanh mây mù nhiễu, hào quang màu vàng tràn ngập, thần bí trang nghiêm. Cả tòa chùa miếu, khí phái rộng rãi, trên cửa chính khắc lấy tổ Phật tự ba chữ to, kim quang lóng lánh, dạng ngời rực rỡ. Còn có từng tòa cỡ nhỏ phù không đảo tự, vây quanh tổ Phật tự vận chuyển. Những thứ này cỡ nhỏ phù không đảo tự phía trên, cũng tất cả có xây Phật viện, thờ phụng rất nhiều Phật tượng, tối cực lớn một tòa pho tượng cũng không phải Phật, mà là một người mặc trường bào, mày kiếm mắt sáng, nho sinh hình tượng, phong thần tuấn lãng, hông đeo trường kiếm nam tử. Nam tử kia trên thân, còn lượn vòng lấy một con rồng, phiêu giật bên trong lại dẫn điểm uy vũ. A, à, Diệp Thần nhìn thấy tổ Phật tự bên trong, lại cung phụng một tòa nho sinh bộ dáng pho tượng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vị thí chủ này, không biết là ra sao môn hà phái cao túc, quang lâm ta tổ Phật tự, không biết có gì muốn làm.
thí chủ khí tức, nhìn lạ lẫm vô cùng. Ngay lúc này, tổ Phật tự bên trong, đi ra một cái tiểu sa di, một tay dựng thẳng trưởng hướng Diệp Thần hành lễ hỏi thăm. Tại hạ, Trần Đêm, một kẻ tán tu, không thuộc môn phái, nghe qua tổ Phật tự Phật Pháp hưng thịnh, nghĩ đến luận đạo ấn chứng nhận, không biết quý tự có thể hay không thuận tiện. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, khiêm tốn nói, cũng không có nói thẳng mình muốn tìm kiếm như tường vi dấu vết, dù sao quá mức đường đột, chỉ nói là luận đạo ấn chứng nhận, hắn tính toán chờ thời cơ thích hợp, lại đi nghe ngóng như tường vi sự tình. Thí chủ nguyên lai là muốn nói luận Phật Pháp sao? Ân, nơi này có một chuỗi Phật tâm chẳng hạt, còn xin thí chủ cầm trước. Tiểu Sa Di móc ra một chuỗi hạt châu, đưa cho Diệp Thần, hạt châu kia là dùng lưu ly chế tạo, từng hạt hạt châu đều là óng ánh trong suốt. Diệp Thần ồ một tiếng, liền nhận lấy Phật tâm chàng hạt, cuộn tại trong tay, đã thấy Phật tâm chàng hạt tràn ngập ra một tia nhàn nhạt kim quang, hình như có một cỗ đặc thù pháp lực khí tức đang lưu chuyển. Cái kia Tiểu Sa Di nhìn thấy trên hạt châu kim quang, lập tức vui mừng, nói, thí chủ ngươi đạo tâm đoan chính, tốt lắm vô cùng. Từ chiếu phương trượng đang ở bên trong khai đàn giảng kinh, người đi vào nghe đi. Nói xong liền mời Diệp Thần đi vào. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Tiểu Sa Di vào chùa, vân về Phật tâm chàng hạt, hỏi, cái này Phật tâm chàng hạt, là pháp khí đặc thù gì sao? Cái kia Tiểu Sa Di nói, chính là, Phật tâm chàng hạt, có thể suy đoán lòng người thiện ác, nếu như thí chủ đối với ta tổ Phật tự có ác ý, chàng hạt liền có hắc khí dâng lên, nhưng bây giờ chàng hạt tràn ngập kim quang. Đã nói thí chủ đạo tâm chỉ chính, cũng không mưu hại ta tổ Phật tự chi tâm. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Cái kia Tiểu Sa Di mang theo Diệp Thần, đi tới tổ Phật tự quảng trường, nói, thí chủ thỉnh, tiểu tăng cáo lui trước. Liền quay người rời đi. Chỉ thấy quảng trường, chừng mấy trăm cái tăng nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất, vây quanh một tòa trải qua đàn đài cao, trên đài cao có một lão tăng, người mặc cà sa, đầu đội ngũ phương Phật mũ, đang tại giảng kinh thích Phật. Chỉ thấy hắn giảng kinh thời điểm, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, khí tượng mênh mông ngàn vạn. Dưới đài cao mấy trăm tăng nhân, đều tại tĩnh tâm lắng nghe, hoặc lộ ra diệu ngộ vui sướng, hoặc là vò đầu bứt tai buồn khổ không hiểu, hoặc là có chút hiểu được nhíu mày suy tư, thần sắc còn nhiều nữa. Diệp Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao lão tăng, gặp lão tăng kia toàn thân kim quang nghiễm nhiên, khí độ bất phàm, nghĩ đến hắn chính là tổ Phật tự chủ trì phương trượng. Từ Chiếu Đại Sư. Từ Chiếu Đại Sư tựa hồ đồng thời không có lưu ý Diệp Thần đến, tiếp tục giảng kinh xiển lý, thiên hoa loạn trụy, Phật Pháp càng nói càng xâm nhập, nhưng dần dần, hắn thần sắc trở nên bi thương xuống, ánh mắt tang thương mà ảm đạm, thở dài nói. Ta Phật môn nhất Pháp, ban sơ nguồn gốc từ Thích Già Phật Tổ, nhưng Thích Già Phật Tổ, cũng không phải là Phật Pháp đầu nguồn. Thích Già Phật Tổ phía trên, chính là trên bầu trời thánh chấp phủ vô lượng phổ chiếu kim khuyết mạn khác biệt đại mỹ thần. Thần sắc đẹp đại thiên tôn chính là Phật Tổ Sư Phụ, chấp trưởng từ bi, nhân ái, thương hại, đại mỹ, viên mãn, hoàn mỹ chi đạo, Phật Pháp bên trong từ bi nhân ái, phổ độ chúng sinh chi niệm, tất cả nguồn gốc từ thần sắc đẹp đại thiên tôn hoàn mỹ chi đạo. Nhưng thần sắc đẹp đại thiên tôn, cũng không phải Phật Pháp đầu nguồn, nàng là nguyên thiên đế nữ nhi, là nguyên thiên đế đối quang minh, từ bi, mỹ hảo ước mơ, đem nàng sáng sinh đi ra. Nhưng mà, cho dù là nguyên thiên đế, đều không phải là Phật Pháp đầu nguồn, hắn chính là thiên đạo sáu trong số mệnh, sinh sinh đạo hóa thân, sinh sinh đạo là thiên ngoại trụ thần, Thủy Long Vương Lý Thanh Trần Pháp Tắc, theo lý thuyết, Phật Pháp đầu nguồn, tại thiên ngoại trụ thần, Thủy Long Vương trên thân. Dưới đài rất nhiều tăng nhân, nghe Từ Chiếu Đại Sư mà nói, đều là gật đầu. Có tăng nhân nói, Từ Chiếu Phương Trượng, Thủy Long Vương là Phật Pháp đầu nguồn, các sư huynh đệ sớm đã có biết, dù sao chúng ta cung phụng thần minh. Chính là Thủy Long Vương Lý Thanh Trần, chính là không biết phương trượng đại nhân, vì cái gì bỗng nhiên toát ra thương cảm buồn bã chi ý. Lại có tăng nhân nói, đúng vậy a, trước đây ta tổ Phật tự tuân theo Lăng Tiêu Uyên quy củ, phụng thiên tổ vì thần, đáng tiếc chúng ta phải không đến thiên tổ mảy may chúc phúc, liền lại tiếp tục cung phụng Thủy Long Vương, những năm này mặc dù cũng không có được chúc phúc, nhưng ngẫu nhiên nghe được thiên ngoại tin mừng, tại ta tổ Phật tự mà nói, cũng là thiên đại tạo hóa, phương trượng đại nhân vì cái gì sầu não. Diệp Thần nghe được Từ Chiếu Đại Sư cùng người khác tăng luận đạo, chấn động trong lòng, nhớ tới vừa mới tại chùa miếu bên ngoài, nhìn thấy tôn kia bàn long nho sinh pho tượng, nghĩ thầm, thì ra pho tượng kia, là Thủy Long Vương pho tượng, Thủy Long Vương, lại là thiên ngoại trụ thần sao? Là sinh sinh đạo sau lưng thần minh. Không lúc nào khoảng không nổi danh nhất hai vị thiên đế một trong, nguyên thiên đế,
hắn chính là sinh sinh đạo hóa thân, phối hợp thiên ngoại trụ thần. Tận đến giờ phút này, Diệp Thần mới biết được, thì ra nguyên thiên đế chiếu ứng trụ thần, gọi Thủy Long Vương, tên thật gọi Lý Thanh Trần. Chỉ nghe từ chiếu đại sư thở dài. Lão nạp than thở, là thán đại đạo vô tận, Phật pháp vô tận, mà thiên đạo hữu phần cuối, tại thiên đạo hệ thống phía dưới, chúng ta vô tận vạn vạn thế, cũng không thể phá thiên siêu thoát, không thể đi hướng về thế giới bên ngoài, liền không thể kiểm chứng chí cao Phật pháp. Mà đừng nói thế giới bên ngoài, chính là tinh không bỉ ngạn, cũng là chúng ta không thể đến tồn tại, trước kia Thích Già Phật Tổ muốn người người thành Phật, như thế liền có thể cả thế gian phi thăng bỉ ngạn, nhưng kể cả như thế, cũng đi không được thiên ngoại, với thiên bên ngoài trụ thần mà nói, chúng ta bất quá một bầy kiến hôi, sâu kiến dẫy dụa leo lên, mãi đến thời gian phần cuối, thế giới quy khư, cũng không khả năng leo lên đến trụ thần chi đỉnh, đại đạo vô tận mà ta có nghèo rất mồng tơi a. Dưới đài chúng tăng nhân, nghe được từ chiếu đại sư lời nói này, đều là chấn động, lại bị hắn tâm tình mãnh liệt lây, lập tức người người thần thương, nhìn nhau rơi lệ. Đúng vậy a, đại đạo vô tận mà ta có nghèo. Phương trưởng đại nhân nhận thức chính xác, chúng ta bất quá là một bầy kiến hôi, tu luyện thì có ích lợi gì. Chúng ta cũng là bị thiên đạo trói buộc côn trùng, hết thảy tu luyện đều là phí công chi dẫy dụa. Thiên ngoại trụ thần vĩnh hằng bất diệt, người chi tại thế lại như mộng huyễn cùng bọt nước, hư vô, hư vô. Từ chiếu đại sư cũng là rơi lệ, không thắng bi thương. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhíu chặt lông mày, nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng nói, sợ cái gì đại đạo vô tận, con đường tu luyện, tiến một tấc có một tấc vui vẻ. Lời nói này dường như sấm sét, vang vọng toàn trường, lập tức toàn trường tăng nhân, có chút mộng, nhao nhao quay đầu, ánh mắt tập trú tại trên thân Diệp Thần, nhìn thấy hắn tuy chỉ là cửu đỉnh cảnh ba tầng trời, nhưng nói chuyện trịch địa hữu thanh, khí thế bất phàm, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Trên đài cao, từ chiếu đại sư nhìn thấy Diệp Thần, cũng là lấy làm kinh hãi, toàn trường người cũng chỉ có Diệp Thần có tóc, cho nên lộ ra đặc biệt chói mắt, chỉ bất quá hắn vừa mới chỉ lo giảng kinh luận đạo, lại không lưu ý đến Diệp Thần đến. Vị thí chủ này là Phật môn tán tu Trần Đêm, gặp qua chư vị cao tăng, gặp qua từ chiếu đại sư. Diệp Thần khom mình hành lễ. Từ chiếu đại sư kinh nghi bất định, trên dưới dò xét Diệp Thần, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói. Thí chủ mới vừa nói, đại đạo vô tận, nhưng tiến một tấc có một tấc vui vẻ. Diệp Thần gật đầu nói, chính là, từ chiếu đại sư cùng chư vị cao tăng, ở đây chú ý ảnh thần thương, thật sự là có chút buồn cười, đại đạo đích thật là không bờ bến, người vô tận vạn vạn thế, không thể nhìn thấy chân lý một chút, nhưng chẳng lẽ như thế, liền muốn cam chịu, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Có phần này nói xuông công phu, chẳng bằng ổn định lại tâm thần an tâm tu luyện, bằng không nếu là có địch nhân gì tới cửa, các ngươi sợ là chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Diệp Thần lời nói này vô cùng không khách khí, cũng là hắn tự tình quấn thân, thực sự không có gì tâm tư nói nhảm, cho nên trong lòng có ý kiến gì không, liền trực tiếp nói ra. Hắn mặc dù ẩn nặc luân hồi khí tức, nhưng dù sao quanh năm chinh chiến sát lục, trên thân tự có một cỗ uy nghiêm, phần này lời nói nghiêm khắc ngữ nói ra, toàn trường tăng nhân cũng không người dám bác bỏ, ngược lại đều cảm giác Diệp Thần nói có đạo lý, nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Từ chiếu đại sư ngẩn ngơ, niệm một tiếng Phật hiệu, nói, thí chủ nói cực phải, chỉ là. Diệp Thần nói, không có gì chỉ là nhưng là, đại sư nếu không tán thành tại hạ, vậy dễ tính, tại hạ không muốn tranh ầm ĩ. Tơ tình quấn thân phía dưới, Diệp Thần tâm tình đặc biệt dễ dàng bực bội, cho nên phải tận lực tránh vô vị xung đột. Từ chiếu đại sư đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chùa miếu ngoài truyền tới một hồi tiếng ồn ào, liền thấy một người mặc đạo bào, kéo búi tóc lão giả, mang theo hai cái tùy tùng, nhanh chân xông vào, phía sau có hai cái tăng nhân muốn ngăn cản, nhưng không thể ngăn được. Chúng tăng nhân nhìn thấy lão giả này đến, lập tức liền rối loạn tưng bừng. Lăng Tiêu Thiên Cung Thiên Ngân trưởng lão, hắn làm sao lại đến? Trước mấy ngày chúng ta không phải đã tiến cống sao? Kẻ này lại muốn hỏng ta Phật môn thanh tịnh. Một đám tăng nhân nhao nhao đứng lên, mười phần cảnh giác nhìn xem cái kia đạo bào lão giả. Từ chiếu đại sư cũng đứng lên, nhíu mày nhìn xem cái kia đạo bào lão giả, nói, Thiên Ngân thí chủ, ngươi làm sao lại đến? Ta tổ Phật tự cần nộp cung phụng, ba ngày trước đã thanh toán. Cái kia đạo bào lão giả cười hắc hắc, nói, lão lừa chọc, ngươi là đem ta Lăng Thiên Ngân lời nói như gió thổi bên tai, ngươi điểm này cung phụng như thế nào đủ a? Từ chiếu đại sư lông mày nhíu một cái,
nói, còn có cái gì thiếu hụt chỗ sao? Lăng Thiên Ngấn nói, đạo gia ta sớm theo như ngươi nói, ta Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Tử, cũng chính là cháu trai ngoan của ta, hắc hắc, hắn vừa mới tấn thăng thông thiên cảnh, trở thành thần vương, cần đại lượng thiên tài địa bảo tẩm bổ thân thể, từ năm nay lên, lui về phía sau trăm năm thời gian, cung phụng thêm phú ba thành. Từ Chiếu Đại Sư nói, trăm vạn năm trước, quý phái cung chủ Lăng Tiêu Thiên Tôn chấp trưởng Thái Dương Thần Thạch, lực áp muôn phương, trở thành Lăng Tiêu Uyên bá chủ, ta tổ Phật tự cũng nguyện xưng thần tiến cống, khi đó Lăng Tiêu Thiên Tôn nói qua, vĩnh viễn không thêm phú, hôm nay các ngươi là muốn làm trái với lời hứa sao? Lăng Thiên Ngấn nói, hắc hắc, kia nhất thời, này nhất thời, bây giờ tình huống khác biệt, thêm phú ba thành, ngươi làm theo chính là, ta Lăng Tiêu Thiên Cung cũng rất giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi thêm phú trăm năm. Từ Chiếu Đại Sư lắc đầu, nói, ba thành quá nặng, không biết có thể cắt giảm một hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lăng Thiên Ngấn cả giận nói, lão lừa chọc, ta Lăng Tiêu Thiên Cung không có đem các ngươi tổ Phật tự diệt môn, đã là thiên đại khai ân, bây giờ muốn ngươi thêm một chút điểm cung phụng, ngươi liền ba lần bốn lượt. Ha ha, ba thành không thích đúng không? Vậy thì thêm phú năm thành. Lão lừa chọc, ta cho ngươi ba ngày thời gian gom góp, ba ngày sau đó, cầm 500 vạn nguyên ngọc đi ra, một phần cũng không thể thiếu, bằng không ta diệt ngươi tổ Phật tự cả nhà. Chúng ta đi. Nói đi, Lăng Thiên Ngấn liền dẫn thủ hạ tùy tùng rời đi. Tổ Phật tự chúng tăng nhân một mảnh bạo động, lòng đầy căm phẫn, không thiếu tăng nhân bực tức nói. Cái này Lăng Thiên Ngấn khinh người quá đáng, phương trưởng, chúng ta liều mạng với ngươi. Không tệ, ta tổ Phật tự thế lực mặc dù không bằng bọn hắn Lăng Tiêu Thiên Cung, nhưng thật muốn chém giết, bọn hắn cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi gì. Từ Chiếu Đại Sư gương mặt nghiêm nghị, bàn tay ép ép, nói, yên lặng. Chúng tăng nhân liền an tĩnh lại. Từ Chiếu Đại Sư thở dài. Các ngươi đều lui xuống trước đi, chuyện này lão nạp tự có chừng mực. Chúng tăng nhân hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì, liền nhao nhao lui xuống. Rất nhanh, quảng trường, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Từ Chiếu Đại Sư hai người. Chỉ thấy Từ Chiếu Đại Sư từ trên đài cao đi xuống, lại phù phù một tiếng, quỳ ở Diệp Thần trước mặt, đông 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 đập ngẩng đầu lên. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng đem Từ Chiếu Đại Sư đỡ dậy, nói, Đại Sư sao lại đến nỗi này? Từ Chiếu Đại Sư nói, thí chủ, mặc dù ngươi che giấu khí tức, nhưng lão nạp biết, ngươi là chân Phật. Không không lúc nào khoảng không chỉ có hai tôn Phật tổ, một tôn Thích Già, một tôn Luân Hồi, ngươi chính là Luân Hồi Phật tổ A. Phật tổ tại thượng, xin nhận lão nạp cúi đầu. Vừa nói vừa nghĩ quỳ xuống, nhưng bị Diệp Thần ngăn cản. Diệp Thần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thân phận của mình, vẫn là bị người xem thấu, hơn nữa còn là lần thứ nhất có người gọi hắn Phật tổ. Đại sư không cần như thế, thân phận của ta, còn xin đại sư giữ bí mật. Diệp Thần nói. Từ Chiếu Đại Sư nghiêm nghị nói, nhất định, Phật tổ xin yên tâm, lão nạp định sẽ không tiết lộ. Diệp Thần gật đầu một cái, Từ Chiếu Đại Sư gọi hắn Phật tổ, nghe có điểm là lạ, nhưng hắn cũng không sửa chữa, bằng không đối phương gọi hắn Luân Hồi Chi Chủ, vậy càng là muốn bại lộ thiên cơ, hắn không muốn mà phải sợ cần thiết phiền phức. Từ Chiếu Đại Sư lại nói, Phật tổ, cái kia Lăng Tiêu Thiên Cung đe dọa quá đáng, muốn ta tổ Phật tự lại giao nạp 500 vạn nguyên ngọc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, trong lúc vội vàng, tệ tự vạn vạn không lấy ra được, không biết Phật tổ có gì diệu pháp. Diệp Thần do dự một hồi, nói, Ngô, ta cũng không có biện pháp gì tốt, không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem đưa ra vấn đề người giết a. Từ Chiếu Đại Sư lập tức kinh hãi, nói, Phật tổ, người nói cái gì? Diệp Thần nói, đem người giết. Vấn đề liền giải quyết. Từ Chiếu Đại Sư cả kinh nói, cái này, người muốn giết Lăng Thiên Ngấn, hắn nhưng là Lăng Tiêu Thiên Cung đại trưởng lão A, chính là một tôn thiên đế, hơn nữa sau lưng hắn Lăng Tiêu Thiên Cung, thế lực càng là khổng lồ, Lăng Tiêu Thiên Tôn chính là đỉnh cấp thiên đế, khoảng cách chứng đạo siêu thiên bất quá cách xa một bước, huống hồ hoàn chấp trưởng Thái Dương Thần Thạch, uy năng mênh mông vô lượng, ngươi. Hắn gặp Diệp Thần tu vi bất quá cửu đỉnh cảnh ba tầng trời, hơn nữa chỉ có lẻ loi một mình. Muốn đối kháng Lăng Tiêu Thiên Cung, như thế nào khả năng? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đại sư không cần phải lo lắng, ta có thủ đoạn có thể trấn áp hết thảy. Tơ tình quấn thân phía dưới, Diệp Thần tâm thần vô cùng sốc nổi, không cách nào tĩnh tâm cân nhắc thích đáng biện pháp, bây giờ tại trong lòng của hắn, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, chính là giết, giết đến không người dám lên tiếng, giết đến máu chảy thành sông, vấn đề là có thể giải quyết.
Lăng Tiêu Thiên Cung đe dọa quá mức, cái kia đem toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Cung người, toàn bộ giết chết diệt đi, cái kia vấn đề tự nhiên là không tồn tại. Mặc dù muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Cung, vô cùng gian khổ, vốn lấy Diệp Thần thủ đoạn, phối hợp luân hồi đại năng chín thương cổ hoàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Từ Chiếu đại sư vô cùng kinh hãi, hắn nhìn xem Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, rất không trong suốt, bao phủ một tầng vẩn đục sốt ruột chi ý, nội tâm của hắn run lên, nói. Phật Tổ, đạo tâm của ngươi, tựa hồ. Diệp Thần nói, ân, ta bị tơ tình quấn thân, đạo tâm 10 phần dày vò, sát tâm cũng so dĩ vãng nặng rất nhiều, nhưng đại sư xin yên tâm, ta còn có thể khống chế, sẽ không tổn thương ngươi. Từ Chiếu đại sư vô cùng kinh hãi, bấm ngón tay tính toán, ẩn ẩn nhìn thấy một tia khuôn mặt, nói, thì ra. Phật Tổ càng là bị tơ tình quấn thân sao, lấy ngươi Phật Pháp, đều không thể hóa giải tơ tình. Cái này tơ tình có phần quá kinh khủng một chút. Diệp Thần nói, đúng vậy, nghĩ hóa giải tơ tình, chỉ có thỉnh một cái gọi như Tường Vi nữ tử ra tay, nàng là ngày xưa thiên tổ thủ hạ, luân hồi địa ngục một trong tứ đại quỷ sai đô thống, chấp trưởng ma ngục mệnh tinh độ chi mảnh vụn tồn tại, ta chỉ biết là nàng tại Lăng Tiêu Uyên, lại không biết nàng người ở phương nào, đại sư nhưng có manh mối. Từ Chiếu đại sư cau mày nói, nếu Tường Vi, Ngô, lão nạp đồng thời chưa từng nghe qua người này. Diệp Thần kinh ngạc nói, đại sư chưa từng nghe qua người này. Hắn suy nghĩ như Tường Vi thân phận đặc thù như thế, hẳn là danh chấn Lăng Tiêu Uyên mới đúng, không nghĩ tới Từ Chiếu đại sư thế mà chưa nghe nói qua. Từ Chiếu đại sư đạo, lão nạp xác thực chưa từng nghe qua, viễn cổ sự tình, quá mức xa xôi, trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ, bị bóng tối huynh đệ hội công diệt, ta ẩn có chỗ ngửi, nhưng không biết nguyên lai địa ngục bên trong quỷ sai, còn có 4 vị đô thống thủ lĩnh tồn tại. Cái kia tứ đại đô thống đều tại Lăng Tiêu Uyên sao? Diệp Thần nói, không phải, chỉ có như Tường Vi lưu lại. Từ Chiếu đại sư cau mày nói, phải không? Hắn bấm ngón tay suy tính, nếm thử bắt giữ thiên cơ, trầm ngâm nói, vị này Tường Vi cô nương, hành tung bí mật rất a, lão nạp suy tính không đến nàng mảy may dấu vết, chỉ biết là nàng đại khái cùng Tuấn đạo giả có liên quan. Diệp Thần nói, Tuấn đạo giả. Từ Chiếu đại sư đạo, ân, Phật Tổ. Ngươi hẳn phải biết, Tuấn đạo giả truyền thuyết a. Trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ sau, có mấy trăm cái quỷ sai, quyết ý cùng luân hồi địa ngục cùng tồn vong, bọn hắn lưu tại Lăng Tiêu Uyên, chờ đợi chìm tiên đoán ứng nghiệm, chính mình rớt xuống vực sâu Tuấn đạo một ngày kia. Cho tới bây giờ, còn có không ít Tuấn đạo giả ngồi bất động chờ, lão nạp không biết cái kia Tường Vi cô nương tung tích, nhưng ta nghĩ những cái kia Tuấn đạo giả hẳn là biết được. Diệp Thần nói, Tuấn đạo giả sao? Từ Chiếu đại sư đạo, đúng vậy, nếu như có thể tìm được Tuấn đạo giả mà nói, bọn hắn tất nhiên biết vị kia Tường Vi cô nương tung tích. Kỳ thực, nếu Tường Vi cũng là Tuấn đạo giả một thành viên, nhưng nàng thân phận hết sức đặc thù, là một trong tứ đại quỷ sai đô thống, trước mắt lưu lại trong Lăng Tiêu Uyên Tuấn đạo quỷ sai, đều lấy nàng làm thủ lĩnh, tất cả quỷ sai, đều là thuộc hạ của nàng. Theo lý thuyết, chỉ cần có thể tìm được quỷ sai, liền có thể biết như Tường Vi tung tích. Có manh mối. Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói, lại không biết những cái kia Tuấn đạo giả ở nơi nào. Nếu Tường Vi chỉ có một người, nhưng Tuấn đạo quỷ sai có mấy trăm cái, muốn tìm quỷ sai, tự nhiên muốn so tìm kiếm như Tường Vi dễ dàng rất nhiều. Từ Chiếu đại sư trầm ngâm nói, 10 ngày sau, chính là đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn đại điển, trận này đại điển, là ta Lăng Tiêu Uyên thịnh hội, ai nếu là có thể phá vỡ Ngọc Hoàng thiên môn, người đó liền có thể bước vào vực sâu. Nhận được thiên tổ lưu lại bảo tàng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có Tuấn đạo giả đến đây tham gia, Phật Tổ, người muốn tìm Tuấn đạo giả, trận này đại điển không cho phép bỏ qua a. Hơn nữa, nếu là người có thể phá vỡ thiên môn mà nói, thậm chí còn có cơ hội tìm được thiên tổ lưu lại bảo tàng. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, bảo tàng cái gì, ta cũng không để ý, ta chỉ muốn giải quyết thể nội tơ tình. Ngọc Hoàng thiên môn nhân quả, Diệp Thần đã nghe Tẩy Mộng Yên Lam nói qua. Ngọc này Hoàng Thiên Môn liên thông vực sâu, xuyên qua thiên môn sau, có thể thẳng tới vực sâu, nhận được thiên tổ lưu lại bảo tàng, hơn nữa còn có thể dọc theo truyền tống môn đường cũ trở về, không cần sợ bị trong thâm uyên đại khủng bố thôn phệ. Nhưng vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ thiên môn. Những Tuấn đạo giả kia, vốn là có thể tùy ý ra vào, dựa vào Lăng Tiêu cổ tàng tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn quyết ý Tuấn đạo, liền ngồi bất động chờ chết, thậm chí tùy ý tu vi rơi xuống. Cũng không lấy dùng Lăng Tiêu cổ tàng bên trong tài nguyên. Dần dần,
Ngọc Hoàng Thiên Môn Pháp thì phong bế, ngay cả tuấn đạo giả nhóm đều không thể ra vào, muốn xuất nhập nhất thiết phải trước tiên dựa vào thủ đoạn thông thiên, phá vỡ thiên môn, nhưng thiên môn phong bế, đó chính là thiên đế đều khó mà phá vỡ. Từ viễn cổ thời đại cho tới hôm nay, Ngọc Hoàng Thiên Môn từ xưa tới nay chưa từng có ai phá vỡ qua. Tuấn đạo giả nhóm sẽ đến phá thiên môn sao? Diệp Thần biểu thị nghi hoặc, dù sao tuấn đạo giả đều tại ngồi bất động chờ chết, chờ đợi Ngọc Hoàng kính bể tan tành một ngày kia, chìm tiên đoán ứng nghiệm, tiếp đó bọn hắn liền có thể rớt xuống vực sâu, hoàn thành tuấn đạo tâm nguyện. Từ Chiếu đại sư gật đầu nói, biết, bởi vì Ngọc Hoàng kính chậm chạp không có phá toái, chìm tiên đoán có thể sẽ không ứng nghiệm, có chút tuấn đạo giả không cách nào chờ đợi, bọn hắn quyết định phá vỡ thiên môn, chính mình đi tới vực sâu. Bọn hắn đi vực sâu, không phải là vì bảo tàng, chỉ là vì hoàn thành tuấn đạo nguyện vọng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, bọn hắn làm như vậy, vi phạm cùng thiên tổ kết xuống ước định a. Trước kia thiên tổ cùng tuấn đạo giả nhóm, kết xuống ước định, tại Ngọc Hoàng kính phá toái, chìm tiên đoán ứng nghiệm phía trước, tuấn đạo giả nhóm nhất định phải thật tốt sống sót, đây là thiên tổ trọng tình trọng nghĩa, không muốn nhìn xem thủ hạ đệ tử chết theo. Từ Chiếu đại sư lắc lắc đầu nói, thiên tổ cùng tuấn đạo giả có cái gì ước định, ta không biết, ta chỉ biết là 10 ngày sau kiếm khai thiên môn đại điển, bọn hắn nhất định sẽ tới. Bọn hắn là ban sơ con dân, mà ta tổ Phật tự, Lăng Tiêu Thiên Cung, Tinh Tuyết Điện các loại, cũng là ngoại lai người hàng lâm, song phương khí tức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn vẫn là quỷ sai, cho nên chỉ cần ngươi thấy bọn hắn ánh mắt đầu tiên, liền có thể nhận ra. Chúng ta những thứ này người hàng lâm, tranh đấu chém giết mặc dù không ngừng, nhưng đối hắn nhóm những ngày này tổ con dân, vẫn là hết sức tôn trọng. Diệp Thần gật đầu nói, tốt lắm vô cùng, Từ Chiếu đại sư, 10 ngày sau thiên môn đại điển, người dẫn ta cũng cùng đi. Từ Chiếu đại sư cười khổ một tiếng, nói, ở trước đó, chỉ cần trước tiên ứng phó Lăng Tiêu Thiên Cung, cái kia Lăng Thiên Ngấn yêu cầu 500 vạn nguyên ngọc, Phật tổ, người thật muốn động thủ giết hắn. Diệp Thần nói, ân, không giết người, thật chẳng lẽ muốn cầm 500 vạn nguyên ngọc cho hắn sao? Cho một lần, liền có lần thứ hai, phiền phức vô cùng vô tận, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Từ Chiếu đại sư do dự nói, Lăng Thiên Ngấn chính là Lăng Tiêu Thiên Cung đại trưởng lão, thân phận không thể coi thường, Phật tổ an tâm chớ vội, lão nạp còn muốn một cái thích đáng biện pháp. Hắn biết Diệp Thần đạo tâm bị tơ tình quấn quanh, đã không cách nào tỉnh táo, chính là suy nghĩ dựa vào sát lục giải quyết vấn đề, nhưng giết chết Lăng Thiên Ngấn mà nói, kết quả quá mức nghiêm trọng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần nói, hảo, đại sư, nếu ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn, có thể nói cho ta biết. Từ Chiếu đại sư cười khổ một tiếng, không nói nữa, lập tức liền đem Diệp Thần dàn xếp tại trong tổ Phật tự bên trong. Diệp Thần ở tại một gian yên lặng trong phòng khách, nghĩ thầm 3 ngày sau Lăng Thiên Ngấn sẽ lại đến môn, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như làm to chuyện, rất có thể kéo theo tơ tình, dẫn phát đau đớn. Nhưng Lăng Thiên Ngấn, Diệp Thần vẫn là muốn giết. Nam Hoa lão quân cho ta một đạo triệu hoán phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh điện một vị nữ tướng buông xuống, lấy vị kia nữ tướng anh linh thực lực, chắc hẳn có thể đánh giết Lăng Thiên Ngấn. Trong lòng Diệp Thần bàn tưởng nhớ lấy ra Nam Hoa lão quân cho hắn phù chiếu phía trên phác họa nữ tướng thân ảnh, tư thế hiên ngang, hắn thần thức thấm vào, nếm thử cùng vị kia nữ tướng câu thông. Đáp lại ta, trong lòng Diệp Thần mặc niệm. Tiếp theo sát, tại mênh mông trong hỗn độn, Diệp Thần trong thức hải quả nhiên thấy một vị nữ tướng, người mặc áo giáp màu vàng, đầy đặn tư thái tại giáp trụ phác họa phía dưới đường cong lả lướt, eo khóa chiến kiếm, tóc dài ở phía sau ghim lên, mi thanh mục tú, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm lẫm liệt khí phách. Mà tướng Lâm Thanh Sương, gặp qua luân hồi chi chủ. Cái kia nữ tướng cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ. Diệp Thần gật đầu nói, ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Lâm Thanh Sương nói, xin nghe pháp lệnh, luân hồi chi chủ, lão quân đại nhân đã báo mộng cho mạt tướng tùy thời xin đợi. Nhưng ở thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, mạt tướng tối đa chỉ có thể giúp ngươi 3 lần, hơn nữa mạt tướng như buông xuống, có khả năng phát huy ra thực lực, sẽ không vượt qua cửu phẩm thiên đế. Diệp Thần nói, 3 lần sao? Ân, cũng đủ rồi. Lâm Thanh Sương nói, lão quân đại nhân ủy thác, không biết luân hồi chi chủ phải chăng còn nhớ kỹ. Diệp Thần nói, ta nhớ được, 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, ta sẽ mau chóng thu thập. Lâm Thanh Sương nói, vậy là tốt rồi, lấy hậu thiên đạo chi tranh, cũng còn xin luân hồi chi chủ không nên nhúng tay. Diệp Thần nói, ta biết,
Lâm Thanh Sương vui vẻ nói, đa tạ luân hồi chi chủ thông cảm, người nếu muốn triệu hoán mạt tướng, chỉ cần đem linh khí quán chú đến phủ chiếu bên trong, lại kêu gọi mạt tướng tên liền có thể. Diệp Thần nói, hảo, người tốt nhất chuẩn bị, 3 ngày sau đó, ta cần ngươi. Lâm Thanh Sương nói, là, thân ảnh liền dần dần từ Diệp Thần trong thức hải ẩn độn tiếp. Diệp Thần có Lâm Thanh Sương hứa hẹn, nội tâm liền an ổn nhiều, nếu là Lâm Thanh Sương ra tay, muốn giết cái kia Lăng Thiên Ngấn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống 3 ngày, Diệp Thần ngay tại tổ Phật tự bên trong, tĩnh tâm điều tức, chỉ là tại tơ tình khốn nhiễu phía dưới, hắn không cách nào chuyên tâm tu luyện, có thể bảo trì đạo tâm không sụp đổ, đã là cực hạn. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua, một ngày này sáng sớm, tổ Phật tự bên ngoài, quả nhiên liền có đại đội nhân mã, khí thế hung hăng chạy đạp mà đến, chính là Lăng Thiên Ngấn, sau lưng mang theo mấy chục cái Lăng Tiêu Thiên Cung kim giáp vệ sĩ, uy phong lẫm lẫm. Từ chiếu con lửa chọc, lăn ra đến. Lăng Thiên Ngấn tại chùa miếu bên ngoài hét lớn, tổ Phật tự chúng tăng kinh hãi, cầm trong tay côn bổng đề phòng. Từ chiếu đại sư thấy tình thế không ổn, vội vàng đi tới Diệp Thần gian phòng bên ngoài, nói, Phật tổ, bọn hắn tới. Cửa phòng nhắm, Diệp Thần liền tại bên trong, cũng cảm giác được phía ngoài biến động, sắc mặt hắn không thay đổi, nói, người bảo bọn hắn 10 hơi thở thời gian. Từ chiếu đại sư gặp Diệp Thần không có đi ra, cảm thấy hồ nghi, nói, Phật tổ, ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần thản nhiên nói, người bảo bọn hắn 10 hơi thở thời gian chính là. Từ chiếu đại sư lo sợ nghi hoặc chớ định, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhân tiện nói, là. Hắn quay người ra đến tổ Phật tự ngoài cửa, mắt thấy Lăng Thiên Ngấn đám người khí thế hùng hổ, nội tâm 10 phần khẩn trương, nhưng vẫn là y theo Diệp Thần lời nói, nói, Thiên Ngân trưởng lão, làm phiền các ngươi chờ 10 hơi thời gian. Lăng Thiên Ngấn cau mày nói, lão lừa chọc, người nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? 500 vạn nguyên ngọc đâu? Từ chiếu đại sư nội tâm hỗn loạn bất an, nhưng mặt ngoài cố tự chấn định, nói, còn xin Thiên Ngân trưởng lão chờ một chút 10 hơi. Tổ Phật tự chúng tăng nhìn xem từ chiếu đại sư, cảm thấy đều cảm giác nghi hoặc, 3 ngày nay, từ chiếu đại sư cũng không có chủ bị 500 vạn nguyên ngọc ý tứ, bọn hắn đã làm ra quyết chiến chuẩn bị, nhưng thấy từ chiếu đại sư bây giờ bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải muốn vạch mặt. Bọn hắn còn không biết Diệp Thần thân phận. Lăng Thiên Ngấn cảm thấy cũng là 10 phần nghi hoặc, suy nghĩ, cái này lão lừa chọc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lập tức nhân tiện nói, hảo, ta mấy chục âm thanh, đến lúc đó nếu là không có 500 vạn nguyên ngọc, ta liền đổ các ngươi tổ Phật tự cả nhà. 10, 9, 8, liền bắt đầu đếm ngược. Từ chiếu đại sư cùng chúng tăng nhân nghe Lăng Thiên Ngấn đếm ngược, nội tâm đều là khẩn trương tới cực điểm. Trong chùa miếu, bên trong phòng khách, Diệp Thần nghe được âm thanh bên ngoài, cũng không vội vàng, lấy ra triệu hoán phủ chiếu, linh khí quán chú đi vào, trong lòng kêu, Thanh Sương cô nương, liền nhờ cậy ngươi ra tay rồi, ta tơ tình quấn thân, thực sự không nên động võ. 4, 3, 2. Lăng Thiên Ngấn còn tại đếm ngược, gặp từ chiếu đại sư như pho tượng đứng tại chỗ, chỉ lo cúi đầu về Phật Châu, không có chút động tác nào, hắn không khỏi giận từ trong tới, quát lên. Lão lừa chọc, người đùa bỡn ta đúng không? Gọi không ra nguyên ngọc, ta lấy trước ngươi khai đao. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Thiên Ngấn bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, kim quang bùng lên, thiên đế khí bành trướng, một đao liền hướng từ chiếu đại sư đầu người bổ tới. Chúng tăng nhân hoảng hốt, từ chiếu đại sư cũng là lấy làm kinh hãi, đang muốn né tránh, chợt nghe được thiên địa phong lôi tiếng nổ, gió bão hô hô vang dội, một đạo kim quang sáng chói từ phía chân trời bắn rơi. Kim quang bên trong, bước ra một đạo anh tự uy vũ thân ảnh. Chính là một người mặc áo giáp màu vàng nữ tử, mi thanh mục tú, dáng người sung mãn, bên hông đeo một cái hai tay đại chiến kiếm, chính là Diệp Thần triệu hoán xuống Lâm Thanh Sương. Chỉ thấy Lâm Thanh Sương rút ra chiến kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, giơ kiếm vung lên, chém về phía Lăng Thiên Ngấn đầu người. Lăng Thiên Ngấn nghe được sau lưng phong thanh kình cấp bách, cảm thấy hoảng hốt, nhìn lại, chỉ thấy đầy mắt kim quang, một đạo kim sắc kiếm mang phá không xẹt qua, thổi phù một tiếng. Liền đem đầu hắn chém xuống. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Thiên Ngấn toàn thân tuyến thời gian đánh gãy diệt, triệt để bỏ mình. Nhìn thấy Lăng Thiên Ngấn bỏ mình, từ chiếu đại sư cùng tổ Phật tự chúng tăng nhân, còn có Lăng Tiêu Thiên Cung vô số cường giả nhóm, đều là choáng váng. Cũng không người nào biết, Lâm Thanh Sương đến từ đâu. Chẳng ai ngờ rằng, nữ nhân này, thế mà lớn mạnh đến mức này,
thế mà một kiếm liền chém giết Lăng Thiên Ngấn. Lăng Tiêu Thiên cùng chúng cường giả còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Thanh Sương giống như mãnh hổ vào bầy cừu, xông vào trong đám người, huy kiếm loạn vũ chém giết, đơn giản là như chém dưa thái rau giống như, đem Lăng Tiêu Thiên cùng chúng mạnh chém hết, trong khoảnh khắc, trên mặt đất liền nằm xuống mấy chục bộ thi thể, máu chảy thành sông, tràng diện kinh người. Tại giết hết toàn trường sau, Lâm Thanh Sương đầu ngón tay một chảo, cào nát hư không, một đầu vết nứt không gian xuất hiện, nàng liền muốn rời đi. Từ Chiếu đại sư hét lớn, thí chủ thần thánh phương nào? Lâm Thanh Sương mỉm cười, nói, ngươi hỏi ngươi Phật tổ. Sau đó liền bước vào trong vết nứt không gian, thân hình biến mất không thấy. Từ Chiếu đại sư ngơ ngác xuất thần, hắn vốn là còn cho là, hôm nay sẽ một cuộc ác chiến, dù sao Lăng Thiên Ngấn không phải kẻ yếu, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy hảo thủ tới. Nếu như vừa mới Lăng Tiêu Thiên cung chúng mạnh, liên thủ kết trận mà nói, coi như tổ Phật tự chiếm cứ lấy địa lợi, chỉ sợ cũng khó đối phó. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Lâm Thanh Sương hàng lâm sau, giết người như cắt cỏ, lập tức liền đem Lăng Tiêu Thiên cung tất cả mọi người, toàn bộ giết đến sạch sẽ. Phương trưởng, Thiên Ngân trưởng lão chết rồi. Tổ Phật tự chúng tăng cũng là vạn phần hoảng sợ, không biết Lâm Thanh Sương thân phận, nhưng thấy đến Lăng Thiên Ngấn phơi thây tại chỗ, bọn hắn liền cảm thấy không ổn. Lăng Thiên Ngấn thân phận đặc thù, chính là Lăng Tiêu Thiên cung đại trưởng lão, hắn chết, Lăng Tiêu Thiên Tôn há chịu từ bỏ ý đồ. Một khi Lăng Tiêu Thiên Tôn, uy giận buông xuống, tuyệt không phải tổ Phật tự có thể tiếp nhận. Từ Chiếu đại sư sắc mặt trầm trọng, nói, chư vị chớ hoảng sợ, lão nạp tự có chừng mực. Tiếng nói rơi xuống, Từ Chiếu đại sư liền phân phó đám người thanh lý hiện trường, làm tốt nghiêm mật phòng bị, sau đó hắn vội vã hướng đi Diệp Thần chỗ gian phòng. Trong phòng khách, từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không có hiện thân, bất quá hắn có thể tinh tường cảm giác được phía ngoài biến động. Cái này nữ chiến thần, thực lực quả nhiên lợi hại. Diệp Thần hài lòng gật đầu, không hổ là Nam Hoa lão quân tự tay sáng tạo thuần huyết cổ thần, sức chiến đấu đích thật là vô cùng cường hoành, giết đồng dạng thiên đế tựa như giết chó đồng dạng. Diệp Thần nhìn một chút trong tay triệu hoán phủ chiếu, liền thấy phủ chiếu được tia sáng đã ảm đạm đi, đang chậm rãi khôi phục. Diệp Thần nghĩ câu thông Lâm Thanh Sương, nhưng không có phản ứng chút nào, linh khí cũng quán chú không vào trong. Xem ra lần sau muốn triệu hoán mà nói, ít nhất chờ một tháng thời gian. Diệp Thần nhìn một chút phù chiếu phục hồi từ từ tia sáng, liền biết nghĩ lại triệu hoán Lâm Thanh Sương mà nói, ít nhất phải chờ một tháng. Phật tổ, Phật tổ. Lúc này, Từ Chiếu đại sư chạy vội tới ngoài cửa, hướng về phía Diệp Thần kêu lên. Nói, Diệp Thần thản nhiên nói. Từ Chiếu đại sư do dự mấy giây, nói, cái kia Lăng Thiên Ngấn, cùng người dưới tay hắn, đã chết hết. Diệp Thần nói, ân, ta biết. Từ Chiếu đại sư nơm nớp lo sợ hỏi, vị chiến thần kia một dạng nữ thí chủ, là ngươi triệu hoán. Diệp Thần nói, ngươi không cần hỏi quá nhiều, làm tốt phòng bị, cẩn thận Lăng Tiêu Thiên cung trả thù, ta lại ban thưởng ngươi hoàng đồng tháp cao, nếu là Lăng Tiêu Thiên cung trả thù, các ngươi trước tiên có thể trốn đến trong tháp cao đi. Diệp Thần lấy ra hoàng đồng tháp cao, lớn chừng bàn tay, cao khoảng 6 tấc, ném cho Từ Chiếu đại sư. Cái này hoàng đồng tháp cao, chính là ngày xưa chín thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, nắm giữ cường hãn lực phòng ngự, muốn bảo vệ tổ Phật tự người, nghĩ đến là đầy đủ. Kỳ thực, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh đã khôi phục hoàn chỉnh, nếu như hắn ban thưởng thần giáp mệnh tinh chúc phúc, thủ hộ lực sẽ cường đại hơn. Nhưng, một cái, hắn không muốn bại lộ thân phận. Thứ hai, tơ tình quấn thân phía dưới, thân thể của hắn trạng thái thật không tốt, cũng không nên vận dụng lực lượng quá nhiều. Là, đa tạ Phật tổ che chở. Từ Chiếu đại sư thu hoàng đồng tháp cao, cảm thấy hơi định. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thiên Cung. Lăng Tiêu Uyên lục đại môn phái, lấy Lăng Tiêu Thiên Cung nhất là bàng bạc hùng vĩ, chỉ thấy một mảnh cung điện nguy nga quần lạc, lơ lửng ở trung ương bầu trời, chung quanh từng tòa phù không đảo tự vần quanh, long phượng bay lượn, bạch hạc bơi mây, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông yếu ớt, một mảnh hùng vĩ rộng rãi khí tượng. Bây giờ, Lăng Tiêu Thiên Cung chỗ sâu, một lão già ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên thần tọa, người mặc hoàng kim đế bào, khí độ ngàn vạn, chính là Lăng Tiêu Thiên Cung cung chủ, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Chợt, Lăng Tiêu Thiên Tôn đôi mắt, lộ ra một vòng chấn động chi sắc, ngơ ngác nhìn xem phương xa. Vừa mới Diệp Thần triệu hoán Lâm Thanh Sương thời điểm, một đạo kim quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Đạo kim quang này, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng nhìn thấy.
đạo ánh sáng này, là, anh linh điện cường giả, làm sao có thể? Lăng Tiêu Thiên Tôn lập tức dùng mình, lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Xem như Lăng Tiêu Uyên tồn tại cường đại nhất, hắn biết rất nhiều cổ lão thần bí truyền thuyết. Tương truyền, nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, trước kia từng chế tạo một tòa anh linh điện, dùng để thu nạp thuần huyết cổ thần linh hồn. Tòa này anh linh điện, không tại không không lúc nào khoảng không, cũng không ở tinh không bỉ ngạn, mà là tại Nam Hoa Lão Quân tự mình mở ra một chỗ đặc thù thứ nguyên thế giới bên trong. Những anh linh điện cường giả kia, cũng là tránh thoát mạt pháp thời đại tồn tại, so sánh với không không lúc nào chống không võ giả, nắm giữ càng cường đại hơn thực lực. Lăng Tiêu Thiên Tôn cảm giác được có anh linh điện cường giả buông xuống, tất nhiên là vô cùng kinh hãi, vội vàng bấm ngón tay suy tính xem bói, muốn nhìn thấy sau lưng nhân quả. Tiếp theo sát, trong đầu của hắn, liền nhìn thấy một đạo kinh khủng thân ảnh, đó là một cái vô cùng quỷ dị tồn tại, thân thể hoàn toàn là từ một từng cái rắn độc tổ hợp mà thành, hắn không có huyết nhục của mình thân thể, cái kia từng cái rắn độc, chính là cơ thể của hắn, chính là linh hồn của hắn. Vô cùng âm trầm khí tức kinh khủng, từ đạo thân ảnh này bên trong lan tràn ra, hắn chính là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong xà thiên đế. Lăng Tiêu Thiên Tôn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy xà thiên đế thân ảnh. Ngay sau đó, trước mặt hắn không gian một hồi vặn vẹo, hắc khí không ngừng từ không gian trong khe hở tràn ngập ra, có ngàn đầu trăm đầu thật nhỏ rắn độc, cũng là từ cái kia thật nhỏ khe hở bên trong bò ra, tí thi thổ tín, tại Lăng Tiêu Thiên hạ dưới chân bò qua bò lại, lại dần dần leo lên thân thể của hắn. Ách! Lăng Tiêu Thiên Tôn cổ họng phát ra sợ hãi một hồi âm thanh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, không dám chuyển động. Cái kia trăm ngàn đầu tế xà, lại dần dần tạo thành một tay nắm, nhẹ nhàng bóp chặt cổ họng của hắn, lại tụ trở thành một cái đầu, ở trên vai hắn ló ra, phía trên có hình người ngũ quan, mười phần kinh khủng, đó chính là xà thiên đế bộ dáng. Xà thiên đế, là ngươi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lăng Tiêu Thiên Tôn kinh hồn táng đảm, tại trăm vạn năm trước, hắn lấy được một khỏa như mặt trời thần thạch sau, xuyên thấu qua viên kia thần thạch, hắn bắt được rất nhiều viễn cổ thời đại bí mật, biết rất nhiều người không biết sự tình. Trong đó có anh linh điện, cũng có xà thiên đế thân thế. Tại không không lúc nào khoảng không người bình thường trong mắt, xà thiên đế là đỉnh cấp thiên đế, là một trong ngũ đại cường giả ở cổ tinh môn, nhưng Lăng Tiêu Thiên Tôn biết, xà thiên đế thân phận, còn muốn càng kinh khủng một chút. Hắn là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân tự tay sáng tạo thuần huyết cổ thần, cũng là trong đã từng anh linh điện cường đại tồn tại, về sau thậm chí dám dơ lên phản kỳ, muốn giết chết Nam Hoa Lão Quân. Khỏi cần phải nói, bằng vào cái kia phản loạn dũng khí, hướng trụ thần quơ đao dũng khí, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ân, xem ra, người cũng biết thân phận của ta. Xà thiên đế phát ra khàn giọng trầm thấp như ma quỷ âm thanh, dài nhỏ như rắn đầu lưỡi phun ra nuốt vào lấy. Liếm tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trên gương mặt, cái sau sợ đến gương mặt tái nhợt, không dám chuyển động, cũng không dám lên tiếng. Xà thiên đế cười hắc hắc, nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền giúp ta làm chút chuyện a. Lăng Tiêu Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, nói, xà thiên đế, ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Xà thiên đế nói, liên thủ với ta giết chết luân hồi chi chủ. Nghe vậy, Lăng Tiêu Thiên Tôn lập tức kinh hãi, nói, cái gì? Giết luân hồi chi chủ. Hắn ở đâu? Xà thiên đế nói, hắn ngay tại Lăng Tiêu Uyên. Lăng Tiêu Thiên Tôn cả kinh nói, luân hồi chi chủ lúc nào tới Lăng Tiêu Uyên, ta như thế nào không có chút phát hiện nào. Xà thiên đế cười hắc hắc nói, nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn thấu, thì hắn không phải là luân hồi chi chủ, mới là hắn triệu hoán anh linh buông xuống. Lăng Tiêu Thiên Tôn ngơ ngác xuất thần, nói, thì ra. Cái kia anh linh điện cường giả. Càng là luân hồi chi chủ triệu hoán. Xà thiên đế nói, đừng nói nhảm quá nhiều, luân hồi chi chủ đoán chừng là hướng về phía ta tới, hắc hắc, hắn đoán chừng đã trở thành Nam Hoa Lão Quân cái kia lão tạp mao chó săn. Kỳ thực, Diệp Thần trước mắt còn không có nhằm vào xà thiên đế kế hoạch. Chỉ là, xà thiên đế có tật giật mình, trước kia từng phản loạn Nam Hoa Lão Quân, thời thời khắc khắc đều lo lắng bị trả thù, bây giờ cảm giác được anh linh điện tia sáng buông xuống. Hắn lập tức sợ hãi đề phòng, chỉ cho là Diệp Thần muốn triệu hoán anh linh giết hắn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, nói, luân hồi chi chủ huy mãnh vô song, người cổ tinh môn ban thiên đế, kính thiên đế, đều bị hắn giết chết. Còn có ta thiên tổ thất giới, Nam Châu Thiên, sáng tạo đạo nhai, vô số cường giả đều bị hắn trấn áp, ta.
ta chỉ sợ cũng không phải luân hồi chi chủ địch thủ. Tuy nói Lăng Tiêu Thiên Tôn không bước chân ra khỏi nhà, nhưng ngoại giới thiên cơ biến động, hắn tự nhiên biết được rất rõ ràng. Diệp Thần đủ loại hung hãn chiến tích, để cho hắn vô cùng sợ hãi, khỏi cần phải nói, coi như đạo huyền tổ sư, nhân vật mạnh mẽ như vậy, đều bị Diệp Thần giết chết. Luận thực lực, Lăng Tiêu Thiên Tôn đoán chừng chính mình toàn lực bộc phát, nhiều nhất chính là cùng đạo huyền tổ sư tương đương, vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ. Phải biết, thời khắc này Diệp Thần, thần giáp mệnh tinh đã khôi phục hoàn chỉnh, lại tấn thăng cửu đỉnh cảnh ba tầng trời, thực lực so trước đó cường hãn nhiều. Xà Thiên Đế nói, đừng lo lắng, tiểu tử kia bị tơ tình quấn thân, khổ không thể tả, không phát huy ra bao nhiêu thực lực, bằng không cũng không cần triệu hoán anh linh phủ xuống, đây chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt. Nếu như Diệp Thần là trạng thái toàn thịnh, Xà Thiên Đế thật đúng là không dám động thủ, dù sao ngay cả Ban Thiên Đế cùng Kính Thiên Đế, đều chết ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần thực lực, không cho phép hoài nghi. Lăng Tiêu Thiên Tôn nghi ngờ nói, một đầu tơ tình, có thể vây khốn luân hồi chi chủ. Tơ tình sự tình, hắn tự nhiên có cảm giác biết, nhưng cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm. Xà Thiên Đế cười hắc hắc nói, một chữ tình, liền thiên tổ đều không giải được, chớ nói chi là tiểu tử kia, hắn bị tơ tình quấn thân, thực lực đại đại suy yếu, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ liền không có. Lăng Tiêu Thiên Tôn trái tim đập bịch bịch, nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Hắn biết mình bị Xà Thiên Đế quấn lên, đã không có khả năng thoát thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đánh giết Diệp Thần, đã như thế, hắn có lẽ có thể có được điểm chỗ tốt. Xà Thiên Đế nói, hắc hắc, đừng nóng vội, đằng sau ta lại nói cho ngươi, hiện tại lời nói, ngươi coi như ta chưa từng tới, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần chớ kinh động luân hồi chi chủ liền có thể. Lăng Tiêu Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, nói, là. Xà Thiên Đế lại cười hì hì rồi lại cười, sau đó thân thể của hắn, ly tán thành từng cái màu đen tế xà, lại hóa thành từng sợi hắc khí, chui vào Lăng Tiêu trong cơ thể của Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn toàn thân run rẩy một chút, lộ ra buồn khổ sầu đau chi sắc, nhưng lại không thể làm gì. Từ mặt ngoài thực lực phán đoán, hắn cùng Xà Thiên Đế cũng là đỉnh cấp Thiên Đế, nhưng song phương huyết mạch, khí vận, đạo tâm, thần thông đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu các loại, chênh lệch thực sự quá lớn quá lớn. Nếu quả thật đánh nhau, hắn sống không qua 10 chiêu, liền bị Xà Thiên Đế giết chết. Cho nên, bây giờ Xà Thiên Đế chui vào trong thân thể của hắn, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể thu thập tâm tình, nghĩ biện pháp đi đối phó Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, đang tại trong tổ Phật tự bên trong. Hắn triệu hoán Lâm Thanh Sương, giết chết Lăng Thiên Ngấn cùng rất nhiều Lăng Tiêu Thiên Cung cường giả, lường trước Lăng Tiêu Thiên Cung bên kia, sẽ có trả thù cử động. Cho nên, hắn cẩn thận đề phòng. Từ Chiếu đại sư cũng không dám sơ suất, bố trí xuống đủ loại thủ hộ đại trận, lại khải dụng Diệp Thần ban thưởng Hoàng Đồng Tháp cao, để phòng Lăng Tiêu Thiên Cung cường địch xâm phạm. Nhưng ra hắn cùng Diệp Thần dự kiến, đợi chừng 3 ngày, cũng không thấy Lăng Tiêu Thiên Cung có cái gì trả thù cử động. Một ngày này, ngược lại có một phong phi kiếm chiếu thư, từ Lăng Tiêu Thiên Cung chỗ phát tới. Phần này chiếu thư, lại là một phần tội kỷ chiếu. Là Lăng Tiêu Thiên Tôn tự tay viết. Từ Chiếu đại sư thân khải, bản tọa quản thúc bất lực, khiến đại trưởng lão Lăng Thiên Ngấn mạo phạm Phật môn thánh địa, tội họa không nhỏ, tên kia đã đền tội, bản tọa cảm thấy vui mừng, cũng bội phục đại sư thần thông chi uy, chờ một chút liền tiễn đưa 500 vạn nguyên ngọc làm nhận lỗi chi dụng. Khác, Lăng Thiên Ngấn chi tôn Lăng Tinh Cách, bản tọa đã phạt kỳ diện bích hối lỗi. Lần này bốc lên khinh, thật không phải bản tọa mong muốn. Vạn thỉnh Từ Chiếu đại sư rộng lòng tha thứ thứ lỗi. Lăng Tiêu Thiên Cung Lăng Tiêu Tử cẩn phụng. Thu đến phần này chiếu thư, Diệp Thần cùng Từ Chiếu đại sư, đều là vô cùng ngoài ý muốn. Cái này Lăng Tiêu Thiên Tôn, không chỉ không có trả thù, ngược lại chính mình nhận lỗi nhận sai. Diệp Thần nhìn thấy chiếu thư nội dung, lập tức chau mày, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ Chiếu đại sư cũng là cau mày nói, đích xác có chút cổ quái, chẳng lẽ, hắn sợ Thủy Long Vương hiển linh. Tổ Phật tự cung phụng Thủy Long Vương, đó là 72 trụ thần một trong, là sinh sinh đạo sau lưng vĩ đại tồn tại, ngang dọc không không lúc nào chống không địch Nguyên Thiên Đế, có thể nói là Thủy Long Vương một đạo hóa thân. Nếu như Thủy Long Vương hiển linh, đó đích xác là kinh thiên động địa, liền Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không dám trêu chọc. Trước đây cũng chính vì Thủy Long Vương tồn tại, cho nên Lăng Tiêu Thiên Cung không có hạ tử thủ, nhưng Thủy Long Vương chậm chạp không có hiển linh qua. Lăng Tiêu Thiên Cung cũng dần dần đã mất đi lòng kiêng kỵ,
cho nên phía trước đại trưởng lão Lăng Thiên Ngấn mới dám phách lối như vậy, nói muốn độ diệt tổ Phật tự cả nhà. Nhưng Từ Chiếu đại sư rất rõ ràng, tổ Phật tự cũng không có bài tẩy gì, Thủy Long Vương cũng sẽ không hiển linh, trước đó Nguyên Thiên Đế còn che giấu thời điểm, Thủy Long Vương còn có hiển linh khả năng. Nhưng, theo Nguyên Thiên Đế hiện thân, Thủy Long Vương hết thảy uy quang, nhân quả, đều chỉ sẽ vây quanh Nguyên Thiên Đế chuyển động, mặc cho tổ Phật tự lại cung phụng, cũng không khả năng để cho Thủy Long Vương lộ ra linh. Nhưng mà, bây giờ Lăng Tiêu Thiên Tôn, lại như thế khiêm nhường nhận sai, quả thực để cho Từ Chiếu đại sư 10 phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu Thiên Tôn còn tại sợ Thủy Long Vương? Vẫn có cái gì khác nguyên nhân? Từ Chiếu đại sư nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần trầm ngâm nói, chuyện này có chút kỳ quặc, Từ Chiếu đại sư, ngươi chớ nên buông lỏng cảnh giác, tiếp tục đề phòng. Vốn là Diệp Thần đã làm tốt đối mặt toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Cung dự định, vạn vạn không nghĩ tới Lăng Tiêu Thiên Tôn thế mà lại chủ động nhận sai, nhưng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Từ Chiếu đại sư nói, là, Phật Tổ. Dừng một chút, lại hỏi, khoảng cách đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn đại điển, chỉ còn lại mấy ngày, đến lúc đó, chúng ta còn muốn đi tham gia sao? Diệp Thần nói, những quỷ kia kém tuấn đạo giả sẽ đến a? Từ Chiếu đại sư nói, sẽ. Diệp Thần gật đầu nói, ân, vậy chúng ta cũng đi. Tới Lăng Tiêu Uyên thế giới, đã có đã mấy ngày, Diệp Thần vẫn là không có bắt được Như Tường Vi mảy may dấu vết cùng khí tức, đối phương ẩn giấu quá sâu. Hắn muốn tìm Như Tường Vi mà nói, chỉ có từ những quỷ kia kém trên thân vào tay. Không cần đã lâu, Lăng Tiêu Thiên Cung bên kia, lại phái tới sứ giả, dâng lên 500 vạn nguyên ngọc xem như nhận lỗi, thái độ khiêm cung cực điểm. Từ Chiếu đại sư nhận lấy nhận lỗi, lại rút ra một nửa hiến tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần luôn cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng đối phương đưa tới cửa đồ vật, hắn không có không thu đạo lý, những thứ này nguyên ngọc có thể cho hắn chế tạo cường hóa thanh liên phân thân. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì đột phát cùng phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Tiêu Thiên Cung bên kia, tựa hồ còn thật sự nhận lầm, không có bất kỳ cái gì khổ sở cử động. Trong bất chi bất giác, thiên môn đại điển thời gian, chính thức đến. Trận này đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn đại điển, lục đại môn phái đều biết tham gia, đều ra một nhóm thiên tài địa bảo, lục đại môn phái chí tôn lại vải máu thành trận, kết thành một cái đặc thù đều thiên huyết hà trận, bố trí tại Ngọc Hoàng Thiên trước cửa. Lục đại môn phái đệ tử thiên tài nhóm, liền có thể mượn dùng đều thiên huyết hà trận linh khí năng lượng, bộc phát ra hung hãn nhất kiếm khí, kiếm trảm thiên môn. Nếu là có thể đem Ngọc Hoàng Thiên môn phá vỡ, liền có thể trực tiếp đi tới vực sâu, nhận được thiên tổ lưu lại Lăng Tiêu cổ tàng. Trận này thiên môn đại điển, bình thường đều là lục đại môn phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài tham gia. Bởi vì, Ngọc Hoàng Thiên môn pháp thì đặc thù, muốn phá vỡ mà nói, chỉ dựa vào man lực là không được, còn muốn có một khỏa tinh khiết đạo tâm. Lục đại môn phái cao tầng các cường giả, đạo tâm có quá nhiều chấp niệm, hung hãn, sát lục, hỗn loạn chi niệm, lại tích lũy đại lượng tuế nguyệt mài mòn tang thương, linh hồn rất không thuần túy. Cho nên, từ thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài ra tay, phá vỡ thiên môn cơ hội, ngược lại sẽ đề thăng rất nhiều. Thiên môn đại điển đã cử hành qua rất nhiều lần, tại Lăng Tiêu Uyên đông đảo thiên tài, không ngừng huy kiếm chảm thiên môn phía dưới, tòa kia Ngọc Hoàng Thiên môn, cũng dần dần có bị phá ra dấu hiệu. Một ngày này, Từ Chiếu đại sư mang theo 2 cái trưởng lão, 12 cái chân truyền đệ tử, 36 cái tục gia đệ tử, mình mông cuồn cuộn đi tới Ngọc Hoàng Thiên môn. Diệp Thần ẩn tàng khí tức, liền ngụy trang thành tổ Phật tự tục gia đệ tử, hắn lúc này kính vạn hoa huyết nhãn tu vi, đã đạt đến hóa cảnh, luận huyễn thuật tạo nghệ, có 102 toàn bộ không không lúc nào khoảng không, vô suất kỳ hữu. Hắn huyễn thuật khẽ động, cả người quần áo, khí chất, bề ngoài, nhìn giống như một cái bình thường Phật môn tục gia đệ tử, giống như một người đi đường, không có chút nào nổi bật chỗ. Lần này đi Ngọc Hoàng Thiên môn, Từ Chiếu đại sư cũng không có mang quá nhiều cao thủ, cũng chỉ mang theo 2 cái trưởng lão, phần lớn cao tầng cường giả, đều lưu lại trong tổ Phật tự bên trong, chủ yếu là sợ Lăng Tiêu Thiên Cung tùy thời trả thù. Từ Chiếu đại sư tuân theo Diệp Thần phân phó, vẫn luôn là cẩn thận đề phòng. Ngọc Hoàng Thiên môn ở vào Lăng Tiêu Uyên thế giới đại khí gió tầng bên trong, Diệp Thần cùng Từ Chiếu đại sư cùng tổ Phật tự chúng tăng, một đường hướng về trên bầu trời bay đi. Dần dần, Diệp Thần liền thấy trên trời xuất hiện từng luồng kim quang, trời quang mây tạnh, linh khí phiêu nhiên, một phiến cổ lão thần bí môn hộ, dần dần xuất hiện tại trước mắt của hắn.
Cánh cửa kia chất liệu, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, nạm nhật nguyệt tinh thần, điêu khắc từng đạo long phượng đồ đằng, hoa lệ mà rực rỡ. Đây chính là Lăng Tiêu Uyên trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Thiên Môn sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, từ cái kia Ngọc Hoàng Thiên trong môn phái, bắt được vô cùng đầy đủ năng lượng, cực kỳ khủng bố, ngọc này Hoàng Thiên Môn chế tạo sử dụng chất liệu, tựa hồ cũng không phải là không không lúc nào khoảng không tất cả, ẩn chứa một chút Diệp Thần hoàn toàn không cách nào thấm nhuần pháp tắc. Phải biết, bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới Ngọc Hoàng Kính, trên thực tế Thiên Tổ dùng từ Ngọc Hoàng Thiên trên cửa chóc xuống bột phấn, chế tạo mà thành. Một điểm bột phấn, liền có thể chế tạo ra bao trùm vực sâu thế giới Ngọc Hoàng Kính, có thể tưởng tượng được, cả phiến Ngọc Hoàng Thiên Môn, năng lượng thâm hậu bao nhiêu, nội tình có bao nhiêu ngoại hạng. Đây là Thiên Tổ trước kia tư tưởng Luân Hồi Đạo Thiên Môn hình thức ban đầu. Tuy nói chế tạo Luân Hồi Đạo Thiên Môn, Phi Thăng Tinh không bị ngạn kế hoạch thất bại, nhưng cái này Luân Hồi Đạo Thiên Môn hình thức ban đầu, cũng chính là Ngọc Hoàng Thiên Môn, ẩn chứa trong đó năng lượng khủng bố, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần có thể kết luận, nếu như tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn, có thể hòa tan đến hắn luân hồi hướng về thế trong sách đi, hắn luân hồi sách, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự tổng cương, tuyệt đối có thể nhiều chế tạo ra một chữ đi ra. Phải biết, luân hồi sách tổng cương, đối với tài nguyên tiêu hao cực kỳ to lớn, trước đó Diệp Thần bốn phía tầm bảo, thu hoạch tài nguyên, chỉ đủ chế tạo thiên địa huyền hoàng bốn chữ. Bây giờ một tòa Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền có thể để cho hắn lại chế tạo ra thêm một cái chữ. Đơn giản kinh khủng. Nhìn xem cái kia Ngọc Hoàng Thiên Môn, Diệp Thần liền động thu lấy chi tâm, trong truyền thuyết Lăng Tiêu cổ tàng, hắn còn không có thấy tận mắt, nhưng bảo tàng cần gì phải nơi khác tìm kiếm, tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn bản thân, chính là kinh thiên bí bảo. Chỉ có điều, Diệp Thần nhìn xem Ngọc Hoàng Thiên Môn thời điểm, liền cảm thấy phiến môn hộ này, phảng phất là khảm nạm tại thiên không bên trong, lại phảng phất chỉ là một cái bóng mờ, quang hoa mông lung mộng ảo rất không chân thiết. Ẩn chứa trong đó pháp tắc, thần bí cường đại, muốn thu lấy mà nói, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Ngọc Hoàng Thiên Môn có thể thu lấy, qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu Thiên Cung, Tổ Phật tự mấy người lục đại môn phái cường giả, đã sớm lấy đi. Ngọc này trời xanh trên cửa, tựa hồ còn có chút cấm kỵ pháp tắc khí tức, nếu như không có Thiên Tổ cho phép, thu lấy Ngọc Hoàng Thiên Môn mà nói, sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Phật Tổ, đợi chút nữa người muốn ních thân động thủ phá thiên môn sao? Từ Chiếu đại sư âm thầm truyền âm hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần xen lẫn trong tục gia đệ tử trong đội ngũ, nghe được Từ Chiếu đại sư truyền âm, đáp lại nói, ân, ta sẽ ra tay. Ngọc Hoàng Thiên Môn là Thiên Tổ lưu lại thánh vật, nếu như chạm đến mà nói, có lẽ lại có thể gặp lại Thiên Tổ. Diệp Thần muốn tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn, còn có trong cơ thể hắn tơ tình, hắn cũng muốn hỏi vấn Thiên Tổ như thế nào giải quyết. Dù sao hắn cũng không xác định, vị kia quỷ sai đô thống như Tường Vi, đến cùng có thể hay không thay hắn hóa giải tơ tình. Hắn cùng Tổ Phật tự chúng tăng, bay đến Ngọc Hoàng Thiên trước cửa. Mà lúc này đây, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên âm phong, oán khí hô hô, hình như có vạn quỷ khóc thét thanh âm, liền thấy một tòa địa ngục minh điện một dạng cung điện, toàn thân hắc ám, phía trên cắm từng cây cốt thứ, tràn ngập xâm nghiêm chọc trời khí tức. Nhìn, huyền minh điện tới. Bọn hắn thế mà tình cảnh lớn như vậy, liền sơn môn đều hàng lâm xuống. Tổ Phật tự chân truyền đệ tử cùng tục gia đệ tử nhóm, nhìn thấy tòa này nguy nga xâm nghiêm cung điện, lập tức liền một tràng thốt lên. Cái này điện vũ là kinh khủng thần khí, cũng là lục đại môn phái bên trong, huyền minh điện sơn môn chỗ. So sánh với Tổ Phật tự điệu thấp, huyền minh điện phô trương rõ ràng long trọng rất nhiều, trưởng môn huyền minh âm tổ, chư trưởng lão hộ pháp, chư chân truyền đệ tử, nội ngoại môn đệ tử. Nghiêng chúng mà ra. Diệp Thần cảnh tượng hoành tráng thấy cũng nhiều, lúc này gặp đến huyền minh điện sơn môn buông xuống, cũng không lấy làm lạ. Từ Chiếu đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Ngươi hôm nay tới sớm, ha ha. Huyền minh điện điện chủ huyền minh âm tổ, cười hướng Từ Chiếu đại sư chào hỏi. A-di-đà Phật, một đoạn thời gian không thấy, huyền minh điện chủ tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Từ Chiếu đại sư chắp tay trước ngực đáp lễ. Huyền minh âm tổ cười tủm tỉm nói, nơi nào, không chứng đạo thượng phẩm thiên đế, chung quy là sâu kiến. Từ Chiếu đại sư mỉm cười. Diệp Thần yên lặng nhìn xem, gặp hai người quan hệ tựa hồ không tệ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nhìn huyền minh điện khí tượng xâm xâm hắc ám bộ dáng, tựa hồ có chút tà môn, cùng Từ Chiếu đại sư tu Phật Pháp cũng không tương dung. Lệ. Lúc này,
lại có một hồi phượng hoàng minh tiếng kêu phóng lên trời, liền thấy có vài chục cái tu sĩ, cưỡi từng đầu phượng hoàng, từ phương xa bay tới, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, phượng hoàng múa phong vân, khí tượng cũng có chút mênh mông. Nha, cổ hoàng điện cũng đến. Huyền Minh Âm Tổ ha ha cười cười, hướng đám tu sĩ kia một người cầm đầu lão giả phất tay gọi. Hoàng Thanh Thiên, sớm a. Lão giả kia người mặc một màu thanh loan đạo bào, hạc phát đồng nhan, khí độ hoa lệ, nghe được Huyền Minh Âm Tổ gọi, không cho là đúng hừ một tiếng, lại gặp được Huyền Minh Âm Tổ nghiêng chúng mà ra, không mặn không nhạt nói. Huyền Minh Âm Tổ, người phô trương ngược lại là lớn, hôm nay là thật muốn kiếm phá thiên môn. Huyền Minh Âm Tổ cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Hoàng Thanh Thiên hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhìn thấy một bên Từ Chiếu đại sư, thái độ lại chuyển hướng ôn hòa, cười nói, Từ Chiếu phương trưởng, ngươi cũng tới phải sớm a. Từ Chiếu đại sư nói, A-di-đà Phật, Thanh Thiên điện chủ, trước đây ít năm ngươi chứng đạo thượng phẩm thiên đế thất bại, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lão nạp lấy hóa sinh Phật pháp thay ngươi trị liệu, thân thể ngươi khá tốt một chút. Hoàng Thanh Thiên nụ cười cứng đờ, thở dài nói, thật là tốt một chút, nhưng đời ta, chỉ sợ đều không cơ hội chứng đạo thượng phẩm thiên đế. Trừ phi, có thể tìm tới lăng tiêu cổ tàng. Thiên đế phân cửu phẩm, trước ba phẩm là hạ phẩm, trung tam phẩm là trung phẩm, sau tam phẩm là thượng phẩm. Nói như vậy, chứng đạo thiên đế sau khi thành công, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không bị cái gì đại kiếp, dựa vào tuế nguyệt tích lũy, cũng có thể chậm rãi bước vào trung phẩm thiên đế hàng ngũ. Nhưng thượng phẩm thiên đế mà nói, lại gọi đỉnh cấp thiên đế. Nhất định phải có lớn cơ duyên, đại tạo hóa, muốn chứng đạo đột phá, mười phần gian khổ cùng hung hiểm. Giống Huyền Minh Điện điện chủ Huyền Minh Âm Tổ, Tổ Phật Tự Phương Trưởng Từ Chiếu đại sư, Cổ Hoàng Điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên, bọn họ đều là trung phẩm thiên đế. Phóng nhãn toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, thượng phẩm thiên đế chỉ có một người, chính là Lăng Tiêu Thiên Cung cung chủ Lăng Tiêu Thiên Tôn. Đến nỗi siêu phẩm thiên đế, giống Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên bọn người, là không dám nghĩ, từ mạt pháp thời đại sau, thiên đạo suy rơi xuống rất nhiều, muốn chứng đạo siêu thiên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thực mạt pháp thời đại cũng không có kết thúc, bây giờ không không lúc nào khoảng không, thiên địa còn tại trong mạt pháp, thậm chí thế giới đều nhanh muốn quy khư. Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên ba vị cường giả đàm luận trò chuyện ở giữa, lại có hai bầy tu sĩ đến. Trong đó một đám tu sĩ, ước chừng hơn trăm người, đều là người mặc áo đen, khí tức hung ác nham hiểm, ngự kiếm xé gió mà đến, chính là Vạn U Môn bên trong người. Vạn U Môn cùng Huyền Minh Điện, đều tu ma đạo, đạo pháp của bọn họ, đầu nguồn tại Luân Hồi Địa Ngục. Luân Hồi Địa Ngục mặc dù sụp đổ, rơi vào dưới vực sâu, nhưng xuyên thấu qua ngọc hoàng kính, cẩn thận học hỏi mà nói, vẫn có thể nhìn thấy Luân Hồi Địa Ngục phế tích cùng xác, còn có rất nhiều tàn toái Luân Hồi pháp tắc. Thông qua quan sát những thứ này đặc thù pháp tắc, quan sát luân hồi địa ngục, liền có thể lĩnh ngộ đặc thù ma nói, địa ngục ma đạo. Vạn U Môn cùng Huyền Minh Điện, đều tu luyện địa ngục ma đạo, nhưng cả hai lại có khác nhau. Huyền Minh Điện hùng tâm bừng bừng, có trùng kiến luân hồi địa ngục ý nghĩ, muốn lục đại môn phái tất cả mọi người, đều đặt vào trong địa ngục, mặc cho bọn hắn phân công hiệu lệnh. Mà Vạn U Môn địa ngục ma đạo, thì chuyên chú tự thân tu luyện. Đem thân thể tưởng tượng thành một cái cực lớn đau đớn địa ngục, không ngừng tu luyện siêu thoát, mỗi siêu thoát một tầng, tự thân tu vi liền cường đại một phần, nhưng cơ thể cùng linh hồn, hoàn toàn từ trong địa ngục siêu thoát đi ra, liền có thể phi thăng tinh không bỉ ngạn. Hai loại pháp môn tu luyện, không giống nhau, nhưng đều thuộc về địa ngục ma đạo, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Một cái khác quần tu sĩ, thì tất cả đều là nữ tử, từng cái có được 10 phần mỹ mạo, thân thể thướt tha, chính là Tinh Tuyết Điện đệ tử. Các nàng múa phong đạp tuyết, nhanh nhẹn đến. Tinh Tuyết Điện chỉ có nữ đệ tử, không có nam tử tồn tại, các nàng thờ phụng đại ái thần Phong Tình Tuyết. Tại Phong Tình Tuyết chặt đứt thiên cơ sau, Tinh Tuyết Điện một trận tín ngưỡng sụp đổ, không biết chính mình tín ngưỡng đến cùng là cái gì, các nàng lâm vào mờ mịt luống cuống hoàn cảnh. Thẳng đến trong khoảng thời gian gần đây, thư của các nàng ngửa mới khôi phục tới. Diệp Thần nghe Từ Chiếu đại sư nói qua, Tinh Tuyết Điện bởi vì đã từng tín ngưỡng sụp đổ, cho nên tại trong lục đại môn phái, các nàng thực lực nội tình yếu nhất, cần dựa vào cùng môn phái khác thông gia hòa thân, mới có thể duy trì sinh hoạt. Lục đại môn phái đủ loại quá khứ, tại quá khứ mấy ngày bên trong, Diệp Thần đều nghe Từ Chiếu đại sư nói qua, nhưng bây giờ chính mắt thấy Tinh Tuyết Điện các nữ tử, Diệp Thần nội tâm liền không nhịn được một hồi quặn đau. Tơ tình phát tác,
Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn thấy Tinh Tuyết Điện nữ tử, hắn liền không nhịn được nhớ tới Phong Tình Tuyết, bây giờ trong đầu tràn đầy Phong Tình Tuyết thân ảnh, vung đi không được, tơ tình tận xương, dày vò cực điểm. May mắn Nhậm Phi Phàm sớm tại trong lòng của hắn, lưu lại một tòa hải đăng, lúc này hắn tơ tình phát tác, cái kia hải đăng liền nở rộ quang huy, lập tức để cho hắn hô hấp chót lọt rất nhiều, trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp. Từ Chiếu Đại Sư, Tinh Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa, người mặc một thân điển nhã màu xanh biếc váy dài, lông mi tướng mạo càng là cùng Phong Tình Tuyết có chút tương tự, hàng lâm xuống sau, liền dùng lời nhỏ nhẹ hướng Từ Chiếu Đại Sư vấn an. Phong Điện Chủ, người tốt. Từ Chiếu Đại Sư chắp tay trước ngực hoàn lễ. Phong Nguyệt Hoa ánh mắt sâu xa nói, Từ Chiếu Đại Sư, thiếp thân trước đây tín ngưỡng sụp đổ, trong khoảng thời gian này mặc dù đã khôi phục, nhưng đạo tâm ma chướng khó tiêu, không biết Từ Chiếu Đại Sư lúc nào thuận tiện, thay ta hóa giải tâm ma. Đang khi nói chuyện, nàng lại nhìn một chút Hoàng Thanh Thiên, trước đó Hoàng Thanh Thiên chứng đạo thượng phẩm thiên đế thất bại, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cái sau đạo tâm đủ loại ma chướng, chính là Từ Chiếu Đại Sư hỗ trợ hóa giải. Tổ Phật tự một môn Phật Pháp, đối với hóa giải tâm ma, có tác dụng cực lớn hiệu quả. Phong Nguyệt Hoa cũng nghĩ Từ Chiếu Đại Sư ra tay, giúp mình hóa giải tâm ma. Từ Chiếu Đại Sư lại lắc đầu, nói, Phong Điện Chủ, lão nạp như thay người hóa giải tâm ma, khó tránh khỏi ra thịt tiếp xúc, nam nữ thụ thụ bất thân, lão nạp không gần nữ sắc, vì vậy thỉnh cầu của ngươi, xin thứ cho lão nạp khó mà tòng mệnh. Phong Nguyệt Hoa có chút u oán nói, chúng ta trong tu luyện người, đạo tâm bằng phẳng, một điểm ra thịt tiếp xúc lại coi là cái gì? Chỉ cần đại sư không thẹn với lương tâm liền có thể. Từ Chiếu Đại Sư nói, nếu như lão nạp vấn tâm hổ thẹn đâu? Phong Nguyệt Hoa ngừng lại lúc nghẹn lời, không nói gì với nhau. Ha ha, Phong Nguyệt Hoa, có muốn hay không ta giúp ngươi? Lúc này, một đạo mọc ra mũi ưng, khí tức hung ác nham hiểm lạnh lùng trung niên nhân, âm hiểm cười nói. Tuyệt không tên, ngươi dám khinh thường ta. Phong Nguyệt Hoa ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía trung niên nhân kia, đầu ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm. Trung niên nhân kia tán dương vô danh, bên hông bội kiếm, chính là Vạn U Môn trưởng môn. Hắn thấy Gió Nguyệt Hoa tức giận, nhún vai cười nói, chỉ đùa một chút, đừng quá nghiêm túc. Phong Nguyệt Hoa hừ một tiếng, nhưng cũng không dám thật sự vạch mặt, dù sao tại trong lục đại môn phái, Tinh Tuyết Điện yếu nhất, thường ngày chịu đến một chút khinh bạc trêu chọc, cũng là không thể làm gì sự tình. Ầm ầm. Ngay lúc này, một hồi kinh thiên phong lôi âm thanh, chợt từ phương xa vang dội, đã thấy một mảng lớn quần thể cung điện, kim quang diễm diễm, hồng nghê cuồn cuộn. Từ phương xa đằng vân bay sương mù mà đến, từng trận tiếng chuông từ bên trong vùng cung điện kia truyền đến, gột rửa tâm hồn người. Toàn trường người nhất thời đều yên tĩnh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía vùng cung điện kia, chỉ thấy chính giữa nhất một tòa cung điện, bảng hiệu bên trên in Lăng Tiêu Thiên Cung bốn chữ, long phượng vần quanh, thần thú đổ đằng trình tường, muôn hình vạn trạng. Đó chính là lục đại môn phái bên trong, thực lực tồn tại mạnh nhất Lăng Tiêu Thiên Cung. Lăng Tiêu Thiên Cung đến. Lăng Tiêu Thiên Cung cũng là nghiêng chúng mà ra sao? Phô trương thật là lớn. Không, ha ha, người coi thường Lăng Tiêu Thiên Cung, cái này phô trương, chỉ là trò vặt, liền Lăng Tiêu Thiên Cung 1/10 sức mạnh đều không tới đâu. Tại chỗ tất cả môn phái mọi người, lập tức liền có không ít người kinh hô lên, lại nghị luận ầm ĩ. Luận phô trương chi lớn, Lăng Tiêu Thiên Cung buông xuống, kim quang hồng nghê khí tượng trùng thiên, vượt qua những thứ khác năm môn phái, huy hoàng hưng thịnh cực điểm. Chỉ thấy từng cái kim giáp vệ sĩ, từng cái tư thái hung hãn đệ tử, tại Lăng Tiêu Thiên Cung quảng trường tập kết, khí thế trùng thiên, tầng tầng mây mù vần quanh vây quanh, tầng tầng kim quang nở rộ phô tán phía dưới, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Lão giả ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, một thân hoàng kim đế bào, trên thân tản mát ra đỉnh cấp thiên đế khí thế mênh mông, chính là Lăng Tiêu Uyên thế giới duy nhất thượng phẩm thiên đế, Lăng Tiêu Thiên Cung cung chủ, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn ánh mắt sắc bén, tinh mang lấp lóe, liếc nhìn toàn trường người cũng không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, liền Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Âm Tổ, Tuyệt Không Tên, Hoàng Thanh Thiên nhóm cường giả, cũng không dám nhìn thẳng vào. Thượng phẩm thiên đế uy thế, cực kỳ bàng bạc, hơn nữa tại trăm vạn năm trước, Lăng Tiêu Thiên Tôn còn chiếm được một vầng mặt trời thần thạch, toàn thân tràn ngập ra khí tức, như mặt trời huy hoàng mãnh liệt, rực rỡ tới cực điểm, càng khiến người ta kính sợ. Ha ha, chư vị tới sớm a. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười ha hả nhìn xem đám người, ngữ khí có chút ôn hòa nói. Diệp Thần lông mày nhíu một cái,
hắn xen lẫn trong tổ Phật tự tục ra đệ tử trong đội ngũ, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn cảm giác Lăng Tiêu Thiên Tôn vô tình hay cố ý đang nhìn mình. Còn có, Lăng Tiêu Thiên Tôn khí tức, cũng làm cho Diệp Thần 10 phần không thoải mái, nhìn như huy hoàng thần thánh, nhưng Diệp Thần luôn cảm giác, tại Lăng Tiêu trong cơ thể của Thiên Tôn, tựa hồ còn ẩn chứa cái gì hắc ám gian ác khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức kia hình như có còn không, Diệp Thần cũng không xác định có phải hay không tồn tại, tóm lại chính là để cho hắn rất không thoải mái. Xà Thiên Đế ở trong cơ thể hắn. Chợt, Diệp Thần trong lòng nhớ tới chín thương cổ hoàng âm thanh. Cái gì? Diệp Thần lập tức kinh hãi. Chín thương cổ hoàng trầm giọng nói, hẳn là hắn không tệ, mặc dù ẩn nấp cực sâu, nhưng không thể gạt được con mắt của ta. Diệp Thần lập tức chấn động, Xà Thiên Đế thế mà cũng tới. Xà Thiên Đế chính là đỉnh cấp thiên đế, hơn nữa còn là nhân tổ Nam Hoa lão quân sáng tạo thuần huyết cổ thần, đã từng ở tại trong anh linh điện cường đại tồn tại, trước kia hắn thậm chí dám hướng Nam Hoa lão quân dơ lên phản kỳ. Người này là anh linh điện phản đồ, nhưng dám phản loạn thiên ngoại trụ thần, phần này quyết đoán cùng thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Xà Thiên Đế thế mà cũng buông xuống đến Lăng Tiêu Uyên, thậm chí còn giấu ở Lăng Tiêu trong cơ thể của Thiên Tôn. Tuy nói Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là đỉnh cấp thiên đế, nhưng luận chân thực sức chiến đấu, cùng Xà Thiên Đế là không cách nào sánh được. Xà Thiên Đế huyết mạch, khí vận, thần thông kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, đạo tâm linh hồn, đều so Lăng Tiêu Thiên Tôn cường đại nhiều lắm. Một cái Lăng Tiêu Thiên Tôn, Diệp Thần cũng không e ngại, cho dù hắn bị tơ tình quấn thân, nhưng thần giáp mệnh tinh hoàn toàn thức tỉnh hắn, lại có vĩ thú đỉnh, tinh không các loại đỉnh thủ đoạn, đối phó Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không quá khó. Nhưng Xà Thiên Đế lại khác biệt, xem như một trong ngũ đại thiên đế ở cổ tinh môn, tại không không lúc nào khoảng không hung danh hiển hách, lấy Diệp Thần bây giờ trạng thái, nếu như đối mặt Xà Thiên Đế mà nói, hắn không dám xác định thắng bại. Ta đã bại lộ. Diệp Thần trầm giọng nói. Chín thương cổ hoàng nói, ân, hẳn là, người từng giết kính thiên đế cùng ban thiên đế, trên thân nhiễm huyết tinh nhân quả quá sâu, hơn nữa phía trước người triệu hoán anh linh điện cường giả buông xuống, cũng xúc động thiên cơ. Lớn như thế nhân quả, vô luận ngươi như thế nào che giấu, đều khó có khả năng giấu giếm được Xà Thiên Đế. Diệp Thần nghĩ thầm cũng là, âm thầm bóp bóp nắm tay, không nghĩ tới mình đã bại lộ. Xà Thiên Đế chắc chắn muốn giết ta. Diệp Thần nói, bất quá, hắn làm sao còn không động thủ. Diệp Thần tới Lăng Tiêu Uyên thế giới, đã có một đoạn thời gian, nhưng Xà Thiên Đế cho tới bây giờ, đều không có ra tay. Chín thương cổ hoàng nói. Có thể hắn còn đang chờ thời cơ, mộ chủ, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Diệp Thần cảm thấy một hồi ngưng trọng, gật đầu một cái. Lúc này tổ Phật tự, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Huyền Minh Điện ngũ đại môn phái các tu sĩ, đều rối rít hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn hành lễ, cùng kêu lên khen ngợi nói, cung nghênh Lăng Tiêu Thiên Tôn pháp giá. Lăng Tiêu Thiên Tôn siêu thiên vĩnh hằng, tạo hóa vô biên, uy lâm tứ hải. Trăm vạn năm trước. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhận được Thái Dương Thần Thạch, tấn thăng thượng phẩm thiên đế, hoành áp toàn bộ Lăng Tiêu Uyên, đồ diệt không biết bao nhiêu chủng tộc cùng môn phái, cuối cùng lưu lại tổ Phật tự, Tinh Tuyết Điện năm người môn phái, lấy tự thân cường đại nội tình, còn có cúi đầu hướng Lăng Tiêu Thiên Cung cúi đầu xưng thần, mới đổi lấy hôm nay sinh tồn. Cho nên, từ trên danh nghĩa nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn là cả Lăng Tiêu Uyên thế giới chúa tể, là ngũ đại môn phái chư tu sĩ chí cao thủ lĩnh. Tại trước mặt Lăng Tiêu Thiên Tôn, tất cả mọi người đều muốn cung kính tôn kính. Chư vị không cần đa lễ, hết thảy giản lược. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười híp mắt ép bàn tay, lại hướng Từ Chiếu Đại Sư đạo, Từ Chiếu Đại Sư, trước đó vài ngày ta Lăng Tiêu Thiên Cung Đại trưởng lão Lăng Thiên Ngấn, nói phải thêm phú ba thành, thật không phải bản tọa chi nguyện, là chính hắn tự tác chủ trương, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Từ Chiếu Đại Sư nói, không sao, tất nhiên hiểu lầm đã tiêu tan, lão nạp vẫn phụng Thiên Tôn các hạ làm chúa tể. Lăng Tiêu Thiên Tôn khẽ gật đầu, cười nhẹ một tiếng, lại kêu lên, tinh cách, nhanh hướng Từ Chiếu Đại Sư bồi tội, sự kiện kia, thế nhưng là các ngươi làm sai. Chỉ thấy Lăng Tiêu Thiên Cung quảng trường, một người mặc cẩm bào tuổi trẻ nam tử đi ra, có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì hướng Từ Chiếu Đại Sư khom người nói. Từ Chiếu Đại Sư, là gia gia của ta đắc tội, còn xin ngươi thứ lỗi. Hắn chính là Lăng Thiên Ngấn đích tôn tử, cũng là Lăng Tiêu Thiên Cung thánh tử. Lăng Tinh Cách. Diệp Thần gặp Lăng Tinh Cách hết sức trẻ tuổi, tu vi đã đến thông thiên cảnh, liền âm thầm lưu tâm. Thông thiên cảnh,
là phía trên cửu đỉnh cảnh cảnh giới, được xưng là thần vương, khoảng cách chí cao thiên đế cảnh giới, cũng chỉ có cuối cùng một đoạn đường. Loại cảnh giới này, hai con người mở ra, có thể nhìn thấy thiên đạo tồn tại, có thể quan sát thiên đạo chủng loại diệu pháp chí lý. Cái này Lăng Tinh Cách, tu vi vừa tới thông thiên cảnh một tầng thiên không bao lâu, khí tức còn có chút lưu động. Nói như vậy, thông thiên cảnh một tầng thiên, loại này cấp bậc tồn tại, Diệp Thần một cái tát có thể chụp chết một mảng lớn, nhưng hắn luôn cảm giác, cái này Lăng Tinh Cách, có thể không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, Diệp Thần cũng chỉ là thoáng lưu tâm, cũng không có quá mức để ý. Dù sao, hắn thần giáp mệnh tinh đã bổ tu, lại có chín thương cổ hoàng trợ lực, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Xà Thiên Đế, còn có dưới vực sâu đại khủng bố. Từ Chiếu Đại Sư khi nghe đến Lăng Tinh Cách sau khi nói xin lỗi, có chút hiền hòa nói, không sao, Lăng Thánh Tử không cần áy náy, sai không ở ngươi. Lăng Tinh Cách dù sao cũng là Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Tử, một điểm mặt mũi hắn hay là muốn cho. Lăng Tiêu Thiên Tôn mỉm cười nói, tốt, chuyện này nhân quả đến chỗ này kết, còn xin Từ Chiếu Đại Sư không nên để bụng, cũng không cần quá mức phòng bị xâm nghiêm, ta Lăng Tiêu Thiên Cung, tuyệt sẽ không lại mạo phạm tổ Phật tự Thánh Địa. Từ Chiếu Đại Sư nói, như thế thì tốt, Thiên Tôn các hạ chỉ chính công đạo, lão nạp thật lòng khâm phục. Diệp Thần âm thầm nhíu mày, Xà Thiên Đế liền ký túc tại Lăng Tiêu trong cơ thể của Thiên Tôn, hắn cũng không tin tưởng đối phương hiểu lầm gì đó hóa giải, tiêu tan hiềm khích lúc trước chuyện ma quỷ. Chỉ là tại cái tràng diện này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn quanh toàn trường, nói tiếp, tất nhiên chư vị đều đến đông đủ, như vậy bản tọa tuyên bố, lần này Thiên Môn Đại Điển chính thức bắt đầu. Lấy rút thăm định phá cửa trình tự, trước tiên phá thiên môn giả nhưng phải Lăng Tiêu cổ tàng. Như vậy, còn xin chư vị cùng bản tọa liên thủ, trước tiên ký kết đều thiên huyết hà trận. Nói đi, Lăng Tiêu Thiên Tôn liền muốn ra tay bày trận, nhưng lúc này, một đạo thất thần thâm trầm âm thanh, giống như địa ngục oan hồn nói nhỏ vang lên, chỉ có hai cái âm tiết. Chậm đã. Tuy chỉ là hai cái âm tiết, nhưng tất cả mọi người nghe vào trong tai. Đều cảm giác như người quỷ khóc, toàn thân dùng mình, lại cảm giác âm phong quấn thân, lãnh ý từng trận. Chỉ thấy mười mấy đầu khô thi một dạng thân ảnh, từ phương xa phía chân trời, đằng lấy mây đen chậm rãi bay tới, cái kia mười mấy thân ảnh, cùng nói là người sống, không bằng nói là người chết, tất cả mọi người không có một điểm sinh khí, ánh mắt đờ đẫn thất thần, tựa hồ bị vô biên đau khổ dày vò qua, đến cuối cùng hoàn toàn chết lặng. Một người cầm đầu, mang theo một cái khô lâu mặt nạ. Không nhìn thấy tướng mạo, vừa mới cái kia hai cái âm tiết, chính là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn mang theo mười mấy cái khô thi một dạng người, bay đến đại điển hiện trường, liền dừng lại ở Lăng Tiêu Thiên Cung phía trước. Người này chậm rãi lấy xuống khô lâu mặt nạ, lộ ra một tấm khô gầy, thất thần, thâm trầm lại khuôn mặt trẻ tuổi, tuy vẫn chết lặng bộ dáng, nhưng so sánh với phía sau hắn cái kia mười mấy đầu khô thi một dạng người, đã là vô cùng có sức sống. Diệp Bất Thu, là ngươi. Ngươi sao lại tới đây? Ngươi đan điền bị ta phế bỏ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Nhìn thấy cái này khô gầy nam tử, Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Tử Lăng Tinh Cách trước hết nhất kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, kiêng kỵ, căm hận chi ý. Ta là thiên tổ dưới trướng quỷ sai, ta không thể tới sao? Cái kia khô gầy nam tử Diệp Bất Thu, nghe Lăng Tinh Cách căm hận lời nói, ánh mắt vẫn là mất cảm giác, dùng nhẹ nhàng vừa thương xót lạnh âm thanh nói. Lăng Tinh Cách nghe được Diệp Bất Thu khiêng ra thiên tổ danh hào, lập tức liền không nói được. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, âm thầm hướng Từ Chiếu Đại Sư truyền âm hỏi, Đại Sư, cái này một số người chính là ngày xưa luân hồi địa ngục quỷ sai. Từ Chiếu Đại Sư cũng bí mật truyền âm đáp lại nói, đúng vậy, bọn hắn cũng là tuẫn đạo giả, liền nghĩ chìm tiên đoán ứng nghiệm, rớt xuống vực sâu hoàn thành tuẫn đạo. Trước đây luân hồi địa ngục phá toái, thiên tổ kiến tạo địa ngục. Uy hiếp chư thiên thần ma mộng tưởng phá diệt, trong địa ngục, rất nhiều quỷ sai trong vòng một đêm, đạo tâm tín ngưỡng sụp đổ, liền có tuẫn đạo muốn chết, cùng luân hồi địa ngục chung diệt nguyện vọng. Diệp Thần cuối cùng thấy được những quỷ kia kém, nội tâm có chút chấn động. Bọn hắn hình như khô thi, mất cảm giác thê lương, hoàn toàn không có một chút người sống khí tức, sống sót đối bọn hắn tới nói, có thể chính là chờ đợi chìm tiên đoán ứng nghiệm A. Đến nỗi thiên tổ trở về, hay là trùng kiến luân hồi địa ngục. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này Diệp Bất Thu, trên người hắn như tường vi nhân quả. Hắn tất nhiên biết như tường vi ở nơi nào. Diệp Thần nhìn chăm chú lên Diệp Bất Thu,
trong nháy mắt liền từ đối phương trên thân, bắt được một tia cùng như tường vi có liên quan nhân quả, cái kia nhân quả liên quan đến lấy ma ngục mệnh tinh. Khi xưa như tường vi, chính là chấp trưởng ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn một trong, độ chi mảnh vụn cường đại tồn tại. Nếu như như tường vi xuất thủ, Diệp Thần tự tình nỗi khổ, liền có thể nhận được siêu độ giải thoát. Diệp Thần rất muốn lập tức nhảy ra ngoài, hướng cái kia Diệp Bất Thu hỏi thăm, nếu tường vi đến cùng ở nơi nào. Nhưng bây giờ lúc này, bây giờ cũng không phải tra hỏi thời điểm, hắn chỉ có thể trước tiên đem nội tâm suy nghĩ, áp chế lại, suy nghĩ chờ thiên môn đại điển kết thúc, lại đi hỏi thăm. Lúc này, chỉ nghe Lăng Tinh cách hừ một tiếng, nói, Diệp Bất Thu, người đan điền đã phế, người đã là một cái phế nhân, người tới thì có ích lợi gì? Người có thể phá vỡ thiên môn sao? Diệp Bất Thu mộc nhiên nói, ta là phế nhân, phải không? Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe lên, giống như một đạo hắc quang, tập kích Lăng Tinh cách, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, đột nhiên hướng Lăng Tinh ly tâm bẩn đâm tới. Một kiếm này phong mang lăng lệ, tuôn ra một cỗ vô cùng thuần trắng hào quang sáng chói. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhận ra đó là ánh sáng của bầu trời luân hồi trảm, cái này Diệp Bất Thu ánh sáng của bầu trời kiếm đạo, cũng đã nhập môn, mặc dù kiếm đạo tu vi không bằng hắn, nhưng cũng có chút cường hãn. Lần này nổi lên biến cố, cho dù ai cũng không có ngờ tới, Diệp Bất Thu thế mà lại đột nhiên động thủ, ám sát Lăng Tinh cách, hơn nữa ra tay còn tấn mãnh như thế. Lăng Tinh cách lập tức vô cùng kinh hãi, thương một cánh quân tế, căn bản không kịp phản ứng, chỉ lát nữa là phải bị một kiếm đâm chết. May mà lúc này, Lăng Tiêu Thiên Tôn kịp thời ra tay, gặp nguy không loạn, cong ngón búng ra, một đạo cương mãnh thiên đế kình khí bắn mạnh mà ra, vừa vặn đánh trúng Diệp Bất Thu trường kiếm. Diệp Bất Thu trường kiếm ông một thanh âm vang lên, lập tức liền bị bắn ra. Lăng Tinh cách từ trong quỷ môn quan đi tới, gương mặt trắng bệch, lao nhanh lui lại, hét lớn, Diệp Bất Thu, ngươi! Ngươi đan điền không phải phế đi sao? Ngươi chừng nào thì khôi phục tu vi? Diệp Bất Thu gương mặt không thay đổi, hoàn toàn như trước đây mất cảm giác, thu hồi trường kiếm, ánh mắt cũng không nhìn nữa Lăng Tinh cách, mà là hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, sư phụ. Không, ta đã bị trục xuất sư môn, ta cần phải gọi ngươi một tiếng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Ân, Lăng Tiêu Thiên Tôn, dựa theo dĩ vãng thiên môn đại điển quy củ, chúng ta những thứ này địa ngục quỷ sai, có thể không cần rút thăm, xuất thủ trước phá thiên môn, ta cũng là quỷ sai, ta trước tiên có thể ra tay đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn biểu lộ phức tạp, suy nghĩ phút chốc, thở dài một tiếng, nói, là có cái quy củ này. Địa ngục quỷ sai, là Lăng Tiêu Uyên Ban Sơ người ở, cũng là thiên tổ thủ hạ, lục đại môn phái người, cũng là ngoại lai người hàng lâm, bọn hắn tự nhiên không muốn mạo phạm thiên tổ, chỉ muốn tầm bảo mà thôi. Cho nên, lục đại môn phái đối với địa ngục các quỷ sai thái độ, cũng là 10 phần khách khí. Từ vạn năm trước bắt đầu, hàng năm thiên môn đại điển đều có địa ngục quỷ sai tới tham gia, bởi vì bọn hắn quyết ý tuấn đạo, nhưng chìm tiên đoán chậm chạp không có ứng nghiệm, cho nên dứt khoát nghĩ chính mình phá vỡ thiên môn, tiến vào vực sâu muốn chết. Bọn hắn tiến vào vực sâu, chỉ vì vừa chết, cũng không phải muốn tìm Lăng Tiêu cổ tàng, cho nên lục đại môn phái đều không đem bọn hắn coi là địch nhân, thậm chí từ đối với thiên tổ cung kính, bọn hắn nguyện ý để cho các quỷ sai xuất thủ trước nếm thử phá cửa. Nhưng đông đảo quỷ sai, vô tận 5 tháng đến nay, tại trên Ngọc Hoàng Kính ngồi bất động, chờ đợi tiên đoán ứng nghiệm, bọn hắn không tu luyện, tu vi cảnh giới liền rớt xuống, cũng không có ai có thực lực này, có thể chân chính phá vỡ thiên môn. Chỉ là, Diệp Bất Thu thân phận, tựa hồ có chút đặc thù, mặc kệ Lăng Tiêu Thiên Tôn, vẫn là Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên nhóm cường giả, nghe được hắn nói muốn trước ra tay phá thiên môn, biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Diệp Bất Thu nói, vậy là tốt rồi, sư, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Ân, các ngươi có thể bắt đầu bố trí đều thiên huyết hà trận, ta còn phải mượn dùng các ngươi trận pháp năng lượng, còn xin các ngươi không lấy làm phiền lòng. Lăng Tiêu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm không chắc, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, sợ đắc tội thiên tổ, nói, tốt ha, không thu, ngươi lại chờ một lát. Lập tức liền hướng các đại môn phái thủ lĩnh nói, chư vị, bày trận a. Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên, Phong Nguyệt Hoa mấy người nhìn nhau. Liền mau chóng bay ra, đi tới Ngọc Hoàng Thiên trước cửa. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là nhanh chân đạp không mà ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Thiên môn, sau đó triển khai một bức trận đồ. Hoa lạp, trận đồ bày ra, một cái cực lớn cổ lão thần bí trận pháp, ngay tại Ngọc Hoàng Thiên trước cửa xuất hiện,
trong trận pháp ẩn chứa mãnh liệt phá sát chi niệm, đây là Lăng Tiêu Uyên lục đại môn phái cường giả, liên thủ sáng lập đặc thù đại trận, chuyên môn dùng để phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên Môn. Kỳ danh là Đều Thiên Huyết Hà Trận. Đều Thiên Huyết Hà Trận bày ra sau, Lăng Tiêu Thiên Tôn, Từ Chiếu đại sư mấy người lục đại môn phái thủ lĩnh, nhao nhao tế ra đại lượng thiên tài địa bảo, đủ loại dược liệu khoáng vật tài liệu các loại, toàn bộ một mạch chút xuống đến trong trận pháp đi. Ngay sau đó, lục đại cường giả lại đánh ra từng đạo linh quyết, đem những cái kia thiên tài địa bảo, toàn bộ hòa tan mất, hóa thành nguyên thủy năng lượng linh khí, thẩm thấu vào trận pháp bên trong. Cuối cùng, lục đại cường giả lại cắt vỡ bàn tay, vẩy ra từng cỗ thiên đế tinh huyết, huyết rơi vào trận, thiên đế huyết năng lượng, hỗn hợp có đại lượng thiên tài địa bảo, lập tức làm cho toàn bộ Đều Thiên Huyết Hà trận, đều trở nên đỏ tươi một mảnh, trong trận pháp ẩn chứa phá sát chi niệm, cũng là tiêu thăng đến cực hạn. Ông, một đạo rực rỡ huyết quang, từ trong trận pháp phóng lên trời, xuyên qua thương khung, cực kỳ hùng vĩ. Đều Thiên Huyết Hà trận chính thức bố thành, lục đại cường giả gương mặt đều là có chút tái nhợt, riêng phần mình lui trở về nhà mình trong trận doanh. Rõ ràng, vì bố trí Đều Thiên Huyết Hà trận, lục đại cường giả cũng là hao phí cực lớn. Nhìn thấy Đều Thiên Huyết Hà trận bố thành, lục đại môn phái đệ tử thiên tài nhóm, ánh mắt liền đều nóng rực lên, kích động. Diệp Bất Thu nhìn thấy đại trận hoàn thành, chết lặng trên mặt, cũng là lộ ra vẻ hài lòng cùng thần sắc mong đợi, hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn, như vậy, liền từ ta trước tiên phá thiên môn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, ngươi đi đi. Diệp Bất Thu gật gật đầu, phi thân bước vào trong trận pháp, cái kia mười mấy cái khô thi một dạng quỷ sai, cũng là giống như phi thiên giả xoa một chút bay vút lên, rơi vào trong trận pháp. Bọn hắn rơi vào trận pháp sau, biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Nhắm mắt ngưng thần hấp thu trận pháp năng lượng. Trong lòng Diệp Thần rất là tò mò, âm thầm hướng Từ Chiếu đại sư dò hỏi, Từ Chiếu đại sư, cái này Diệp Bất Thu, đến cùng là thân phận gì? Hắn cùng Lăng Tiêu Thiên Cung, tựa hồ có chút ân oán. Diệp Thần muốn tìm được như Tường Vi mà nói, chỉ có từ trên thân Diệp Bất Thu hạ thủ, cho nên hắn rất muốn biết Diệp Bất Thu tất cả đi qua. Từ Chiếu đại sư thở dài trong lòng nói, cái này Diệp Bất Thu, đã từng là Lăng Tiêu Thiên Cung chân truyền đệ tử. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, chân truyền đệ tử. Hắn không phải quỷ sai sao, như thế nào tiến vào Lăng Tiêu Thiên Cung? Từ Chiếu đại sư đạo, là vì Thái Dương Thần Thạch. Diệp Thần nói, a, Từ Chiếu đại sư đạo, trăm vạn năm trước, có một khỏa như mặt trời tảng đá, rơi xuống đến Lăng Tiêu Uyên, bị Lăng Tiêu Thiên Tôn nhận được. Viên kia Thái Dương Thần Thạch, năng lượng cực kỳ minh mông bàng bạc, ngay lúc đó Ngọc Hoàng Kính đã sắp phá nát, nhưng ở Thái Dương Thần Thạch chiếu dọi xuống, nhanh cái gương vỡ nát lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần kinh ngạc nói, lại có loại sự tình này. Từ Chiếu đại sư đạo, đúng vậy, viên kia Thái Dương Thần Thạch rất có thể là chịu ảnh hưởng của Thiên Tổ ý chí, buông xuống đến Lăng Tiêu Uyên, chính là vì tu bổ Ngọc Hoàng Kính, tránh Ngọc Hoàng Kính phá toái, tuẫn đạo giả chết đi. Thiên Tổ trọng tình trọng nghĩa, cho dù là tầng thấp nhất quỷ sai, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn bỏ mình, cảm giác được Ngọc Hoàng Kính sau khi vỡ vụn, hắn lập tức vận dụng một chút thủ đoạn, hạ xuống một vầng mặt trời thần thạch, duy trì Ngọc Hoàng Kính hoàn chỉnh. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thì ra mặt trời này thần thạch, càng là Thiên Tổ hạ xuống. Từ Chiếu đại sư đạo, đúng vậy, những tuấn đạo giả kia, nhìn thấy Ngọc Hoàng Kính không còn phá toái, bọn hắn liền hỏng mất. Kỳ thực đạo tâm của bọn họ, đã sớm tại trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ, bể nát. Sống sót đối bọn hắn tới nói, chính là vô tận đau đớn, bọn hắn vẫn muốn chết, vẫn muốn rơi vào vực sâu tuẫn đạo. Vốn là Ngọc Hoàng Kính phá toái, bọn hắn liền có thể hoàn thành tuẫn đạo tâm nguyệt, nhưng Thái Dương Thần Thạch buông xuống, nhưng lại làm cho bọn họ mộng ảo thất bại, bọn hắn còn muốn tiếp tục sống sót, tiếp nhận vô biên đau đớn. Diệp Thần yên tĩnh nghe, suy nghĩ ngàn vạn. Từ Chiếu đại sư tiếp tục nói, trong đó có một cái quỷ sai, chính là Diệp Bất Thu. Hắn chỉ muốn thoát khỏi loại thống khổ này, thế là hắn gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung. Bởi vì, Lăng Tiêu Thiên Tôn nói qua, nếu ai trở thành Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Tử, người đó liền có thể tại tương lai kế thừa hắn Thái Dương Thần Thạch. Diệp Bất Thu gia nhập vào Lăng Tiêu Thiên Cung, bái Lăng Tiêu Thiên Tôn vi sư, chính là vì lên làm Thánh Tử, tương lai kế thừa Thái Dương Thần Thạch. Chỉ cần hắn kế thừa Thái Dương Thần Thạch, hắn có thể áp chế Thái Dương Huy Quang, để cho Ngọc Hoàng Kính không chiếm được bất luận cái gì linh khí bổ sung, tiếp đó Ngọc Hoàng Kính liền có thể bể nát, bọn hắn những cái kia tuẫn đạo giả, cũng có thể toại nguyện rơi vào vực sâu.
Diệp Thần cau mày nói, mặt trời này thần thạch, chân quý như thế, cái kia Lăng Tiêu Thiên Tôn, như thế nào có thể chắp tay nhường ra đi. Thái Dương thần thạch, chịu thiên tổ ý chí buông xuống, trước kia Lăng Tiêu Thiên Tôn chính là dựa vào Thái Dương thần thạch, chứng đạo tấn thăng thượng phẩm thiên đế, quét ngang toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, trở thành bá chủ. Mặt trời này thần thạch chân quý, có thể tưởng tượng được, một điểm quang huy chiếu rọi, liền có thể tu bổ Ngọc Hoàng Kính, để cho Ngọc Hoàng Kính vĩnh viễn không phá toái. Thần vật như thế, Lăng Tiêu Thiên Tôn không để cho người khác đạo lý. Từ Chiếu Đại Sư đạo, đúng vậy a, Lăng Tiêu Thiên Tôn là không thể nào nhường ra Thái Dương thần thạch, hắn nói như vậy, chỉ là vì khích lệ thủ hạ đệ tử, để cho bọn hắn cần cù chăm chỉ tu luyện, nhưng không nghĩ tới, cái kia gọi Diệp Bất Thu quỷ sai, thế mà tưởng thật. Hắn thật sự gia nhập vào Lăng Tiêu Thiên Cung, thật sự muốn làm bên trên thánh tử, kế thừa Thái Dương thần thạch. Lúc đó Lăng Tiêu trong Thiên Cung, đã có một thiên tài đệ tử, chính là Đại trưởng lão Chi Tôn Lăng Tinh Cách, hắn có khả năng nhất lên làm thánh tử. Nhưng Diệp Bất Thu thiên phú càng kinh khủng, thực lực tăng lên thật nhanh, liền uy hiếp đến Lăng Tinh Cách địa vị. Phải biết, Diệp Bất Thu thế nhưng là ngày xưa luân hồi địa ngục quỷ sai, đỉnh phong thời điểm thực lực là phi thường cường đại. Chỉ là bởi vì về sau ngồi bất động vô tận 5 tháng, dẫn đến tu vi rớt xuống mà thôi. Hắn gia nhập vào Lăng Tiêu Thiên Cung, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh khôi phục, cả kia Lăng Tinh Cách đều không thể so sánh cùng nhau. Lăng Tinh Cách cùng Diệp Bất Thu hai người, liền vây quanh cái này thánh tử chi vị, bắt đầu không ngừng tranh đấu. Diệp Thần nghe đến đó, đại khái hiểu rồi, nói, cái này tranh đấu kết quả, tự nhiên là cái kia Lăng Tinh Cách thắng chứ. Từ Chiếu Đại Sư đạo, đúng vậy, Diệp Bất Thu chung quy là một ngoại nhân a, mặc kệ là đại trưởng lão Lăng Thiên Ngấn, vẫn là cung chủ Lăng Tiêu Thiên Tôn, cũng không muốn nhìn thấy hắn đoạt lấy thánh tử đại vị, chỉ là trở ngại thiên tổ mặt mũi, bọn hắn cũng không dám nói thẳng. Tại trong sau cùng thánh tử lôi đài tranh đoạt chiến, vốn là Diệp Bất Thu phải thắng, nhưng dường như là Lăng Tiêu Thiên Tôn ở sau lưng giở trò, dẫn đến hắn cuối cùng bị thua, hơn nữa đan điền cũng bị phế bỏ. Lăng Tiêu Thiên Tôn nói Lăng Tiêu Thiên Cung không dưỡng phế nhân, liền đem hắn trục xuất sư môn, lão nạp cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện. Thì ra là thế, Diệp Thần biết Diệp Bất Thu quá khứ, nghĩ thầm hắn đan điền bị phế, bây giờ tu vi nhưng lại khôi phục, vừa mới thậm chí kém chút tập kích giết chết Lăng Tinh Cách, nghĩ đến hắn trước đây bị trục xuất sư môn sau, tất có kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ tạo hóa, rất có thể cùng Như Tường Vi có liên quan. Mà lúc này đây, Diệp Bất Thu cùng một đám quỷ sai, thân ở Đều Thiên Huyết Hà trong trận, hấp thu được năng lượng bàng bạc. Tòa này Đều Thiên Huyết Hà trận, ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo tinh hoa, lại ẩn chứa lục đại môn phái cường giả trí cao nhóm thiên đế tinh huyết, đủ loại năng lượng gia trì, có thể để vào trận người, bộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Tất cả quỷ sai, đều đang thấp giọng ngâm sướng cầu nguyện, vì Diệp Bất Thu chúc phúc, bọn hắn tất cả sức mạnh, đều chúc xuống đến trên thân Diệp Bất Thu. Trên thân Diệp Bất Thu phóng ra ngập trời huyết quang, cuồn cuộn huyết mang tạo thành một tầng huyết sắc khí tràng, ở trên người hắn ẩm ẩm thiêu đốt vang dội, hắn nguyên bản chết lặng khuôn mặt, cũng là trở nên cuồng dã nhiệt huyết, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm phía trước Ngọc Hoàng Thiên Môn. Thiên Tổ, chúc phù hộ ta. Diệp Bất Thu nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chợt rút ra trường kiếm, một kiếm hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn phách chạm mà đi. Một kiếm này, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất. Mang theo bẻ gãy nghiền nát thẳng tiến không lùi kinh thiên khí thế hướng phía trước biểu trảm, ven đường hư không đều bị xé nứt, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, vô tận kiếm khí lại từ trong cái khe bạo dũng mà ra, cuối cùng tạo thành kinh thiên kiếm khí phong bạo, hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn bao phủ mà đi. Nhìn thấy Diệp Bất Thu bén nhọn như vậy một kiếm, toàn trường người đều là biến sắc, đối thiên đế cấp bậc cường giả tới nói, uy lực một kiếm này, không tính lợi hại đến mức nào, nhưng kiếm khí ẩn chứa quyết tâm, ý niệm lại làm cho mỗi người đều động dung. Đó là báo thù quyết tâm, tức giận ý niệm. Đây không phải tuẫn đạo kiếm tâm, là báo thù kiếm tâm. Tiểu tử này muốn giết ta. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Bất Thu một kiếm này, lập tức sợ hãi chấn động, một hồi kinh sợ. Hắn vốn là còn cho là, Diệp Bất Thu nghĩ phá vỡ thiên môn, đơn giản là muốn đi vực sâu muốn chết, để hoàn thành tuẫn đạo tâm nguyện. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Bất Thu xuất kiếm, cái kia cỗ lăng lệ báo thủ kiếm tâm, sắc bén phẫn nộ kiếm ý, lại là để cho hắn trong nháy mắt tỉnh giấc. Thì ra, Diệp Bất Thu nghĩ phá thiên môn, căn bản không phải vì muốn chết, tâm tình của hắn, đã cùng khác quỷ sai bất đồng rồi.
hắn không muốn chết, hắn cũng nghĩ cướp đoạt Lăng Tiêu cổ tàng, tiếp đó dựa vào Lăng Tiêu cổ tàng trợ lực, nghịch thiên cải mệnh, lại quay đầu đổ sát Lăng Tiêu thiên cung cả nhà. Trước kia thánh tử chi tranh thất bại, Diệp Bất Thu lại bị phế đi đan điền, tựa hồ từ lúc kia bắt đầu, hắn liền có phẫn nộ cùng báo thù tâm tư, cỗ này mãnh liệt tâm tư, liền từ hiện tại trong kiếm ý của hắn lộ ra ngoài. Tại chỗ không thiếu các cường giả, đều có thể cảm nhận được Diệp Bất Thu mãnh liệt quyết tâm, còn có cái kia cỗ báo thù ý niệm. Lăng Tiêu thiên cung thánh tử Lăng Tinh Cách, cũng là vô cùng kinh dị, nghĩ thầm, gia hỏa này muốn đoạt bảo tàng, tiếp đó giết ta báo thù. Phịch một tiếng vang, thiên địa chấn động, càn khôn sóng gió nổi lên. Diệp Bất Thu cuồng giã một kiếm, hung hăng chém vào Ngọc Hoàng Thiên trên cửa, cả tòa Ngọc Hoàng Thiên môn đều bị rung chuyển một chút, trên cánh cửa trực tiếp lưu lại một đạo kinh thiên vết kiếm. Đạo này kinh thiên vết kiếm, ẩn chứa Diệp Bất Thu mãnh liệt báo thù quyết tâm. Hắn một kiếm này, đủ để chém chết Tinh Hà, khí thế chi hung mãnh, quả thực là muốn sánh ngang thiên đế. Nhưng, dù vậy, kiếm của hắn lại không có thể phá thiên Ngọc Hoàng Thiên môn. Ngọc Hoàng Thiên trên cửa, lưu lại một đạo kinh thiên vết kiếm, nhưng môn hộ cũng không có bị mở ra. Trời không giúp ta. Diệp Bất Thu nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt Ngọc Hoàng Thiên môn, trong mắt thần quang lập tức ảm đạm đi, gương mặt trở nên giống như giấy tái nhợt, thậm chí ngay cả huyết nhục đều lâm vào tiểu tụy héo rút bên trong, rất nhanh liền trở nên như một bộ khô thi một dạng bộ dáng. Trong trận pháp mười mấy cái quỷ sai, nhìn thấy Diệp Bất Thu phá cửa thất bại, thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên tịch mịch buồn bã, sau đó chính là hoàn toàn như trước đây mất cảm giác cùng tang thương. Ha ha ha, Diệp Bất Thu, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào, ngươi tên phế vật này, ngươi còn nghĩ phá vỡ thiên môn. Ngươi thậm chí ngay cả một điểm đại đạo đều không ngộ đến a. Chỉ có thể lãng phí đều thiên huyết hà trận linh khí, mau cút đi xuống đi. Lăng Tinh Cách nhìn thấy Diệp Bất Thu phá cửa thất bại, lập tức liền cười ha hả. Kỳ thực phá cửa thất bại là bình thường, dù sao đã nhiều năm như vậy, hàng năm thiên môn đại điển, đều không người có thể phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên môn, nhưng nói như vậy, Ngọc Hoàng Thiên môn ẩn chứa vô tận diệu pháp đạo uẩn, cho dù phá cửa thất bại, tại trên đường phá thiên môn, phá cửa giả có thể được đến đại đạo phản hồi, lĩnh ngộ đủ loại diệu pháp, đối với tu vi nhiều tăng thêm. Cho nên, coi như không thể phá vỡ thiên môn, nhưng lục đại môn phái, hàng năm vẫn sẽ kiên trì tổ chức thiên môn đại điển, một cái là để cho thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, khiêu chiến tự thân cực hạn, thứ hai là vì để cho bọn hắn thu hoạch đại đạo phản hồi, ngộ đạo tăng thêm, tăng cao tu vi. Nhưng nhìn Diệp Bất Thu gương mặt tái nhợt, huyết nhục tiêu tụy bộ dáng, hắn rõ ràng không có thể thu được bất luận cái gì tăng thêm, không có lĩnh ngộ được bất luận cái gì đạo pháp, chỉ có hao tổn, đây là trong thất bại thất bại. Diệp Bất Thu nghe Lăng Tinh Cách mỉa mai, không nói gì với nhau, sắc mặt buồn bã, không nói thêm gì, yên lặng lui xuống. Dưới tay hắn các quỷ sai, cũng từ trên đại trận lui ra, thất hồn lạc phách rời đi. Diệp Bất Thu cũng không có đi, hắn còn lưu lại hiện trường, chỉ là lẻ loi một mình, hình đơn độc ảnh, nhìn mười phần thê lương thảm đạm. Kẻ thất bại thì sẽ không nhận được tôn trọng, mọi người tại đây ánh mắt, liền từ trên thân Diệp Bất Thu rút trở về, không có ai để ý nữa hắn, chỉ có Diệp Thần còn tại âm thầm đánh giá hắn. Diệp Bất Thu thân thể chấn động, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, tầm mắt hắn cũng đầu tới, cùng Diệp Thần bốn mắt đụng vào nhau. Diệp Thần không nghĩ là nhanh như thế bại lộ, liền đem ánh mắt rời. Diệp Bất Thu nhíu nhíu mày, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, lâm vào trầm tư. Chư vị, Tuấn đạo giả phá cửa thất bại, kế tiếp giờ đến phiên chúng ta ra tay rồi. Lăng Tiêu Thiên Tôn khó nén mỉm cười, hắn thật đúng là sợ Diệp Bất Thu phá cửa thành công, đã như thế, Lăng Tiêu cổ tàng rơi xuống Diệp Bất Thu trong tay, kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả môn phái cường giả nhao nhao gật đầu, Diệp Bất Thu không thể phá cửa thành công, đối với tất cả mọi người tới nói, cũng là tin tức tốt, như vậy bọn hắn mới có cơ hội. Suốt thăm A. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười tế ra một cái dương, từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên mấy người các đại môn phái những người đầu não, liền lần lượt đi lên rút thăm. Rút thăm hoàn tất, tất cả môn phái thủ lĩnh bày ra kết quả rút thăm, Diệp Thần nhìn thấy từ Chiếu Đại Sư cầm trong tay thăm chúc, phía trên in một cái nhị chữ, đại biểu tổ Phật tự là vòng thứ hai ra sân phá cửa. Mà vòng thứ nhất ra sân, chính là Lăng Tiêu Thiên Cung. Ha ha, xem ra bản tọa năm nay vận thế không tệ. Rút đến bài ký. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn mình trong tay thăm chúc, phía trên chính ấn lấy một cái nhất chữ, đại biểu Lăng Tiêu Thiên Cung vòng thứ nhất ra sân.
đều thiên huyết hà trận linh khí có hạn, càng trước tiên ra sân người, liền có thể nhận được càng cường đại trợ lực, Lăng Tiêu Thiên Cung vòng thứ nhất ra sân, hiển nhiên là chiếm hết tiện nghi. Diệp Thần gặp tổ Phật tự tại vòng thứ hai, vận khí cũng không tính quá kém. Thiên môn đại điển quy củ, là cái nào môn phái trước tiên phá vỡ thiên môn, cái nào môn phái liền có thể nhận được Lăng Tiêu cổ tàng, còn lại môn phái, có thể tại cái trước tầm bảo hoàn tất sau, lại xuống đi vơ vét một chút canh thừa còn lại cặn bã. Đương nhiên, thiên tổ lưu lại Ngọc Hoàng Thiên Môn, pháp tắc cấm chế thực sự quá kinh khủng, gần như không có khả năng phá vỡ, lục đại môn phái còn tại kiên trì hàng năm tổ chức thiên môn đại điển, một cái là đám người đối với Lăng Tiêu cổ tàng khát vọng, đã trở thành chấp niệm tâm ma, coi như biết rõ phá thiên môn cơ hội xa vời, cũng tuyệt không từ bỏ. Thứ hai, tại trên đường trảm thiên môn, lấy được đại đạo phản hồi, đối với tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Lăng Tiêu Thiên Cung chân truyền đệ tử nghe lệnh, vào trận phá thiên môn. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng, Lăng Tiêu Thiên Cung khoảng chừng 72 cái chân truyền đệ tử, phi thân ra khỏi hàng, bước vào đều thiên huyết hà trong trận. Cái này 72 cái chân truyền đệ tử, liền lấy thánh tử Lăng Tinh Cách cầm đầu. Sau khi vào trận, chúng chân truyền đệ tử không ngừng hô hấp thôn nạp, hấp thu đều thiên huyết hà trận năng lượng, lại nhao nhao rút kiếm, vận sức chờ phát động. Chỉ thấy Lăng Tinh Cách cũng rút trường kiếm ra, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Thiên Môn, trong đan điền linh khí phồng lên, toàn thân lại tí tách toát ra từng cái sấm sét, quanh người lại thổi lên lôi đình phong bạo, sấm sét huy quang trên thân kiếm nhảy lên, có chút hùng vĩ. A, cỗ này lôi điện khí hơi thở. Diệp Thần xa xa nhìn thấy Lăng Tinh Ly thân thượng nổ ra lôi điện, nhất thời cảm thấy một cỗ cường hoành uy áp, lại cảm thấy một cỗ quen thuộc chi ý. Cỗ này sấm sét khí tức, thế mà để cho hắn liên tưởng đến Shiva. Shiva là 72 trụ thần bên trong, sức chiến đấu tồn tại mạnh nhất, không có cái thứ hai, Diệp Thần nắm giữ lấy Shiva 10 pháp bên trong thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long thần thông, đối với Shiva pháp môn đủ loại pháp tắc khí tức, hết sức quen thuộc. Hắn bây giờ gặp Lăng Tinh Ly thân thượng toát ra lôi điện, mang theo hung mãnh uy quang cùng hủy diệt ba động, đây rõ ràng cùng Shiva có liên quan. Phật tổ, cái này Lăng Tinh Cách, trời sinh siêu phàm nguyên thể, hắn nắm giữ kinh lôi thánh thể, tiềm lực 10 phần cực lớn, không thể khinh thường. Từ Chiếu đại sư âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói. Kinh lôi thánh thể, Diệp Thần hỏi. Siêu phàm nguyên thể hắn biết, hắn luân hồi nguyên thể, chính là tất cả siêu phàm nguyên thể bên trong, cường đại nhất tồn tại vô địch, ngoài ra còn có đấu chiến thần chiến cuồng nguyên thể, cũng tương đương hung mãnh. Chỉ có điều, cái này kinh lôi thánh thể, Diệp Thần còn là lần đầu tiên nghe nói. Từ Chiếu đại sư đạo, đúng vậy, nắm giữ kinh lôi thánh thể người, tu vi đột phá so với thường nhân gian khổ rất nhiều, cho nên cái này Lăng Tinh Cách, tuy là Lăng Tiêu Thiên Cung đại trưởng lão cháu, tu luyện thường ngày hao tốn vô số tài nguyên, nhưng tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào thông thiên cảnh một tầng thiên. Trước đây cái kia Lăng Thiên Ngấn bước bách lão nạp thêm phú ba thành, cũng là bởi vì kinh lôi thánh thể tu luyện tiêu hao, thực sự quá kinh người. Diệp Thần âm thầm gật đầu, loại tình huống này hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nắm giữ đặc thù huyết mạch hoặc thể chất người, sức chiến đấu cường đại, có thể nghịch phạt cao cấp địch nhân, nhưng tự thân tu vi đột phá, thường thường lại so với thường nhân gian khổ. Tỷ như Diệp Thần nắm giữ luân hồi huyết mạch cùng luân hồi nguyên thể, hắn tu vi đột phá, liền hết sức gian khổ, phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, nếu có gan loại kinh thiên cơ duyên tạo hóa. Từ Chiếu đại sư đạo, cái này Lăng Tinh Cách tuy nói thông thiên cảnh một tầng thiên, nhưng chân thực sức chiến đấu cùng thông thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng kém không có bao nhiêu. Diệp Thần nói, cái này Lăng Tinh Cách quả nhiên không đơn giản. Hắn suy nghĩ lấy chính mình tơ tình quấn thân trạng thái, nếu như đơn độc cùng Lăng Tinh Cách đánh nhau, thắng bại khó liệu, muốn chắc thắng, trừ phi là mượn dùng luân hồi đại năng sức mạnh. Từ Chiếu đại sư đạo, đúng vậy, dù sao cũng là Lăng Tiêu Thiên Cung thánh tử, tuyệt đối không thể khinh thường, vừa mới hắn kém chút gãy tại Diệp Bất Thu trong tay, ngược lại cũng không phải hắn không được. Mà là Diệp Bất Thu đột thi đánh lén, cho dù ai cũng không có ngờ tới, còn có cái kia Diệp Bất Thu, tựa hồ cũng có cơ may lớn gì tạo hóa, thực lực là so dĩ vãng lợi hại hơn nhiều. Bất quá, coi như hai người này thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể cùng Phật Tổ ngài so sánh a. Diệp Thần nghe Từ Chiếu đại sư khen tặng, nội tâm âm thầm buồn cười, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, luận thiên tài, lại có cái nào thiên tài, so ra mà vượt hắn. Từ Chiếu đại sư, cái này Lăng Tinh Cách kinh lôi thánh thể, có vẻ giống như có Shiva pháp tắc khí tức. Diệp Thần lại hỏi, đây là hắn tò mò nhất.
Shiva thập phần cường đại, Diệp Thần dựa vào cái kia thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long thần thông, từng tại sáng tạo đạo nhai thế giới hiển uy, hắn cũng muốn lấy được càng nhiều Shiva bí pháp. Cái kia ba trang vi đà chân kinh, chỉ là cô trang, Diệp Thần có thể lĩnh ngộ ra một môn tuyệt học, đã là cực hạn, lại lĩnh hội cũng không chiếm được cái gì. Từ chiếu đại sư đạo, Phật tổ có chỗ không biết, kinh lôi thánh thể, cái này siêu phàm nguyên thể, trên thực tế là trong từ cửu thiên chân lôi chú diễn hóa đi ra ngoài. Cửu thiên chân lôi chú, đó là Shiva 10 pháp một trong A, là Shiva cường đại nhất 10 môn tuyệt học. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ Shiva thi pháp. Cửu thiên chân lôi chú, chính là Shiva 10 pháp một trong. Tại không không lúc nào khoảng không thế giới, muốn lĩnh ngộ Shiva 10 pháp, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì Shiva 10 pháp uy lực quá kinh khủng, mỗi một môn pháp quyết tu luyện tới đỉnh phong cực hạn cảnh giới, cũng có thể nghiêng trời lệch đất. Thậm chí một trưởng uy áp toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể xưng giảm chiều không gian đả kích, quả thực là vô địch. Shiva 10 pháp áo nghĩa, chủ yếu đều ghi chép tại trong Vi Đà Chân Kinh tác phẩm vĩ đại, không không lúc nào khoảng không lưu truyền Vi Đà Chân Kinh, chỉ có ba mảnh cô trang, đều tại Diệp Thần trong tay, hắn lĩnh ngộ ra một môn thiên thủ trăm cánh tay đại uy thiên long thần thông, cũng đã là cực hạn. Hắn vốn đang cho là, Shiva 10 pháp tại không không lúc nào khoảng không, chính là đoạn tuyệt. Muốn tiếp xúc, chỉ có tương lai phi thăng đi tinh không bỉ ngạn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lăng tinh cách kinh lôi thánh thể, thế mà cùng Shiva 10 pháp bên trong cửu thiên chân lôi chú có liên quan. Từ chiếu đại sư đạo, đúng vậy, truyền thuyết Shiva vẫn lạc sau, nhục thể của hắn thi hài, rơi xuống đến không không lúc nào khoảng không, tại một chỗ trong ảo tưởng thế giới che giấu lấy, thân thể kia phía trên hoa văn, tràn đầy thiên ngoại đại đạo áo nghĩa. Shiva 10 pháp diệu uẩn, cũng có thể từ Shiva thi hài phía trên lĩnh hội. Trong vô tận năm tháng, Shiva thi hài bên trên một chút pháp tắc, lưu truyền đi ra, trong đó có cửu thiên chân lôi nguyền rủa pháp tắc. Cái này cửu thiên chân lôi chú thập phần cường đại, chỉ là lưu truyền tới một chút tan nát pháp tắc, cũng đủ để diễn hóa ra một đạo siêu phàm nguyên thể. Cái này siêu phàm nguyên thể, chính là kinh lôi thánh thể. Diệp Thần nghe xong từ chiếu đại sư lời nói, thế mới biết cái kia kinh lôi thánh thể lai lịch, cũng biết kinh lôi thánh thể chân chính chỗ lợi hại. Kỳ thực, nếu như Diệp Thần không có bị tơ tình vây khốn, bằng hắn hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh uy lực, lại thêm luân hồi mộ táng công, luân hồi nguyên thể các loại, cho dù là nắm giữ kinh lôi thánh thể lăng tinh cách, cũng là ngăn không được hắn một trường. Thậm chí, nếu như không phải là bị tơ tình vây khốn, liền xem như xà thiên đế loại này đỉnh cấp thiên đế buông xuống, cũng khó có thể uy hiếp được Diệp Thần tính mệnh. Hắn coi như đánh không lại, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Hiên Viên Vương loại kia cấp bậc tồn tại. Chỉ có điều, hắn bây giờ gặp tơ tình khốn khó, tình này dây lụa tới cực lớn giày vò, để cho hắn thực lực lớn bị hạn chế, cho nên nếu như hắn độc thân dưới trạng thái, coi như đối mặt lăng tinh cách, cũng nhất thiết phải cẩn thận. Cái này tơ tình, đối với Diệp Thần ảnh hưởng, thực sự quá nghiêm trọng. Ầm ầm. Lúc này, lăng tinh cách hấp thu đều thiên huyết hà trận đại lượng linh khí, kinh lôi thánh thể cũng là mở ra đến cực hạn, toàn thân nổ tung mà ra lôi đỉnh uy quang, quả thực là muốn chấn động toàn bộ lăng tiêu uyên thế giới, ung ung tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc. Chư vị sư đệ, theo ta một kiếm phá thiên môn. Chỉ nghe lăng tinh cách quát to một tiếng, thân thể tiêu xạ mà đi, trong tay nắm chặt lôi đỉnh trường kiếm, mang theo vô song tia sáng, vô cùng hung mãnh hướng về Ngọc Hoàng thiên môn chém tới. Lăng Tiêu Thiên cùng chúng các đệ tử chân truyền, cũng là lớn tiếng hò hét, tất cả mọi người huy kiếm phá sát, che giả măng mọc, lấy tối hừng hực, huy hoàng nhất, hung mãnh nhất tư thái, điên cuồng chém hướng Ngọc Hoàng Thiên Môn. Chanh 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 chanh, từng thanh sắc bén trường kiếm, xen lẫn cường hoành kiếm khí, hung hăng chém vào Ngọc Hoàng Thiên trên cửa, phía trên thiên môn lập tức xuất hiện từng cái chi tiết vết kiếm. Tất cả chân truyền đệ tử bên trong, lấy lăng tinh cách huy thế mãnh liệt nhất. Huy kiếm chém tới thiên môn phía trên, lập tức liền lưu lại một đầu thật dài kiếm đạo vết tích, thậm chí, so với Diệp Bất Thu lưu lại vết kiếm, còn muốn sâu xa. Nhưng cùng Diệp Bất Thu khác biệt, một kiếm chạm thiên phía sau cửa, lăng tinh cách khí tức, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại giống như được cái gì chúc phúc, mặt mày hồng hào, khí tức tăng vọt, cả người nở rộ đại đạo hào quang, từng mảnh phù văn chìm nổi lấp lóe. Hoa lạp, hoa lạp. Tại trong chớp mắt, lăng tinh cách tu vi liền trực tiếp liên phá hai tầng trời, lại đã đạt tới thông thiên cảnh ba tầng trời tình cảnh. Lăng Tiêu Thiên cung khác chân truyền đệ tử, cũng là có thu hoạch riêng,
đám người nhận được đại đạo phản hồi, tu vi đều có tinh tiến. Lăng Tiêu Thiên Tôn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ, ha ha cười nói, tinh cách, không tệ, không tệ, thậm chí ngay cả phá hai tầng. Lăng Tinh Cách cũng là vui mừng, nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên Môn vẫn là đóng chặt, hắn liền khiêm tốn nói, cung chủ đại nhân, đệ tử kỹ nghệ không tinh, vẫn không thể nào phá vỡ thiên môn. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, thiên môn khó phá, từ từ sẽ đến a, năm nay ngươi lưu một đạo vết kiếm, ngày mai lại lưu một đạo, từ từ chắc là có thể đem Ngọc Hoàng Thiên Môn đánh tan. Lăng Tinh Cách nói, là, liền cùng chúng đệ tử lui xuống. Tổ Phật Tự, Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn Vị chờ ngũ đại môn phái người, nhìn thấy Lăng Tinh Cách lưu lại vết kiếm, so Diệp Bất Thu còn muốn sâu xa, cũng là rối loạn tương bừng, nghị luận ầm ĩ. Cái này Lăng Tinh Cách quả nhiên không đơn giản, danh xưng ta Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất thiên tài, vẫn có chút thực lực. Ha ha, bất quá hắn vừa mới, lại kém chút bị Diệp Bất Thu đánh lén giết chết, đạo tâm còn chưa đủ kín đáo a. Không biết ta phái bên trong đệ tử, có thể hay không siêu việt hắn. Ngọc Hoàng Thiên Môn khó phá, lục đại môn phái các cường giả đều rất rõ ràng, cái gọi là Thiên Môn Đại Điển, cũng không phải là thật muốn đánh vỡ Thiên Môn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, có thể trên ở Thiên Môn lưu lại vết kiếm, đã là khó lường hành động vĩ đại, có thể tăng lên rất nhiều môn phái thanh thế. Mà kiếm trảm Thiên Môn lúc, lấy được đại đạo phản hồi, cũng có thể để cho thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, nhận được lớn lao tu vi tăng thêm. Giống như Lăng Tinh Cách, người mang kinh lôi thánh thể hắn, càng là nhất cử liên phá hai tầng. Diệp Bất Thu nhìn thấy Lăng Tinh Cách lưu lại vết kiếm, vậy mà vượt qua hắn, hơn nửa còn được dư thừa đại đạo phản hồi, xuất kiếm tiêu hao hoàn toàn bù đắp lại, thậm chí ngay cả tu vi đều đột phá, mà hắn huyết nhục liền lâm vào tiểu tụy, hắn cái kia chết lặng trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc phức tạp, lại có chút thê lương, lẩm bẩm nói. Thiên Tổ, từ bỏ ta. Diệp Thần một mực đang âm thầm lưu ý lấy Diệp Bất Thu, thấy hắn cô ảnh tự làm tổn thương mình, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, lại gặp Lăng Tiêu Thiên Cung chân truyền đệ tử tề xuất, cũng không cách nào phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên Môn, hắn đối với phá thiên môn độ khó, liền có một cái khác sâu hơn hiểu rõ. Ta tờ tình quấn thân, đợi chút nữa đến phiên Tổ Phật Tự phá cửa, ta vẫn giả trang làm bộ làm tịch coi như xong, không nên dùng chân lực. Diệp Thần trong lòng âm thầm bàn tưởng nhớ, hắn dù sao chịu tơ tình vây khốn, vẫn là không nên có quá nhiều động tác mạnh, chờ thiên môn đại điển kết thúc, ta liền cùng cái này Diệp Bất Thu tâm sự. Hết thảy suy nghĩ thỏa đáng, Diệp Thần tâm thần liền bình tĩnh trở lại. Đến phiên chúng ta. Lúc này, bên cạnh Diệp Thần những cái kia Tổ Phật Tự tục ra đệ tử, cũng là ma quyền sát trưởng, kích động, thập phần hưng phấn. Lăng Tiêu Thiên Cung phá cửa kết thúc, vòng thứ hai liền đến phiên Tổ Phật Tự. Chỉ nghe từ chiếu đại sư từ nói, chư đệ tử vào trận, lần này phá thiên môn, là các ngươi hiếm có thí luyện cơ hội. Tổ Phật Tự một đám chân truyền đệ tử, tục gia đệ tử đồng nói, là. Nhao nhao bước vào đều thiên huyết hà trong trận. Diệp Thần cũng vào trận, ngưng mắt nhìn xem Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền thấy Diệp Bất Thu cùng Lăng Tinh Cách lưu lại vết kiếm, tựa hồ trở thành nhạt một chút. Cái này trở nên nhạt dấu hiệu, mặc dù hết sức nhỏ, nhưng Diệp Thần tâm tư nhạy cảm. Tự nhiên là có thể cảm thấy được. Xem ra cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, còn có bản thân chữa trị công năng. Diệp Thần con mắt híp lại, đối với Ngọc Hoàng Thiên Môn càng động lòng. Lăng Tiêu cổ tàng có bao nhiêu bảo vật, hắn không biết, nhưng cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, lại là mắt thấy, hàng thật giá trị trí bảo. Chỉ có điều, Diệp Thần rất rõ ràng, chính mình tơ tình quấn thân phía dưới, không cách nào cướp đoạt Ngọc Hoàng Thiên Môn, hết thảy đều phải mấy người giải quyết tơ tình lại nói. Tổ Phật Tự chúng đệ tử, từng cái thần sắc hưng phấn, không ngừng hấp thu đều thiên huyết hà trận linh khí, tích xúc năng lượng. Diệp Thần cũng tại hấp thu, sau một lát, một cái chân truyền đệ tử kêu gào, chư vị sư huynh đệ, động thủ đi. Sau đó, Tổ Phật Tự chúng đệ tử, chính là kêu gào xông ra, từng quyền, từng trường, từng đao hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn đánh tới, Phật quang rực rỡ nổ tung, mênh mông ngàn vạn, như kim cương thịnh nộ, khí thế như nước thủy triều. Diệp Thần lẫn trong đám người, cũng là tùy tùy tiện tiện một chưởng hướng Ngọc Hoàng Thiên Môn vỗ tới. Khi Diệp Thần bàn tay, đập tới Ngọc Hoàng Thiên Môn thời điểm, hắn toàn thân lại mãnh liệt chấn động, giống như bị điện giật kích, toàn thân gân cốt tê dại, đầu ong ong, tại trong thức hải hiện ra một thân ảnh. Đó là Thiên Tổ thân ảnh. Diệp Thần chạm đến Thiên Môn, thế mà gặp được Thiên Tổ. Thật xin lỗi. Thiên Tổ gương mặt bên trên, mang theo 10 phần buồn khổ bất đắc dĩ ảo não.
vừa xấu hổ day dứt biểu lộ, thế mà hướng Diệp Thần xin lỗi. Hôm nay tổ thân ảnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ xuất hiện một sát na, sau đó liền từ Diệp Thần trong đầu tiêu tán. Ầm ầm. Tại thiên tổ thân ảnh tiêu tan sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đóng chặt vô tận tuế nguyệt, chưa từng có mở ra Ngọc Hoàng Thiên Môn, thế mà tại thời khắc này mở ra. Vô tận hắc ám thâm thúy tia sáng, từ Ngọc Hoàng Thiên Môn sau lưng truyền ra, thiên môn sau đó, phảng phất nối liền một cái vô tận kinh khủng thế giới, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy nội tâm run rẩy. Đột nhiên mở ra thiên môn, quả thực là như mộng ảo tràng cảnh, toàn trường người trực tiếp mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này, ai cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa mới còn có chút huyên náo hiện trường, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người gắt gao trừng to mắt, nhìn xem cái kia đã mở ra Ngọc Hoàng Thiên Môn, chỉ cho là mình đang nằm mơ, đám người lại là sợ hãi bộ dáng, giống như chỉ sợ ở thiên môn sau lưng, sẽ chạy ra cái gì hung ác đáng sợ ma vật. Diệp Thần cùng chung quanh một đám tổ Phật tự đệ tử, nhìn xem mở ra thiên môn, cũng là choáng váng. Diệp Thần ngơ ngác nhìn lấy bàn tay của mình, mặc dù hắn là cùng chúng đệ tử đồng loạt ra tay, cùng oanh kích thiên môn, trong mắt người ngoài, cũng không biết là ai chân chính mở ra thiên môn. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, mở ra thiên môn người, là hắn. Hoặc, nói đúng ra, là thiên tổ. Thiên tổ tại từ nơi sâu xa, cho phép Diệp Thần phá cửa, thế là Diệp Thần tùy tiện một trường, liền đẩy ra thiên môn. Thiên môn, mở. Không biết là ai mở miệng trước. Phá vỡ toàn trường yên tĩnh, âm thanh run rẩy. Sau đó, tất cả mọi người đều một mảnh xôn xao, giống như sôi trào lên. Cái này, thiên môn thế mà mở. Ông trời ơi, là ai mở ra thiên môn? Thiên môn sau lưng, là Lăng Tiêu cổ tàng a. Ai trước tiên bước vào thiên môn, ai liền có thể nhận được cổ tàng. Sôi trào tiếng nghị luận, phóng lên trời, các đại môn phái các cường giả, có không ít người giống như lâm vào điên dại. Hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn phóng đi. Đám người tha thiết ước mơ, chính là thiên môn sau lưng Lăng Tiêu cổ tàng, cái này Lăng Tiêu cổ tàng, chậm chạp không thể, thậm chí đã trở thành đám người chấp niệm cùng tâm ma. Bây giờ thấy thiên môn mở ra, đại lượng cường giả liền không nhịn được, đều nghĩ xông vào bên trong thiên môn, trực tiếp cướp đoạt Lăng Tiêu cổ tàng. Chư vị chậm đã, Từ Chiếu đại sư cấp tốc phản ứng lại, lập tức phi thân ngăn ở Ngọc Hoàng Thiên Môn trước cổng chính. Từ Chiếu phương trưởng, mời ngươi tránh ra. Lão lừa chọc, chớ cản đường. Lăng Tiêu cổ tàng chính là vật vô chủ, người có duyên có được. Ngươi tổ Phật tự muốn nuốt một mình. Một đám cường giả nhìn hằm hằm Từ Chiếu đại sư, nhao nhao quát lớn, đối với bảo tàng khát khao, lấn át rất nhiều người lý trí. Bất quá tất cả môn phái thủ lĩnh, Huyền Minh âm tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên, Phong Nguyệt Hoa bọn người, vẫn là duy trì thanh tỉnh, không có giống chó dại chụp mồi giống như xông lên. Nhíu mày nhìn mình thủ hạ các cường giả thất thố. Dù sao dựa theo lục đại môn phái quyết định quy củ, trước tiên phá thiên môn giả, có thể nhập vực sâu cướp đoạt bảo tàng, còn lại người nhiều nhất phân điểm canh thừa thịt nguội. Thật theo quy củ mà nói, cái kia Lăng Tiêu cổ tàng, là thuộc về tổ Phật tự. Từ Chiếu đại sư sầm mặt lại, toàn thân Phật quang nở rộ, chắp tay trước ngực, giống như một tôn Phật tại Ngọc Hoàng Thiên trước cửa khoanh chân ngồi xuống, nói, ai nghĩ bước vào Ngọc Hoàng Thiên Môn. Liền trước hết giết lão nạp. Rất nhiều cường giả lập tức nghiêm nghị, đầu óc thanh tỉnh một chút, nên cũng không dám quá mức lỗ mãng, dù sao Từ Chiếu đại sư cũng là Lăng Tiêu Uyên thế giới ít có mấy vị thiên đế một trong, thực lực cường đại, nếu là vạch mặt, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắc hắc, Từ Chiếu đại sư, người tổ Phật tự thật muốn độc chiếm bảo tàng. Vạn môn vị một cái trưởng lão áo đen cười lạnh hỏi. Bây giờ Ngọc Hoàng Thiên Môn phá vỡ, vô tận thiên cơ từ đại môn sau lưng truyền ra, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, tại đại môn sau lưng, đích thật là có kinh thiên tạo hóa cơ duyên, người đó được đến, người đó liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Từ Chiếu đại sư đạo, chư vị thí chủ, dựa theo chúng ta lục đại môn phái quyết định quy củ, trước tiên phá thiên môn giả, nhưng phải Lăng Tiêu cổ tàng, là ta tổ Phật tự phá thiên môn, lão nạp chính là thu lấy toàn bộ bảo tàng, cũng là chuyện đương nhiên, ngược lại chư vị khí thế hùng hổ, tại lý không hợp. Từ Chiếu đại sư rất rõ ràng, lần này Ngọc Hoàng Thiên Môn, cư nhiên bị mở ra, tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Diệp Thần chịu tơ tình vây khốn, hắn cũng mười phần lo nghĩ, nếu có thể nhận được Lăng Tiêu cổ tàng, dựa vào đủ loại bảo vật, có lẽ không cần cái gì như Tường Vi ra tay, cũng có thể hóa giải Diệp Thần tơ tình. Kia nhất thời, này nhất thời, tóm lại các ngươi tổ Phật tự, không thể độc chiếm bảo tàng.
không tệ, không tệ. Cái này Lăng Tiêu cổ tàng, phải làm chúng ta lục đại môn phái chia đều. Đại gia chia đều bảo tàng, bình an vô sự, há không đẹp thay. Rất nhiều cường giả nhao nhao mở miệng, đều muốn kiếm một chén canh. Yên lặng. Lúc này, Lăng Tiêu Thiên Tôn nhanh chân bước ra, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trực tiếp phóng xuất ra thượng phẩm thiên đế uy áp, lập tức liền để toàn trường người đều yên tĩnh lại. Từ Chiếu Đại Sư. Sau đó, Lăng Tiêu Thiên Tôn híp mắt nhìn xem Từ Chiếu Đại Sư, nói, ngọc này Hoàng Thiên Môn có thể phá vỡ, cũng không phải các ngươi tổ Phật tự một nhà công lao, ta Lăng Tiêu Thiên Cung, vừa mới cũng xuất lực không thiếu a. Lăng Tinh Cách lớn tiếng nói, không tệ, vừa mới nếu không phải ta cùng với các sư đệ lực oanh thiên môn, ta lưu lại khắc sâu vết kiếm, dung chuyển ngọc Hoàng Thiên Môn căn cơ, các ngươi tổ Phật tự cũng không khả năng phá vỡ. Ta công lao lớn nhất. Lăng Tiêu Thiên Tôn gật đầu nói, đúng là như thế, vừa mới ta Lăng Tiêu Thiên Cung vòng thứ nhất phá cửa, trước tiên dung chuyển thiên môn căn cơ, Từ Chiếu Đại Sư, các ngươi tổ Phật tự, mới có chiếm tiện nghi cơ hội. Từ Chiếu Đại Sư lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn, lão nạp không cùng các ngươi tranh luận, tóm lại ai nghĩ bước vào Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền trước hết giết lão nạp. Nghe được Từ Chiếu Đại Sư cường ngạnh như vậy lời nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn biểu lộ lập tức cứng ngắc xuống. Tất cả môn phái cường giả lại cấp trên, quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao nói. Lão lừa chọc, người dám cản trở, có tin hay không là chúng ta thật giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là tổ Phật tự phương trưởng, liền dám cùng Lăng Tiêu Uyên quần hùng là địch, nếu chúng ta nâng chúng mà lên, ngươi có thể ngăn cản nhất kích. Giết hắn, làm thịt con lừa chọc này. Đối với Lăng Tiêu cổ tàng khát vọng, chiến thắng vô số cường giả lý trí, không ít người đỏ ngầu cả mắt. Liền muốn giết đi Từ Chiếu Đại Sư, thẳng vào thiên môn. Diệp Thần nhìn thấy quần tình xúc động phẫn nộ, chỉ sợ Từ Chiếu Đại Sư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền vội vàng truyền âm nói, Từ Chiếu Đại Sư, người mau xuống đây, không thể xúc phạm chúng nộ. Từ Chiếu Đại Sư cũng âm thầm đáp lại Diệp Thần nói, Phật Tổ, người mở ra thiên môn, cũng không thể vì người khác làm áo cưới, cho ngoại nhân cướp đi bảo tàng. Diệp Thần nói, dưới mắt tình thế trói buộc, người trước tiên xuống lại nói, ngươi còn cần ngươi giúp ta làm việc, trong lòng ngươi như tôn kính ta cái này Phật Tổ, liền trước tiên xuống lại nói. Từ Chiếu Đại Sư trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này, lại nghe Lăng Tiêu Thiên Tôn nói. Từ Chiếu Đại Sư, ngươi thật muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này sao? Chúng ta vẫn là thật tốt thương lượng, lần này thiên môn phá vỡ, tất cả môn phái đều có công lao, như thế nào xử xong Lăng Tiêu cổ tàng, còn phải bàn bạc kỹ hơn a? Bản tọa đề nghị. Chư gia môn phái các phái người trông coi Ngọc Hoàng Thiên Môn, đằng sau lúc nào vào thiên môn, lúc nào tìm kiếm Lăng Tiêu cổ tàng, chúng ta lục đại môn phái thương lượng xong lại nói. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đám người đều là gật đầu. Từ Chiếu Đại Sư mặc dù muốn cho Diệp Thần độc chiếm bảo tàng, nhưng dưới mắt tình thế, lại không phải do hắn làm chủ, hắn cũng là không thể làm gì, cuối cùng thở dài một tiếng, lui xuống. Nhìn thấy Từ Chiếu Đại Sư lui ra. Ngọc Hoàng Thiên Môn kẽ hở mở rộng, vô số cường giả lập tức lại nóng mắt, giữa sân vang lên từng trận nuốt nước miếng thèm nhỏ dãi âm thanh, không biết bao nhiêu người muốn lập tức vọt vào. Chư vị an tâm chớ vội, chờ chúng ta lục đại môn phái thương lượng xong, lại vào thiên môn cũng không muộn. Lăng Tiêu Thiên Tôn đánh ra đạo đạo ấn quyết cùng cấm chế, trước tiên phong tỏa ngăn cản Ngọc Hoàng Thiên Môn. Kỳ thực trong lòng hắn cũng nghĩ độc chiếm bảo tàng, làm gì thực lực không cho phép. Hắn tuy là thượng phẩm thiên đế, nhưng muốn lấy sức một mình, trực tiếp trấn áp ngũ đại môn phái mà nói, cũng là chuyện không thể nào, chỉ có đi trước thỏa hiệp, đằng sau lại tính toán sau. Ngũ đại môn phái các cường giả, cũng biết trong lúc trước mắt, ai cũng không có khả năng độc chiếm bảo tàng, đành phải y theo Lăng Tiêu Thiên Tôn lời nói, riêng phần mình điều động cao thủ, làm hộ vệ, canh giữ ở Ngọc Hoàng Thiên trước cửa. Lăng Tiêu trong thiên cung, tất cả trưởng lão hộ pháp ra khỏi hàng, lưu lại thủ vệ. Lăng Tinh Cách mỗi ngày cổng mở, nội tâm đối với cái kia Lăng Tiêu cổ tàng, cũng là vô cùng hướng tới, liền hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, cung chủ, ta cũng lưu lại. Lăng Tiêu Thiên Tôn lại lắc đầu nói, ngươi cùng Tinh Tuyết Điện như tâm thánh nữ đính hôn, lập tức liền là lễ đính hôn, ngươi có thể nào vắng mặt. Bên trong lục đại môn phái, Tinh Tuyết Điện thế lực yếu nhất, cần dựa vào cùng với những cái khác môn phái thông gia, duy trì sinh tồn, Lăng Tiêu Thiên Cung cũng cùng Tinh Tuyết Điện có thông gia cử chỉ. Nhà trai thánh tử, nhà gái thánh nữ, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Lăng Tinh Cách lại nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét thần sắc, nói, cung chủ, cái kia như tâm thánh nữ, ta không quá ưa thích nàng,
luôn cảm giác, khí tức của nàng, có chút âm u cùng kinh khủng, như cái cương thi. Lăng Tiêu Thiên Tôn quát lớn, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì, nếu tâm thánh nữ chính là ta Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất đại mỹ nhân, nàng mạo như thiên tiên, chim sa cá lặn, khí chất cao nhã, ngươi thế mà không thích. Tinh Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa đứng dậy, nói, Lăng Thánh Tử, ngươi nếu là không ưa thích chúng ta như tâm, vậy cái này hôn ước không cần cũng được. Ngươi lại còn nói chúng ta như tâm là cương thi, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Lăng Tiêu Thiên Tôn vội nói, Phong Điện Chủ an tâm chớ vội, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lễ đính hôn vẫn phải làm. Đối với Lăng Tinh Cách, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là hết sức coi trọng, bởi vì cái trước nắm giữ kinh lôi thánh thể, nếu như cái này kinh lôi thánh thể uy năng, có thể toàn bộ bạo phát đi ra, vậy đơn giản là kinh thiên động địa, hắn Lăng Tiêu Thiên Cung thế lực tất có thể tăng vọt, đến lúc đó chấn diệt ngũ đại môn phái, cũng là nhiều trông cậy vào sự tình. Kinh lôi uy thế của thánh thể quá mức cương mãnh, cần âm dương hòa giải, hắn cũng là hao tốn không thiếu công phu, mới nói động Tinh Tuyết Điện, cùng thánh nữ Như Tâm ký kết hôn ước. Tinh Tuyết Điện Như Tâm thánh nữ, mỹ mạo có 102 Lăng Tiêu Uyên, các đại môn phái không biết có bao nhiêu trẻ tuổi tài tuấn, muốn âu yếm, Lăng Tiêu Thiên Tôn tiêu phí không thiếu thủ đoạn, mới cướp được chuyện hôn ước này. Lăng Tinh Cách cau mày, cũng không tốt mở miệng phản bác, nhưng giữa hai lông mày chán ghét, lại là không giảm chút nào. Ở người khác trong mắt, Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất đại mỹ nhân Như Tâm thánh nữ, trong mắt hắn, tựa hồ chỉ là một bộ cương thi. Do dự một hồi, Lăng Tiêu Thiên Tôn lại hướng tất cả môn phái cường giả nói, đúng rồi, chư vị, 7 ngày sau đó, ta Lăng Tiêu Thiên Cung thánh tử, cùng Tinh Tuyết Điện thánh nữ cử hành lễ đính hôn, chư vị đều tới tham gia a, đến lúc đó, chúng ta cũng tốt dễ thương lượng một chút, nên như thế nào xử xong Lăng Tiêu cổ tàng. Trận này lễ đính hôn, vốn là chỉ là Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Tinh Tuyết Điện yến hội, cũng không mời ngoại nhân, nhưng bây giờ Ngọc Hoàng Thiên cổng mở, liên lụy nhân quả cực lớn, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng nghĩ mượn cơ hội này, thương lượng xử xong giải quyết. Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Âm Tổ, Tuyệt Không Tên, Hoàng Thanh Thiên chờ môn phái thủ lĩnh, tương vọng một mắt, do dự suy nghĩ lấy. Phật Tổ, phải làm như thế nào? Từ Chiếu Đại Sư âm thầm hướng Diệp Thần dò hỏi. Vậy trước tiên đáp ứng a. Diệp Thần biết muốn độc chiếm bảo tàng, cơ hồ không có khả năng, chỉ có gặp đi bộ bước. Từ Chiếu Đại Sư đạo, hảo. Lập tức, hắn liền hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn đạo, Lăng Tiêu Thiên Tôn, 7 ngày sau lễ đính hôn, ta Tổ Phật tự nhất định đến đúng giờ. Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Vạn Môn Vị ba nhà môn phái thủ lĩnh, gặp Tổ Phật tự đã đáp ứng, lập tức cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng, tỏ thái độ tham gia. Đến nỗi Tinh Tuyết Điện, vốn chính là trận này tiệc cưới một trong những nhân vật chính, tự nhiên là phải đi. Kỳ thực đối với Huyền Minh Âm Tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên nhóm cường giả tới nói, bước vào Lăng Tiêu Thiên Cung địa bàn dự tiệc, là có không nhỏ nguy hiểm. Dù sao, tại Lăng Tiêu Thiên Cung trên địa bàn, Lăng Tiêu Thiên Tôn chiếm hết ưu thế, nếu là hắn không để ý đại giới, đột nhiên làm loạn, đám người liền nguy hiểm. Đương nhiên, lẽ thường tới nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không dám làm như vậy, giá quá lớn. Thương nghị cố định, lục đại môn phái ước định tại 7 ngày sau đó, tại Lăng Tinh Cách cùng Như Tâm thánh nữ ở lễ đính hôn, lại đi gặp gỡ, đến lúc đó thương lượng vào thiên môn, vào vực sâu tầm bảo sự tình. Nghị định hoàn tất sau, các đại môn phái đệ tử liền lần lượt tán đi. Diệp Thần nhìn thấy Diệp Bất Thu cũng đã đi xa, liền hướng Từ Chiếu Đại Sư truyền âm nói, Từ Chiếu Đại Sư, ta phải đi gặp cái kia Diệp Bất Thu, các ngươi đi về trước, chớ buông lỏng cảnh giác, cẩn thận Lăng Tiêu Thiên Cung trả thù. Từ Chiếu Đại Sư đáp, là. Hắn lưu lại hai cái trưởng lão và một chút chân truyền đệ tử, thủ vệ Ngọc Hoàng Thiên Môn, mang theo còn lại đệ tử rời đi. Diệp Thần liền hướng Diệp Bất Thu đuổi theo, muốn hỏi thăm Như Tường Vi tung tích. Ở Thiên Môn Đại Điển sau khi kết thúc, Diệp Bất Thu rất nhanh liền rời đi, bất quá Diệp Thần đã sớm phong tỏa khí tức của hắn, cho nên một đường đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp. Chỉ thấy Diệp Bất Thu phi hành thân thể, lung la lung lay, khí tức phù phiếm, 10 phần yếu ớt bộ dáng, hiển nhiên là hắn trước đây phá Thiên Môn, tiêu hao lực lượng quá nhiều, bây giờ linh khí khô kiệt huyết nhục tiêu tụy, bộ dáng rất là thảm đạm. Diệp Thần có chút không đành lòng, kêu lên, huynh đài chậm đã. Ở phía trước phi hành Diệp Bất Thu, tựa hồ cũng không nghe thấy Diệp Thần lời nói, tiếp tục bay về phía trước lấy. Diệp Thần nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là một cái lắc mình, đi vòng qua Diệp Bất Thu phía trước, ngăn lại đường đi của hắn. Diệp Bất Thu chết lặng khuôn mặt như pho tượng, giếng cổ không gợn sóng,
nói, các hạ là đang gọi ta sao? Diệp Thần nói, là, người không biết ta. Diệp Bất Thu ánh mắt một hồi mê ly, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, hình như có đăm chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không biết. Diệp Thần còn tưởng rằng hắn là quỷ sai, là thiên tổ ngày xưa thủ hạ, hẳn là có thể nhận ra mình, không nghĩ tới thế mà không biết, cũng có thể là hắn huyễn thuật che giấu thủ đoạn quá sâu, hắn liền xòe bàn tay ra, luân hồi pháp thoáng vận chuyển, trên lòng bàn tay hiện ra một cái nho nhỏ mâm tròn. Mâm tròn kia phía trên, luân hồi pháp tắc lấp lóe, tràn ngập ra lục đạo luân hồi khí thế mênh mông, hắn hiển hóa một sát na, liền thu liễm. Diệp Bất Thu nhìn thấy cái kia luân hồi bàn, lập tức a một tiếng kêu, nguyên bản thất thần thê lương trên mặt, lập tức lộ ra một vòng kích động cùng nhiệt huyết thần sắc, nói, thì ra ngươi là. Diệp Thần làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, nói, ân, ngươi biết thân phận ta liền có thể, ngươi có thể gọi ta Trần Đêm. Diệp Bất Thu kích động nói, là, Trần Dạ đại nhân, nghĩ không ra, ngươi. Ngươi pháp giá thế mà quang lâm Lăng Tiêu Uyên, ta. Diệp Thần nói, tốt, lời khách sáo cũng không cần nói, ngươi huyết nhục tiêu tụy, trạng thái thật không tốt, đáng tiếc thân thể ta trạng thái càng không tốt, giúp không đến ngươi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi. Diệp Bất Thu nói, ta không sao, chỉ là tốn lực quá lớn, nghỉ ngơi một đêm liền tốt, Trần Dạ đại nhân, mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi quỷ sai nha điện. Diệp Thần gật gật đầu, liền tại Diệp Bất Thu dẫn dắt phía dưới, bay về phía trước đi. Diệp Bất Thu nói tới quỷ sai nha điện, trên thực tế chính là Lăng Tiêu Uyên các quỷ sai điểm tập kết. Khi Diệp Thần đi tới quỷ sai nha điện, liền thấy cả tòa nha điện cũng không lớn, thậm chí có chút keo kiệt cùng cũ nát, không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương. Nha điện tu kiến tại Ngọc Hoàng Kính phía trên, Ngọc Hoàng Kính bên trong cái bóng lấy nha điện bộ dáng. Tại nha điện đối với ra trên đất trống, ngồi xếp bằng hơn 100 người, bọn hắn hình giống như cương thi khô gầy, liền im lặng ngồi bất động tại trên gương. Trên trời thái dương chiếu rọi, nhưng toàn bộ quỷ sai nha điện lại là lộ ra vô cùng âm u lạnh lẽo, âm phong siêu siêu. Đây là các ngươi tuấn đạo giả trụ sở sao? Diệp Thần hỏi. Diệp Bất Thu thở dài, đúng vậy, chúng ta ngồi bất động vô tận tuế nguyệt, liền đợi đến Ngọc Hoàng Kính phá toái, có thể rơi vào vực sâu. Trần Dạ đại nhân, ngươi cũng là tới tuấn đạo sao? Diệp Thần trực tiếp lắc đầu nói, ta không phải là, ta cũng không muốn chết. Diệp Bất Thu nói, cái kia Trần Dạ đại nhân vì cái gì hàng lâm nơi này? Ngươi là muốn trùng kiến luân hồi địa ngục sao? Đây không có khả năng, ai, địa ngục đã sụp đổ, liền xem như thiên tổ cũng không thể xây lại. Diệp Thần nói, vì cái gì? Chỉ cần thắp sáng ma ngục mệnh tinh, luân hồi địa ngục liền có thể xây lại a. Các ngươi cũng không cần tuẫn đạo. Diệp Bất Thu lắc đầu nói, không thể nào, trước kia luân hồi địa ngục, bị bóng tối huynh đệ hội công phá, hắc ám huynh đệ hội sau lưng hắc ám nữ thần, liền thiên tổ đối mặt đều thúc thủ vô sách. Cho dù ma ngục mệnh tinh một lần nữa thắp sáng, hắc ám nữ thần cũng biết buông xuống, dập tắt tinh quang, chân áp địa ngục, Trần Dạ đại nhân, ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn một lần nữa thắp sáng ma ngục mệnh tinh a. Cái này không thể nào. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tự tìm cái chết a. Dù cho thiên tổ buông xuống, cũng không dám thắp sáng ma ngục mệnh tinh. Khi nâng lên hắc ám nữ thần, Diệp Bất Thu trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Năm đó luân hồi địa ngục, chính là bị bóng tối nữ thần thủ hạ hắc ám huynh đệ hội công diệt. Hắc ám nữ thần cường đại đến liền thiên tổ đều thúc thủ vô sách, cho nên Diệp Bất Thu chờ bầy quỷ kém đều biết, luân hồi địa ngục không có xây lại hy vọng, đạo tâm của bọn họ. Cùng địa ngục một thể, địa ngục không còn, bọn hắn chỉ có thể tuẫn đạo. Thì ra thắp sáng ma ngục mệnh tinh, nguy hiểm như vậy sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, vị kia hắc ám nữ thần, không biết là vị kia trụ thần, dưới tay nàng hắc ám huynh đệ hội, trước kia công diệt luân hồi địa ngục, vậy dĩ nhiên sẽ lại không tùy ý địa ngục trật tự trùng kiến. Dừng một chút, Diệp Thần lại lắc đầu, bây giờ đối với ta tới nói, thắp sáng ma ngục mệnh tinh, vẫn có chút xa xôi, không thu huynh. Ta lần này buông xuống, kỳ thực là muốn hỏi thăm ngươi một người. Diệp Bất Thu nhìn chăm chú Diệp Thần, tựa hồ nhìn ra cái gì, nói, người muốn nghe được Tường Vi đại nhân. Diệp Thần nói, là, chính là ngày xưa một trong tứ đại quỷ sai đô thống, nếu Tường Vi. Diệp Bất Thu nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, có chút ngơ ngác nói, người đã trúng thiên tổ tơ tình, muốn cầu Tường Vi đại nhân ra tay hóa giải. Diệp Thần nói, chính là, người cũng đã nhìn ra. Diệp Bất Thu biểu lộ trở nên có chút phức tạp, nói, ân, nhìn ra một điểm, ánh mắt của ngươi,
cùng trước kia thiên tổ ánh mắt rất giống, ánh mắt chỗ sâu mang theo dày vò, đau đớn, mê mang các loại cảm xúc, đó là bị tơ tình quấn thân dấu hiệu. Diệp Thần thở dài, tất nhiên Không Thu huynh đã nhìn ra, vậy thì dễ làm rồi, còn xin ngươi cáo chi vị kia Như Tường Vi đô thống tung tích. Hắn từ trên thân Diệp Bất Thu, bắt được cùng Như Tường Vi tương quan nhân quả, cái sau tất nhiên là gặp qua Như Tường Vi. Tường Vi đại nhân sao? Diệp Bất Thu ánh mắt có chút hoảng hốt, trầm ngâm chốc lát sau, mới nói. Ta đích xác từng gặp nàng, nhưng ta không biết nàng ở nơi nào. Diệp Thần nói, a. Diệp Bất Thu nói, ai, trước đây ta vì nhận được Thái Dương Thần Thạch, đánh vỡ Ngọc Hoàng Kính, gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung, thậm chí bái Lăng Tiêu Thiên Tôn Vi Sư, nhưng không ngờ, cuối cùng Thánh Tử chi tranh lôi đại chiến, đại trưởng lão Lăng Thiên Ngân ám toán ta, khiến ta thua ở Lăng Tinh rời tay phía dưới, thậm chí bị hắn phế bỏ đan điền. Ta vốn là cho là, Lăng Tiêu Thiên Tôn sẽ chủ trì công đạo, nhưng hắn cũng không có, thậm chí đem ta trục xuất sư môn. Nói đến đây, Diệp Bất Thu trong mắt đã toát ra một tia cừu hận, tại hắn chết lặng trên mặt, điểm này cừu hận chi quang, lộ ra phá lệ xâm nghiêm. Diệp Thần nói, cho nên ngươi đi tham gia thiên môn đại điển, muốn phá vỡ thiên môn, kỳ thực không phải là vì đi vực sâu muốn chết, mà là vì nhận được bảo tàng, nghịch thiên cải mệnh, đi tìm Lăng Tiêu Thiên Cung báo thù. Diệp Bất Thu nắm quyền một cái, nói, đúng vậy. Ta là thiên tổ dưới trướng quỷ sai, bọn hắn khi dễ ta, chính là khi dễ thiên tổ. Hoàn toàn không đem thiên tổ để vào mắt, ta nếu không báo thù, thiên tổ chẳng phải là uy danh mất sạch. Diệp Thần cười nói, ngươi ngược lại là trung thành. Diệp Bất Thu nói, ân, không chỉ là ta, Tường Vi đại nhân đối với thiên tổ cũng là rất trung thành, năm đó ta, đan điền bị phế, lại bị trục xuất sư môn, vốn là muốn bị vực sâu ma vật giết chết, là Tường Vi đại nhân xuất thủ cứu ta. Vực sâu ma vật. Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút, xuyên thấu qua Ngọc Hoàng Kính, có thể mơ hồ nhìn thấy Ngọc Hoàng Kính phía dưới, cái kia vô tận trong vực sâu tới lui bên trong quỷ bí ma vật, nhưng những thứ này ma vật tựa hồ chịu một loại pháp tắc nào đó hạn chế, cũng không thể phá kính mà ra. Dưới vực sâu ma vật, còn có thể trên gương tàn phá bừa bãi sao? Diệp Thần hỏi. Diệp Bất Thu nói, có thể, bóng dáng của bọn nó, có thể hình chiếu đến trên gương, ta lúc đó đan điền bị phế, chính là một tên phế nhân, dù cho chỉ là ma vật hình chiếu, cũng có thể giết chết ta. Diệp Thần nói, ân, lúc đó chính là Như Tường Vi cứu được ngươi. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy, chỉ có điều, Tường Vi đại nhân, nàng. Nàng trạng thái tựa hồ cũng thật không tốt. Diệp Thần nói, a. Diệp Bất Thu trong mắt lộ ra điểm run rẩy chi ý, giống như nhớ lại cái gì kinh khủng đồ vật, nói, ngay lúc đó Tường Vi đại nhân, đã là một bộ cương thi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cương thi. Diệp Bất Thu nói, ân, đúng vậy, vốn là Tường Vi đại nhân, là cái mạo như thiên tiên đại mỹ nhân, nhưng ở vô tận năm tháng tang thương bao phủ, còn tại nàng đạo tâm tâm ma bị hành hạ, nàng huyết nhục đã triệt để tiêu tụy, tâm ma sát khí quấn thân, đã biến thành một bộ vô cùng xấu xí dữ tợn đáng sợ cương thi, thậm chí có thể nói là quái vật. Ai, ta nói như vậy Tường Vi đại nhân, có chút lớn bất kính, nhưng lúc đó, nàng cương thi một dạng bộ dáng, so với vực sâu ma vật còn muốn xấu xí kinh khủng. Đang khi nói chuyện, Diệp Bất Thu tay run run, ngưng tụ ra một màn thiên cơ hình ảnh, là hắn trước kia bị vực sâu ma vật hình chiếu vây công, tiếp đó bị Như Tường Vi xuất thủ cứu giúp hình ảnh. Trong hình Như Tường Vi, quả nhiên chính là một bộ cương thi, toàn thân huyết nhục nửa khô khô nửa ẩm ướt nát vụn trong da thịt bò côn trùng, một đôi trống giống đồng tử, thiêu đốt lên hai điểm đau đớn dày vò quỷ hỏa. Cho dù chỉ có hình ảnh, nhưng Diệp Thần sau khi thấy, lại giống như thân lâm kỳ cảnh. Cũng cảm nhận được cái kia cỗ khắc cốt kinh khủng, trong lỗ mũi tựa hồ còn ngửi được mùi xác thối. Kinh khủng nhất, kỳ thực là Như Tường Vi một đôi mắt, hai điểm sáng tối chập chờn khiêu động quỷ hỏa, tràn ngập vô biên dày vò cùng oán khí, để cho người ta liếc mắt nhìn, phảng phất liền muốn gặp lây nhiễm, cũng biến thành thống khổ. Vốn là Diệp Thần cho là, chính mình chịu tơ tình dày vò, đã là chư thiên thống khổ nhất người, nhưng hắn không nghĩ tới, lại có người còn có thể so với hắn thống khổ hơn. Nếu Tường Vi trong đôi mắt oán khí cùng khổ sở, so Diệp Thần dày vò mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, thế mà lại có người đau đớn, nồng đậm đến nước này. Trước kia Như Tường Vi hai cái muội muội, toàn bộ làm phản, nàng khổ tâm bảo vệ độ chi mảnh vụn bị trộm đi, cuối cùng lại thất lạc, nàng trông coi luân hồi địa ngục càng bị công diệt.
Nếu không phải nàng hai cái muội muội làm phản, thiên tổ khổ cực thiết lập địa ngục trật tự, tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năm đó kinh nghiệm, rõ ràng để cho Như Tường Vi khắc cốt minh tâm, sinh ra vô biên dày vò cùng khổ sở, thậm chí so Diệp Thần tơ tình nỗi khổ, còn muốn mãnh liệt rất nhiều rất nhiều. Diệp Bất Thu thở dài thu hồi hình ảnh, kỳ thực từ ở bề ngoài nhìn, cương thi bộ dáng Như Tường Vi, cũng không phải nói so vực sâu ma vật kinh khủng, thế nhưng con mắt vẻ thống khổ, thực sự quá nồng đậm, đối với người ngoài tinh thần xung kích, thực sự quá lớn. Cho nên, Diệp Bất Thu tâm bên trong, cũng là lưu lại cực lớn bóng tối, trong lòng hắn, cương thi trạng thái Như Tường Vi, so với vực sâu ma vật kinh khủng nhiều lắm. Tường Vi đại nhân đã biến thành cương thi, thực lực liền không nhiều bằng lúc trước, nhưng muốn tiêu diệt vực sâu ma vật hình chiếu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hơn nữa nàng còn có năng lực, thay ta khôi phục đan điền. Tu vi của ta, chính là Tường Vi đại nhân khôi phục. Diệp Bất Thu trong giọng nói có chút cảm kích, sau đó lại có chút lo lắng nhìn xem Diệp Thần Đạo, bất quá, Trần Dạ đại nhân, người muốn mời Tường Vi đại nhân ra tay, thay người hóa giải tơ tình, ta không xác định nàng còn có hay không năng lực này. Diệp Thần đầu này tơ tình, là thiên tổ tơ tình, vô cùng khó khăn siêu độ, nếu như Như Tường Vi là trạng thái đỉnh phong, tự nhiên có thể siêu độ hóa giải, nhưng bị Tuế Nguyệt Tang Thương cùng tâm ma bị hành hạ, đã biến thành cương thi nàng, còn có hay không năng lực này, Diệp Bất Thu cầm thái độ hoài nghi. Diệp Thần sầm mặt lại, cũng cảm thấy sự tình càng khó giải quyết, hắn suy ngẫm một hồi, nói, bất kể như thế nào, bây giờ trước tiên tìm được Như Tường Vi lại nói. Diệp Bất Thu trầm ngâm nói, ta không xác định Tường Vi đại nhân tung tích, nhưng những năm gần đây, ta thường xuyên nằm mơ giữa ban ngày, đều biết mơ tới một cái vô cùng mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh, ta phỏng đoán, thiếu nữ này, có thể chính là Tường Vi đại nhân. Diệp Thần nói, phải không? Ngươi không phải nói, nếu Tường Vi đã trở thành cương thi. Diệp Bất Thu nói, có thể nàng lợi dụng đặc thù gì thủ đoạn, lại lần nữa hóa người, trở thành một cái vô cùng dung mạo xinh đẹp thiếu nữ này. Chính là bây giờ Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất đại mỹ nữ, Tinh Tuyết Điện Thánh Nữ, Nếu Tâm Cô Nương. Nói xong, Diệp Bất Thu thủ ấn nắn, liền diễn hóa ra một màn hình ảnh, đây là hắn trong mộng hình ảnh là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, tại bên dòng suối rửa đủ, xinh đẹp thanh thuần không gì sánh được, thậm chí đẹp đến mức có chút không chân thực. Nữ tử này, chính là Như Tâm Thánh Nữ sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, họa bên trong thiếu nữ, đích xác xinh đẹp vô cùng. Nhưng cũng không phải Như Tường Vi. Tẩy Mộng Yên Lam cho hắn Xuân Cung Đồ, phía trên có vẽ Như Tường Vi bộ dáng, mặc dù cũng là mỹ nữ, nhưng cùng cái này Như Tâm Thánh Nữ, là hoàn toàn không giống, không có một chút xíu tương tự. Nếu Tường Vi đẹp, là chân thật, nhưng cái này Như Tâm Thánh Nữ, nói thật, Diệp Thần nhìn xem cũng cảm giác rất hư ảo, đẹp đến mức không chân thực, tựa như là huyễn hóa ra tới mỹ mạo. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy, vị này chính là Như Tâm Thánh Nữ. Ta hoài nghi, Tường Vi đại nhân đã thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ, bắt đầu cuộc sống mới, nàng ẩn giấu đi chính mình cương thi một dạng ngoại hình, huyễn hóa thành mỹ nhân như thế. Nhưng, ta không xác định, chỉ là ngờ tới, hơn nữa ta đi Tinh Tuyết Điện hỏi qua vị này Như Tâm Thánh Nữ, hỏi nàng có phải hay không Tường Vi đại nhân, nàng nói không phải, thậm chí không biết ta, nhìn nàng thành khẩn rõ ràng bộ dáng, hoàn toàn không có một điểm nói dối dấu hiệu. Thực sự là kỳ cũng trách quá thay. Nếu như nàng không phải Tường Vi đại nhân, ta tại sao lại mơ tới nàng? Diệp Bất Thu nghĩ mãi mà không rõ, tu vi đến hắn cảnh giới này, nếu có người ở trước mặt hắn nói dối mà nói, hắn một mắt liền có thể nhìn thấu, hơn nữa thân là thiên tổ dưới trướng quỷ sai, tâm tư khác vô cùng nhạy cảm, liền xem như thiên đế cường giả, ở trước mặt hắn nói dối, muốn không bị hắn xem thấu, đó cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy, nếu Tâm Thánh Nữ không có nói dối. Diệp Thần âm thầm nhíu mày, âm thầm cũng nếm thử nhìn trộm nhân quả, tại Như Tâm Thánh Nữ cùng Như Tường Vi ở giữa, hắn quả nhiên cũng là bắt giữ không đến mảy may quan hệ, phảng phất cả hai không có bất kỳ cái gì liên lạc. Nhưng, hắn dựa vào trực giác bén nhạy, luôn cảm giác cả hai là có qua cát. Tinh Tuyết Điện cùng Lăng Tiêu Thiên Cung thông gia, đưa qua mấy ngày, vị này Như Tâm Thánh Nữ, liền muốn gả đi, gả cho Lăng Tinh rời a. Diệp Thần nói. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy a, Trần Dạ đại nhân, người có tính toán gì? Diệp Thần suy nghĩ một hồi, nói, ta nghĩ đi trước một chuyến Tinh Tuyết Điện, nhìn một chút vị kia Như Tâm Thánh Nữ. Bây giờ Như Tâm Thánh Nữ, còn không có gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung, còn tại Tinh Tuyết Điện bên trong, Diệp Thần còn có cơ hội gặp mặt.
Nếu tâm đến cùng phải hay không như Tường Vi, gặp một lần liền biết. Chỉ cần thấy được chân nhân, Diệp Thần liền có thể bắt được càng nhiều chi tiết, nếu như như tâm thánh nữ là ngụy trang, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Diệp Bất Thu nói, Trần Dạ đại nhân muốn gặp như tâm thánh nữ sao? Diệp Thần nói, ân. Diệp Bất Thu nói, ngô, hảo, vậy ta trước tiên thay ngươi liên lạc Tinh Tuyết Điện, ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng. Diệp Thần gặp Diệp Bất Thu toàn thân huyết nhục tiêu tụy, trước đây phá thiên môn tiêu hao, thực sự quá lớn, cũng đích xác cần nghỉ ngơi, liền gật đầu nói, hảo, vậy phiền phức ngươi. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền lưu lại quỷ sai nha trong điện, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi bái phỏng Tinh Tuyết Điện. Diệp Bất Thu ra tay trước một phong truyền thư, cáo chi Tinh Tuyết Điện, ngày mai bái phỏng sự tình, hắn là thiên tổ dưới trướng quỷ sai, thân phận đặc thù, hắn đứng ra cầu thăm, Tinh Tuyết Điện tự nhiên không có không cho phép. Đến nỗi Diệp Thần thân phận, trước mắt còn không có bại lộ. Diệp Bất Thu cũng là tính tâm điều tức, khôi phục ban ngày phá thiên môn hao tổn. Diệp Thần tơ tình quấn thân, có thụ dày vò, khó mà ngủ, nửa đêm liền tỉnh, liền yên lặng xếp bằng ở Ngọc Hoàng Kính phía trên, chờ hừng đông. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền nhanh đến Lê Minh, chính là trước bình minh hắc ám, giữa thiên địa phá lệ đen nặng, gió lạnh hô hô, không hiểu để Diệp Thần có chút bất an. Ầm ầm, chợt, phương xa truyền đến chấn động to lớn âm thanh, chỉ thấy một đạo màu đen cột sáng trùng thiên, quán xuyên phía chân trời, trong cột ánh sáng có vô số thiên đế phủ văn đang lóe lên, mỗi một đạo thiên đế phủ văn, đều lộ ra vặn vẹo hình rắn, vô cùng xâm nghiêm. Ngay sau đó, lại có Phật quang vọt lên, nhưng cỗ này Phật quang, chỉ là trong chốc lát, liền bị màu đen cột sáng chân áp che mất. Nhìn thấy cái này màu đen cột sáng, còn có trong cột ánh sáng hình rắn phủ văn, Diệp Thần lập tức mở to hai mắt, toàn thân mãnh liệt chấn động. Xà thiên đế, nguy rồi, tổ Phật tự. Diệp Thần lập tức dùng mình, chấn động cùng cột sáng phát ra phương hướng, chính là tổ Phật tự. Chẳng lẽ, xà thiên đế đánh tới tổ Phật tự? Diệp Thần lập tức vô cùng cảnh giác, vạn vạn không nghĩ tới, xà thiên đế thế mà lại trước tiên hướng tổ Phật tự ra tay. Quỷ sai bên trong nha điện, tất cả quỷ sai, vẫn là ngồi bất động tại Ngọc Hoàng Kính phía trên, gương mặt mất cảm giác, phảng phất ngoại giới hết thảy ba động, đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn giống như pho tượng cùng khô thi đồng dạng. Duy nhất có sinh khí chấn động, cũng chỉ có Diệp Bất Thu một người. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Bất Thu trạng thái đã khôi phục rất nhiều, hắn nhanh chân đi ra, nhìn thấy phương xa phía chân trời màu đen cột sáng trùng tiêu khí tượng, cũng là lấy làm kinh hãi. Cỗ khí tức này, thật mạnh, thậm chí so Lăng Tiêu Thiên Tôn còn cường đại hơn, là đỉnh cấp thiên đế khí tức. Đây rốt cuộc là ai, đây là thuần huyết cổ thần, xà thiên đế. Diệp Bất Thu hãi dị, cũng từ cái kia cỗ khí tượng, đánh giá ra sau lưng cường giả là ai. Hắn kiến thức rộng rãi, thậm chí biết xà thiên đế chân thực thân phận, đó là vô cùng hiếm thấy thuần huyết cổ thần, là nhân tổ Nam Hoa lão quân tự tay chế tạo tồn tại. Loại tồn tại này, trời sinh liền mang theo đại khí vận, cho nên đồng dạng là đỉnh cấp thiên đế, con rắn kia thiên đế sức chiến đấu, muốn so Lăng Tiêu Thiên Tôn lợi hại rất nhiều. Xảy ra chuyện, ta muốn trở về xem. Diệp Thần sầm mặt lại, không bằng suy nghĩ nhiều, lập tức phóng lên trời, hướng về tổ Phật tự phương hướng bay đi. Tổ Phật tự từ chiếu đại sư, dù sao cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn không thể nhìn tổ Phật tự hủy diệt. Trần Dạ đại nhân, chờ ta một chút. Diệp Bất Thu kêu một tiếng, cũng vội vàng nhún người nhảy lên, đi theo Diệp Thần hướng về tổ Phật tự chạy tới. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới tổ Phật tự, lập tức liền thấy vô cùng kinh khủng một màn. Chỉ thấy tổ Phật tự từng tòa phù không đảo, đều bị đánh nát rơi xuống, phía dưới Ngọc Hoàng Kính trên mặt kính. Lại tụ tập đại lượng vực sâu ma vật hình chiếu, những thứ này ma vật vừa nhìn thấy phù không đảo rớt xuống, liền cạc cạc rít lên lấy đánh giết đi lên. Từng tòa phù không đảo, cũng dẫn đến phía trên kiến trúc, còn có trên hòn đảo tăng nhân, toàn bộ bị vực sâu ma vật xé nát thôn vệ hết, tiếng kêu thảm thiết ngập trời. Bên trên bầu trời, chỉ có tổ Phật tự sơn môn chỗ phù không đảo, còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng đã là phong hỏa khói lửa khắp nơi, trên mặt đất lại bò đầy từng cái nhỏ bé đen như mực rắn độc. Tê tê thổ tín bốn phía du tẩu. Rậm rạp chằng chịt rắn độc, phủ kín toàn bộ tổ Phật tự, trên vách tường, Phật tượng bên trên, cổ trung bên trên, lư hương bên trên, toàn bộ treo đầy để cho ra đầu người ta tê dại rắn độc, tại trước bình minh hắc ám nổi bật, lộ ra phá lệ kinh khủng. Bên trong tổ Phật tự, đã tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, từng cái tăng nhân,
đang bò đầy rắn độc trên mặt đất, căn bản không chỗ có thể đi, mỗi lần bị rắn độc quấn lên cắn xé, cả người liền nhanh chóng bị nọc độc dịch axit ăn mòn thành xương khô, huyết nhục suy suy bốc hơi bốc lên khói đen. Một chút đắc đạo cao tăng, bên trong tổ Phật tự trưởng lão, muốn thi triển thần thông phản kích, thế nhưng chút rắn độc nhưng lại quỷ dị tụ lại thành hình người, tại bọn hắn còn không có xuất thủ thời điểm, nhân hình nó tựa như quỷ mị xuyên thẳng qua rào sát, đem bọn hắn toàn bộ treo cổ. Là, Xà Thiên Đế. Diệp Bất Thu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể lập tức run rẩy, hai con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Kể từ luân hồi địa ngục băng diệt sau, hắn liền sẽ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tràng diệt, hắn một mắt liền có thể nhận ra, cái kia vô số đầu rắn độc ngưng kết mà thành hình người, chính là Xà Thiên Đế. Nơi này mỗi một con rắn độc, cũng có thể nói là Xà Thiên Đế hóa thân. Chỉ cần còn có một con rắn độc tồn tại, Xà Thiên Đế sẽ không phải chết. Sinh mệnh lực của hắn, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần có rắn độc tồn tại chỗ, Xà Thiên Đế thân ảnh, liền có thể hiển hóa ra ngoài, tùy tâm sở dục giết người, cực kỳ khủng bố. Chỉ là trong khoảnh khắc, tổ Phật tự rất nhiều cao tăng, liền bị Xà Thiên Đế giết đến thất thất bát bát, chỉ có một phần nhỏ tăng nhân, chạy trốn tới một tòa trong tháp cao, may mắn sống sót. Tháp cao kia chính là Diệp Thần lưu lại Hoàng Đồng tháp cao, chính là chín thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan. Lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này ở Hoàng Đồng tháp cao bên ngoài, từng tầng rắn độc rậm rạp chằng chịt xếp, vô số nọc độc điên cuồng ăn mòn, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đem Hoàng Đồng tháp cao ăn mòn mục nát. Diệp Thần cảm giác được từ Chiếu Đại Sư, ngay tại Hoàng Đồng trong tháp cao, hơn nữa khí tức vô cùng yếu ớt, đã sắp gặp tử vong. Đáng chết! Thần giáp mệnh tinh, cho ta chấn diệt! Diệp Thần nhìn thấy đầy mắt cảnh tượng thê thảm. Không thể kìm được, cũng không lo được cái gì che giấu thân phận, trực tiếp bộc phát ra cường hãn nhất minh mông luân hồi khí tức, một khỏa rực rỡ huy hoàng tinh thần, từ trên đỉnh đầu hắn dâng lên. Ngôi sao này, tựa như là từ ức vạn khối màu vàng bọc thép mảnh vụn cấu trang mà thành, toàn thân tản ra vô cùng ánh sáng chói mắt, có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ các loại mảnh vụn vần quanh, hoa lệ cực điểm, chính là thần giáp mệnh tinh. Thần giáp mệnh tinh hào quang sáng chói, vùng vãi tiếp. Lập tức bên trong tổ Phật tự, từng cái rắn độc khàn giọng kêu lên, tại trong luân hồi tinh quang hôi phi yên diệt, những bị rắn độc cắn bị thương tăng nhân kia, cũng là trong nháy mắt lấy được vô thượng chúc phúc, lập tức độc khử khỏi bệnh, cơ thể khôi phục lại. Luân hồi chi chủ. Chúng tăng nhân ngẩng đầu, ngước nhìn đến Diệp Thần thân ảnh, nhìn thấy cái kia vô cùng sáng chói thần giáp mệnh tinh quang huy, tất cả mọi người đều là kinh hãi e rằng lấy phục thêm. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được. Thì ra Trần Đêm chính là Diệp Thần, chính là luân hồi chi chủ. Sáng chói thần giáp mệnh tinh, quang hoa thậm chí chiếu rọi toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, Lăng Tiêu Thiên Cung, Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện các loại môn phái thế lực mọi người, cũng là thấy rất rõ ràng. Có thật nhiều tu sĩ, cảm nhận được giữa thiên địa kịch liệt linh khí biến động, bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nhìn thấy treo cao tại trên bầu trời thần giáp mệnh tinh, tất cả mọi người đều là rung động không nói gì. Phía dưới tổ Phật tự rất nhiều vực sâu ma vật hình chiếu, tại Diệp Thần thần giáp mệnh tinh nối lên trong nháy mắt, liền kêu thảm tiêu diệt. Mãnh liệt mệnh tinh quang huy, xuyên thấu ngọc hoàng kính, làm cho dưới vực sâu rất nhiều kinh khủng tồn tại, cũng là kinh dị sợ hãi, không dám nhìn thẳng huy hoàng, nhao nhao ẩn nấp tránh lui. Thần giáp mệnh tinh, luân hồi thất tinh, không hổ là thiên tổ sáng tạo vĩ đại kỳ quan a. Một đạo âm lãnh tiếng than thở, chậm rãi vang lên. Chỉ thấy bên trong tổ Phật tự còn không có bị thần giáp mệnh tinh quang huy ép diệt rắn độc, từng cái tụ lại, cuối cùng liền ngưng hợp thành Xà Thiên Đế thân ảnh, ước chừng cao 8 thước, trên thân hiển hóa ra một bộ áo bào đen, xóa tóc dài chính là từng cái loạn vũ thổ tín rắn độc. Hắn đỏ tươi đồng tử nhìn chằm chằm Diệp Thần, mang theo thưởng thức, kiêng kỵ, may mắn các loại thần sắc. Xà Thiên Đế, là Lăng Tiêu Thiên Tôn phái ngươi tới. Diệp Thần đôi mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Xà Thiên Đế đạo. Xà Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nói, không phải, tên kia còn mệnh lệnh không được ta, là ta nghĩ đến giết chút người, dễ nhiễu loạn đạo tâm của ngươi, như vậy ta lại giết ngươi, liền sẽ đơn giản nhiều. Hắn vô cùng thẳng thắn, trực tiếp liền nói ra mình tâm tư. Bởi vì đối mặt Diệp Thần, giấu giếm cũng vô dụng, thiên cơ nhân quả nhìn nhiều hai mắt liền có thể xem thấu, chẳng bằng song phương thẳng thắn một điểm. Loạn ta đạo tâm. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh. Xà Thiên Đế cười nói, đúng vậy, tuy nói người bị tơ tình quấn thân, thực lực lớn bị hạn chế,
nhưng như thế vẫn chưa đủ, Kính Thiên Đế cùng Ban Thiên Đế đều chết trong tay ngươi, ta cũng không dám sơ suất. Ha ha, ngươi cùng Thiên Tổ một dạng, đều quá mức trọng tình trọng nghĩa, những thứ này con lừa ngốc nhỏ, lớn con lừa chọc, lão lừa chọc, cùng ngươi nhận biết cũng không bao lâu, bọn hắn chết, lòng ngươi cảnh thế mà ba động lớn như vậy. Xà Thiên Đế con mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần kịch liệt phập phồng đạo tâm, như vậy kịch liệt rung chuyển, thậm chí có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngậm miệng, Diệp Thần tức giận, cũng lười nói nhảm cái gì, trong tay hiển hóa ra thần Chu Thiên Kiếm, liền nghĩ mượn dùng chín thương cổ hoàng sức mạnh, trực tiếp ra tay. Nhưng lúc này, từ nơi sâu xa, Diệp Thần phảng phất nghe được thần sắc đẹp âm thanh. Thần sắc đẹp nói, ta chúc phúc ngươi. Một tiếng xào xạc. Trên thân Diệp Thần, thần quang cuồn cuộn, dáng lành trùng thiên, sau lưng hiện ra một đạo nữ thần thân ảnh, đó chính là thần sắc đẹp thân ảnh, hai con ngươi khép kín, hai tay hợp lấy hiện lên chúc phúc tư thái, ánh sáng nhu hòa hào quang rơi vào trên thân Diệp Thần. Răng rắc, chỉ một thoáng, Diệp Thần liền đạt được ngập trời chúc phúc, hồn thân cốt cách bạo hưởng, khí thế tức thì bão táp. Ban đầu ở Tẩy Mộng Yên Lam Ái Thần Cung, Diệp Thần trước khi đi, liền được thần sắc đẹp chúc phúc, bây giờ, thần sắc đẹp chúc phúc, trực tiếp liền hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt để cho Diệp Thần khí thế, tiêu thăng đến cực hạn. Thần sắc đẹp, đa tạ. Diệp Thần nội tâm nói thầm tạ, tại thần sắc đẹp chúc phúc phía dưới, hắn cảm thấy thể nội tơ tình, cũng là bình phục xuống, không có phát tác. Vốn là, nếu như hắn mượn dùng chín thương cổ hoàng sức mạnh, kịch liệt động võ, tơ tình tất nhiên phát tác, nội tâm phải thừa nhận cực lớn dày vò. Nhưng bây giờ, tại thần sắc đẹp chúc phúc phía dưới, Diệp Thần tơ tình cũng không có phát tác. Thần sắc đẹp chúc phúc, là một cỗ ôn nhu sức mạnh, có thể vuốt lên hết thảy dày vò cùng đau đớn. Diệp Thần thậm chí cảm thấy phải, nếu như trước đây dùng nhục thân giúp hắn giải chú người, là thần sắc đẹp mà không phải thần tình yêu mà nói, hắn tơ tình có thể liền hóa giải. Bất quá ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, đại địch trước mặt, Diệp Thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mượn nhờ thần sắc đẹp chúc phúc sức mạnh, hắn thân thể lập tức bão táp mà ra, thần Chu Thiên Kiếm hung hăng hướng về Xà Thiên Đế mãnh liệt bổ mà đi. Thần sắc đẹp, tại sao là ngươi? Xà Thiên Đế nhìn thấy sau lưng Diệp Thần thần sắc đẹp thân ảnh, cả người lập tức liền mắt choáng váng, biểu lộ trở nên vô cùng kinh ngạc cùng ngốc trệ, còn có sợ hãi. Hắn tu luyện ma xà chi đạo, đối với hắn loại hắc ám này tồn tại tới nói, sợ hãi nhất, chính là thần sắc đẹp loại này ôn nhu, thương xót, mỹ lệ, lại mang theo phổ độ chúng sinh lớn tâm nguyện tia sáng. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh hào quang, tất nhiên hừng hực hung mãnh, nhưng chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên định, liền có thể đối kháng. Nhưng thần sắc đẹp ôn nhu chi quang, từng tia từng sợi vào chụp, lại cường đại hắc ám đạo tâm, đều không thể đối kháng. Đây là ôn nhu sức mạnh, có thể theo trên căn nguyên hóa giải hắc ám. Thần sắc đẹp ôn nhu tia sáng, đối với thế gian hết thảy hắc ám gian ác, đều có vô cùng cường đại khắc chế hiệu quả, cỗ này khắc chế không phải tiêu diệt, mà là cảm hóa. Giống như hồn thiên đế, tại thần sắc đẹp đản sinh một khắc này bắt đầu, hắn liền yêu thần sắc đẹp xem như tâm ma của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là bị thần sắc đẹp cảm hóa. Cho dù là hồn thiên đế, đều không thể kháng cự thần sắc đẹp ôn nhu, vậy càng đừng nói là xà thiên đế. Cho dù Diệp Thần sau lưng thần sắc đẹp thân ảnh, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng trong đó ẩn chứa ôn nhu sức mạnh, cảm hóa chi quang, đối với xà thiên đế tới nói, cũng là vô cùng mãnh liệt tồn tại. Hơn nữa Diệp Thần trong tay thần Chu Thiên Kiếm, cũng là chuyên môn khắc chế hắc ám. Đáng chết. Xà thiên đế vô cùng phẫn nộ, tay trái bấm quyết giữ vững đạo tâm, tránh chính mình đạo tâm sụp đổ, tay phải lao nhanh đánh ra từng đạo thiên đế pháp quyết, từng cỗ thiên đế sát khí hóa thành thất luyện, ngăn cản Diệp Thần chém giết mà đến thần Chu Thiên Kiếm. Xuy. Diệp Thần kiếm thế hung hãn, thần Chu Thiên Kiếm gào thét mà đến, cấp tốc đem cái kia từng đạo thiên đế khí thất luyện chém chết, sắc bén mũi kiếm thẳng chém về phía xà thiên đế đầu người. Cái này thần Chu Thiên Kiếm, là thiên nữ binh khí, thiên nữ tại bái sư nguyên thiên đế, theo chân lý sẽ di chuyển đi Mỹ thần thánh địa, lại tùy tùng tại thần sắc đẹp phía sau người, rõ ràng cũng là lấy được không thiếu chỗ tốt, cái này thần Chu Thiên Kiếm rèn đúc đến so trước đó sắc bén hơn. Xà thiên đế hoảng sợ, vội vàng bứt ra bay ngược. Xà viêm độc tức, hắn chỉ sợ Diệp Thần đuổi giết tới, lập tức há miệng phun một cái, liền phun ra một đạo màu đỏ thẫm nọc độc, giống như tên nỏ tiêu xạ mà ra. Diệp Thần huy động thần Chu Thiên Kiếm, suy một tiếng,
liền đem con rắn kia viêm độc tức ngăn trở. Xà Thiên Đế đặng 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 lui về sau nữa ba bước, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng thần sắc đẹp hư ảnh. Thì ra chỉ là ngắn ngủi chúc phúc, ta còn tưởng rằng thần sắc đẹp thật ở bên cạnh ngươi. Lúc này Xà Thiên Đế tỉnh táo lại, liền thấy Diệp Thần sau lưng thần sắc đẹp, cuối cùng cũng chỉ là một đạo chúc phúc hư ảnh, duy trì không được bao lâu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Ngắn ngủi chúc phúc, cái kia cũng đủ. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, lần nữa huy kiếm hướng về Xà Thiên Đế chém giết mà đi, hắn muốn tại thần sắc đẹp chúc phúc tiêu tan phía trước, chém giết Xà Thiên Đế. Tiểu tạp chủng, hôm nay có như thế nhân vật giúp ngươi, không đánh với ngươi, cáo từ. Xà Thiên Đế hừ một tiếng, liền lập tức quay người ra bên ngoài chạy trốn mà đi. Hắn biết tại thần sắc đẹp chúc phúc phía dưới, hắn là hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Thần đánh, tái chiến tiếp chính là chịu chết, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ngược lại Diệp Thần trên người thần sắc đẹp chúc phúc, cũng chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần hắn hôm nay đào thoát, lần sau còn có cơ hội phản sát. Muốn chạy, Diệp Thần ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nơi nào chịu để cho Xà Thiên Đế liền như vậy đào thoát. Bầu trời mệnh cách, bầu trời lớn phong tỏa. Diệp Thần thủ ấn bóp, thể nội bầu trời mệnh cách năng lượng bộc phát, lập tức liền bày ra một mảng lớn màu xanh biếc bầu trời, vùng trời này, tựa như là nắp nổi bự giống như che lên xuống. Xà Thiên Đế còn có thể bay về phía trước, nhưng bầu trời mênh mông vô tận, hắn căn bản không bay ra được, chỉ có thể tại thiên không bên trong quay tròn. Đáng giận! Xà Thiên Đế chân mày vẩy một cái, lập tức thi triển một môn độn pháp, bóng rắn độn. Hắn thân thể liền lập tức hóa thành một màn màu đen bóng rắn, thuấn gian di động, muốn phá không đột phá bầu trời phong tỏa. Môn này bóng rắn độn thuật, cực kỳ tinh diệu, đủ để cho hắn chạy ra thế gian hết thảy giam cầm phong tỏa, nhưng tiếc là, Diệp Thần bầu trời phong tỏa, cũng không phải thế giới này thuật pháp, mà là thế giới bên ngoài thần thông. Xà Thiên Đế dù cho thi triển bóng rắn độn thuật, nhưng cũng không cách nào đào thoát ra ngoài, vẫn là tại cái này bầu trời nắp nổi bự phía dưới quay tròn. Ngươi trốn không thoát, thiên không chi cánh. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, sau lưng liền hiển hóa ra một đôi màu xanh biếc cánh, mỗi một phiến cánh chim đều nhấp nhô minh mông bầu trời phù văn, hiển lộ rõ ràng ra vô biên vĩ đại tự do rộng rãi khí tức. Suy một tiếng, hắn cánh chấn động, liền lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng, xoạt một cái, bay đến Xà Thiên Đế trước mặt. Không tốt. Xà Thiên Đế nhìn xem trong nháy mắt ép tới gần Diệp Thần, không khỏi hoảng hốt, lập tức bóp quyết, bóng rắn mê tung. Thân thể của hắn liền phân hóa thành thiên trăm đầu cái bóng, ly tán mở ra, miễn cho gặp Diệp Thần công kích. Luân hồi mộ táng công, táng thiên chi pháp. Diệp Thần nhìn xem chung quanh thiên bách Xà Thiên Đế, mảy may cũng không hoảng hốt, luân hồi mộ táng công trực tiếp bộc phát, sau lưng liền dâng lên một cái cực lớn luân hồi bàn, bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chôn hấp xả sức mạnh. Xà Thiên Đế cái kia trăm ngàn đầu cái bóng, toàn bộ bị hấp xả tới, từng cái thân ảnh bị kéo đến luân hồi bàn bên trong đi. Luân hồi bàn răng rắc bắt đầu chuyển động, không ngừng xoay nghiền, liền đem thiên bách Xà Thiên Đế, từng cái một nghiền nát. Vô tận máu tươi cùng màu đen nọc độc, dọc theo luân hồi bàn chảy xuôi xuống, tràn ngập mùi máu tanh. Kịch liệt sắc bén đau đớn, làm cho Xà Thiên Đế tại chỗ hét thảm lên, trăm ngàn thân ảnh đến cuối cùng chỉ còn lại một đầu, gương mặt vô cùng trắng bệch, mang theo dữ tợn nụ cười, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ a luân hồi chi chủ, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Xà Thiên Đế vốn là cho là, Diệp Thần chịu tơ tình vây khốn, hắn lại công diệt tổ Phật tự, nhiễu loạn Diệp Thần đạo tâm, hắn liền có thể thừa cơ hội, liền có giết chết Diệp Thần cơ hội. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lợi hại đến nước này, thần giáp mệnh tinh, bầu trời mệnh cách, luân hồi mộ táng công, thi triển nước chảy mây trôi, thuận buồm xuôi gió, quả thực là không cần tốn nhiều sức, liền đem Xà Thiên Đế ép diệt. Đương nhiên, đây là bởi vì có thần sắc đẹp chúc phúc. Tại thần sắc đẹp chúc phúc phía dưới, Diệp Thần tơ tình tạm thời bị áp chế xuống, hiện tại hắn trong đầu, không còn tràn đầy phong tinh tuyết thân ảnh, còn có thần sắc đẹp cái kia ôn nhu thân ảnh, nội tâm một mảnh tĩnh mịch. Nhưng bất kể như thế nào, có thể ép diệt Xà Thiên Đế, Diệp Thần thực lực bản thân, cũng là không thể nghi ngờ. Diệp Thần không nói nhảm, nắn thủ quyết, tiếp tục thôi động táng thiên luân hồi bàn, say nghiền Xà Thiên Đế. Tại cực lớn dưới đau đớn, Xà Thiên Đế nhếch nhếch miệng, sau đó lại lãnh khốc nói, đừng quá đắc ý, tiểu tử, lần này, ta là thua ở thần sắc đẹp thủ hạ, không phải bại dưới tay ngươi. Chờ sau đó một lần, không có thần sắc đẹp giúp ngươi, ta
ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Có gan mà nói, vài ngày sau Lăng Tiêu Thiên cung trận kia lễ đính hôn, ngươi thì tới đi. Chúng ta lại đánh qua. Tiếng nói rơi xuống, xà thiên đế thân thể, liền triệt để bị luân hồi bản ép diệt hầu như không còn. Nhưng tính mạng của hắn, cũng không có vì vậy kết thúc. Bởi vì, xà thiên đế sinh mệnh lực, cực kỳ khủng bố ương ngạnh, chỉ cần hắn chăn nuôi rắn độc, còn có một đầu không chết, hắn đều có thể mượn xác trùng sinh. Cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong, thực lực của hắn, có thể không phải tối cường, nhưng luận sinh mệnh lực, tuyệt đối là tối ngoan cường tồn tại. Mặc dù bây giờ Diệp Thần giết hắn, nhưng hắn tự nhiên sẽ không chết đi như thế, hắn còn có rất nhiều con rắn độc, không biết ẩn nấp ở nơi nào, tùy thời cũng có thể mượn xác trùng sinh. Lần này Diệp Thần diệt sát xà thiên đế bộ phận sinh mệnh, vốn lấy xà thiên đế thuần huyết cổ thần cường đại huyết mạch, chỉ cần cho hắn mấy ngày, sinh mệnh lực của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Theo lý thuyết, mấy ngày sau, Lăng Tinh Cách cùng Như Tâm Thánh Nữ cử hành lễ đính hôn thời gian, xà thiên đế lại là trạng thái tràn đầy. Đây quả thực là kinh khủng, như thế ương ngạnh thịnh vượng sinh mệnh lực, đừng nói thiên đế, liền xem như siêu phẩm thiên đế cũng không thể có, đây là xà thiên đế chỗ đặc thù, đơn giản liền cùng xấu thần như thế ngoan cố, gần như là bất tử bất diệt tồn tại. Diệp Thần cau mày, cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Xà này thiên đế, so với kính thiên đế cùng ban thiên đế cũng khó khăn giết. Trần Dạ đại nhân, ngươi cũng quá lợi hại, thế mà diệt sát xà thiên đế. Diệp Bất Thu gặp Diệp Thần lật tay ở giữa, liền đem tàn phá bừa bãi tổ Phật tự xà thiên đế, dễ dàng giết chết, trong lòng lại là kinh hỉ, lại là tán thưởng bội phục. Đây chính là đỉnh cấp thiên đế A, thế mà cũng không địch lại Diệp Thần. Cái kia Diệp Thần thực lực, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Nghe Diệp Bất Thu tán thưởng, Diệp Thần lại là lắc lắc đầu nói, xà thiên đế không dễ dàng như vậy chết, chỉ cần thế gian còn có hắn một con rắn độc tồn tại, hắn sẽ không phải chết. Diệp Bất Thu lập tức có chút kinh ngạc, nói, a, lợi hại như vậy, vậy phải thế nào giết chết hắn? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sau này hãy nói a, cứu người trước. Tổ Phật tự tử thương thảm trọng, Diệp Thần lập tức liền thôi động thần giáp mệnh tinh, tinh quang nở rộ, luân hồi pháp vận chuyển, đem chết đi người phục sinh, nhưng giống thông thiên cảnh cấp bậc thần vương, loại tồn tại này cũng quá cường đại, hắn còn không phục sinh được. Hắn có thể phục sinh, chỉ là thấp bối đệ tử. Tổ Phật tự rất nhiều cao tầng, đó là triệt để vẫn diệt, này đối toàn bộ tổ Phật tự tới nói, cũng là đả kích khổng lồ. Còn có, từ chiếu đại sư, Diệp Thần vội vàng bước vào hoàng đồng trong tháp cao, hoàng đồng trong tháp cao may mắn còn sống sót các tăng nhân, vừa nhìn thấy Diệp Thần đi vào, lập tức nhao nhao quỳ xuống. Tham kiến luân hồi chi chủ. Vừa mới Diệp Thần cùng xà thiên đế đánh nhau, bọn hắn cũng nhìn thấy, Diệp Thần khí thế vô cùng mạnh mẽ cùng thực lực. Còn có vừa mới phục sinh người chết thủ đoạn nghịch thiên, làm cho tất cả mọi người đều là bội phục sùng kính. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào xó xỉnh một chỗ, liền thấy một vị lão tăng, liền hấp hối nằm trên mặt đất, đó chính là Từ Chiếu Đại Sư. Từ Chiếu Đại Sư. Diệp Thần vội vàng đi qua. Từ Chiếu Đại Sư chật vật mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thần đến, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khổ sở, nói, Phật Tổ, Lão Nạp. Lão Nạp đã trúng xà thiên đế thiên xà độc ấn. Độc chất xâm nhập hồn phách, đã không cứu, về sau không thể lại tứ phụng bên cạnh ngươi. Chỉ thấy Từ Chiếu Đại Sư toàn thân làn da biến thành màu đen phát tím, kịch độc công tâm, lại có mảng lớn da thịt hư thối, từ thối giữa trong da thịt, sinh sôi ra dòi bọ, những thứ này dòi bọ lại vặn vẹo mọc ra từng cái thật nhỏ rắn độc, đếm không hết tế xà, ở trên người hắn chui ra chui vào, không cần đã lâu, liền hắn trong thất khiếu, đều có độc xà chui ra ngoài, cực kỳ thảm liệt kinh khủng. Chung quanh tăng nhân thấy vậy tình huống bi thảm, mắt không đành lòng thấy. Diệp Thần khẽ cắn môi, thôi động thần giáp mệnh tinh hào quang, vì Từ Chiếu Đại Sư chữa thương, đáng tiếc đã có chút chậm, mệnh tinh hào quang xua tan Từ Chiếu Đại Sư mặt ngoài rắn độc, nhưng thiên xà độc ấn độc chất, đã thật sâu xâm nhập hồn phách của hắn, khó mà cứu vãn. Lúc này thần sắc đẹp chúc phúc, cũng tại trên thân Diệp Thần tán đi, Diệp Thần vận chuyển thần giáp mệnh tinh thời điểm, lập tức liền kéo theo tơ tình. Chính mình trái tim cũng là một hồi kịch liệt quặn đau, bất đắc dĩ thu tay lại, không cách nào lại thay Từ Chiếu Đại Sư trị liệu xong đi. Từ Chiếu Đại Sư cười khổ một tiếng, nói, Phật Tổ có lòng, chết sống có số, không cần miễn cưỡng, là lão nạp không nghe người phân phó, phòng thủ sơ sẩy, khiến xà thiên đế đánh vào, ủ thành đại họa. Kỳ thực coi như xà thiên đế buông xuống, nếu như Từ Chiếu Đại Sư cẩn thận đề phòng,
cũng có thể lập tức ứng đối chào hỏi, kém cỏi nhất cũng có thể cấp tốc dẫn người trốn đến hoàng đồng trong tháp cao đi, sẽ không ủ thành thảm liệt như vậy thương vong, thậm chí tự thân đều nhanh mất mạng. Xét đến cùng, vẫn là Từ Chiếu đại sư sơ sót, trước đây Lăng Tiêu Thiên Tôn phát tới tội kỷ chiếu, thành khẩn nói xin lỗi, thiên môn đại điển thời điểm, còn nói hết thảy phân tranh, chờ lễ đính hôn tổ chức thời điểm lại xử xong, Từ Chiếu đại sư liền cho rằng năng thương lượng giải quyết, không cần động đao binh. Nhưng hắn hiển nhiên là tính sai, lần này Xà Thiên Đế trực tiếp buông xuống, nếu như không phải Diệp Thần trở về, chỉ sợ toàn bộ tổ Phật tự liền hủy diệt. Từ Chiếu đại sư, không phải lỗi của ngươi. Diệp Thần hơi có điểm buồn bã, đến lúc này, hắn tự nhiên cũng không thể lại trách cứ Từ Chiếu đại sư. Khụ, khụ khụ. Từ Chiếu đại sư ho khan kịch liệt một chút, gương mặt một áng đỏ, lại là hồi quang phản chiếu dấu hiệu, hắn nắm Diệp Thần tay, nói. Lão nạp không nghĩ tới, Xà Thiên Đế thế mà đầu phục Lăng Tiêu Thiên Cung, Lăng Tiêu Thiên Cung sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Phật Tổ, còn xin ngươi mang ta tổ Phật tự tàn bộ, tạm thời đi tới Cổ Hoàng Điện. Lão nạp cùng Cổ Hoàng Điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên, giao tình không cạn, ngươi trước hết mời hắn dàn xếp ta tổ Phật tự tàn bộ, đằng sau mới quyết định. Lão nạp, khục, Từ Chiếu đại sư còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đột nhiên một chút ho khan, một hơi không thở nổi, liền như vậy khí tuyệt mất mạng, hai mắt vẫn trừng trừng, chết không nhắm mắt. Phương trưởng, chung quanh chúng tăng nhân nhóm, nhìn thấy Từ Chiếu đại sư chết đi, đều là quỳ xuống khóc lóc đau khổ, bi thương vạn phần. Diệp Thần thở dài một tiếng, thay Từ Chiếu đại sư nhắm mắt lại. Kỳ thực, Từ Chiếu đại sư nói sai rồi. Xà Thiên Đế không phải đi nương nhờ Lăng Tiêu Thiên Cung, Lăng Tiêu Thiên Cung còn không có tư cách này, giữa hai bên xem như đặc thù hợp tác. Tại Lăng Tiêu Uyên thế giới người bình thường trong mắt, Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Xà Thiên Đế cũng là đỉnh cấp thiên đế, cả hai quyền hành cũng không khác biệt, thậm chí có người còn tưởng rằng Lăng Tiêu Thiên Tôn lợi hại hơn. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, Lăng Tiêu Thiên Tôn thực lực là xa xa không sánh được Xà Thiên Đế. Trời đã sáng, mặt trời mới mọc tia sáng. Vẩy vào tổ Phật tự trên sơn môn, ánh mặt trời ấm áp lại hóa không xong nồng nặc bi thương. Diệp Thần mặc dù đã phục sinh phổ thông đệ tử, nhưng tổ Phật tự cao tầng, còn có Từ Chiếu đại sư, đó là không có cách nào sống lại. Tổ Phật tự chúng tăng vì Từ Chiếu đại sư cùng chư trưởng lão lập bia, tụng kinh cầu nguyện, một mảnh bi thương. Suy suy suy, Diệp Thần nhìn thấy có từng đạo thần quang, từ phương xa Lăng Tiêu Thiên Cung phương hướng phát ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Đó là từng phong phi kiếm chiếu thư. Diệp Thần chặn được một phong chiếu thư, đã thấy trên chiếu thư nói, tổ Phật tự cùng Diệp Thần cái này thiếm chủ, mưu đồ độc chiếm Lăng Tiêu cổ tàng, đã bị Lăng Tiêu Thiên Cung đặc biệt khách khanh Xà Thiên Đế tiêu diệt, duy còn lại thiếm chủ Diệp Thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lăng Tiêu Thiên Cung thông cáo thiên hạ, muốn diệt trừ tổ Phật tự dư nghiệt, đồng thời truy nã Diệp Thần. Truy nã ta, các ngươi cũng xứng. Diệp Thần ánh mắt lạnh nhạt, đem trong tay chiếu thư thiêu đốt thành cho tàn, Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Xà Thiên Đế nói hắn muốn độc chiếm bảo tàng, rõ ràng là trả đũa. Hơn nữa, Ngọc Hoàng Thiên Môn bản thân liền là Diệp Thần mở ra, hắn coi như độc chiếm, lại có gì sai. Chỉ có điều, Lăng Tiêu Thiên Cung chi phối lấy Lăng Tiêu Uyên, Diệp Thần coi như tranh luận, cũng sẽ không có người nghe. Hơn nữa, việc quan hệ Lăng Tiêu Cổ Tàng, đối với các đại môn phái mà nói, Lăng Tiêu Cổ Tàng thực sự quá trọng yếu. Là trong lòng bọn họ chấp niệm chỗ, bọn hắn vì cướp đoạt bảo tàng, cũng sẽ không cùng Diệp Thần khách khí cái gì. Diệp Thần biết, đến trình độ này, hết thảy ngôn ngữ tranh luận cũng là tái nhợt, chỉ có quả đấm sức mạnh, mới là vĩnh hằng chân lý. Trần Dạ đại nhân, làm sao bây giờ? Diệp Bất Thu gặp Diệp Thần lọt vào truy nã, lập tức cũng lo lắng. Hôm qua Diệp Thần mặc dù diệt sát Xà Thiên Đế bộ phận sinh mệnh, nhưng dù sao cũng là mượn nhờ thần sắc đẹp chúc phúc. Bây giờ đã không có thần sắc đẹp trợ lực, cái kia Diệp Thần còn nên như thế nào đối kháng Xà Thiên Đế? Diệp Bất Thu rất là lo lắng. Đi trước Cổ Hoàng Điện rồi nói sau. Diệp Thần ngược lại là bình tĩnh, cũng không có sầu lo quá nhiều, hắn còn có đủ loại át chủ bài. Tổ Phật tự đã không thể ngây người thêm, bằng không Lăng Tiêu Thiên Cung người, rất có thể lại muốn hàng lâm xuống. Diệp Thần dự định tuân theo Từ Chiếu đại sư nguyện vọng, mang Tổ Phật tự tàn bộ, đi đầu quân Cổ Hoàng Điện. Trước tiên công chúng tăng giản xếp lại nói. Cổ Hoàng Điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên, đã từng chứng đạo thượng phẩm thiên đế thất bại, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, là Từ Chiếu đại sư thi triển thượng thừa Phật Pháp cứu được hắn. Cho nên, Hoàng Thanh Thiên thiếu Từ Chiếu đại sư một cái ân tình,
Diệp Thần liền dự định đi Cổ Hoàng Điện xem. Tổ Phật tự chúng tăng tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy, nhao nhao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới Cổ Hoàng Điện. Một cái tăng nhân nâng một bộ quyển trục, rất cung kính đi tới bên cạnh Diệp Thần trình lên, nói, Luân Hồi Chi Chủ, đây là Thủy Long Vương truyền thừa bí pháp, mời ngươi xem qua. A, à, Diệp Thần gặp quyển trục kia hiện lên thuần bạch sắc, tràn ngập thiên đường một dạng quang huy, khí tức tương đương bất phàm, lập tức hơi cảm thấy kinh ngạc. Thủy Long Vương truyền thừa sao? Hắn biết Thủy Long Vương là 72 trụ thần một trong, thiên đạo 6 trong số mệnh sinh sinh đạo, đầu nguồn chính là Thủy Long Vương. Ngang dọc thiên địa nguyên thiên đế, chẳng qua là Thủy Long Vương một đạo hóa thân, Thủy Long Vương cường đại có thể tưởng tượng được. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, bên trong tổ Phật tự lại có Thủy Long Vương truyền thừa bí pháp. Hắn đem quyển trục tiếp nhận, chỉ thấy trên quyển trục thêu lên thiên đường thánh đạo 4 chữ, mở ra nhìn một cái, trong quyển trục ghi lại, là đủ loại thiên đường diệu pháp. Những thứ này thiên đường thánh đạo diệu pháp, Diệp Thần trước đó tiếp xúc qua, cũng là nguyên thiên đế bí pháp, có thiên đường 6 thức. Cân nhắc quyết định, tịnh hóa, long thần, sử thi, lớn phạm quang minh, thăng thiên cực lạc, có thiên quốc thẩm phán, thiên quốc chi môn, thiên đường thánh kiếm, thiên đường bảo hộ thánh quang chúc phúc, thánh quang trị liệu, thần thánh thủ hộ các loại pháp môn. Những pháp môn này, rất nhiều, vô cùng bằng bạc, Diệp Thần tự tình quấn thân trạng thái, nếu như đi cảm ngộ tu luyện những thứ này thuật pháp, khẳng định muốn đạo tâm hỗn loạn, khổ không thể tả. Nhưng, những thứ này thiên đường thánh đạo pháp môn, hắn trước đó đã sớm học thành, bây giờ thấy trong quyển trục diệu pháp, chẳng qua là ôn lại một lần, cho nên tâm cảnh cũng không có bị kích động. Cái này thiên đường thánh đạo pháp môn, Diệp Thần trước đó tu luyện cũng coi như xâm nhập, nhưng cũng không có chạm đến bản nguyên. Bây giờ thấy tổ Phật tự cái này truyền thừa quyển trục, hắn mới xem như chân chính nhìn thấy bản nguyên. Thì ra, nguyên thiên đế thiên đường thánh đạo, đủ loại thần thánh diệu pháp, nguồn gốc từ Thủy Long Vương trên trán một khỏa Long Châu. Tất cả vĩ đại, thần thánh, huy hoàng, rực rỡ, quang minh, cũng là từ viên Long Châu kia phía trên tản mát ra. Thủy Long Vương cường đại đến trên trán một khỏa Long Châu, liền có thể diễn hóa ra ngàn vạn thần thánh diệu pháp, đến nỗi nó đầu rồng, long trảo, long thân, vảy rồng, da rồng, xương rồng, long huyết, có trời mới biết còn có bao nhiêu vĩ đại pháp tắc tồn tại. Nguyên thiên đế là Thủy Long Vương hóa thân, nội tình cũng tất nhiên là thâm bất khả chắc. Chắc chắn còn có rất nhiều thủ đoạn, không có hiển lộ ra qua. Ong ong ong. Diệp Thần cảm ngộ đến thiên đường thánh đạo bản nguyên truyền thừa, lập tức giống như lấy được thần thánh chúc phúc, toàn thân nở rộ rực rỡ bạch quang, ông ông tác hưởng, tu vi cảnh giới thế mà đột phá, lập tức liền từ cửu đỉnh cảnh 3 tầng trời đỉnh phong, tấn thăng đến tình cảnh tầng 4 sơ giai. A, à, Luân Hồi Chi Chủ, người đột phá. Vừa mới đưa cho Diệp Thần quyển trục cái kia tăng nhân, nhìn thấy Diệp Thần đột phá khí tượng, lập tức vô cùng kinh ngạc kêu lên. Bây giờ đột phá, không phải chuyện gì tốt. Diệp Thần khẽ cắn môi, thu hồi quyển trục, che tim vị trí, liền cảm thấy tu vi sau khi đột phá, khí tức kịch liệt lưu động, làm động tới tơ tình, trái tim quặn đau đến kịch liệt, liên tục làm mấy cái hít sâu, mới khiến cho tâm thần bình ổn xuống. Thôi, lên đường đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu hồi hoàng đồng tháp cao, sau đó cùng Diệp Bất Thu cùng một chỗ, mang theo tổ Phật tự chúng tăng, đi tới Cổ Hoàng Điện. Thân phận của hắn đã bại lộ, lúc này liền không lại ẩn giấu đi, ra tay trước một đạo phù chiếu đi Cổ Hoàng Điện, nói rõ chính mình muốn bái phỏng. Cổ Hoàng Điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên không dám thất lễ, lập tức trả lời nói cung kính nghênh đón. Trần Dạ đại nhân, chúng ta còn đi Tinh Tuyết Điện sao? Diệp Bất Thu chú ý cẩn thận hỏi, bây giờ Diệp Thần bị truy nã, Hoàng Thanh Thiên nhận qua từ chiếu đại sư ân huệ. Nguyện ý treo lên truy nã tiếp đãi, nhưng Tinh Tuyết Điện bên kia liền khó nói. Đi, chờ thu xếp tốt tổ Phật tự các sư phó, liền đi Tinh Tuyết Điện một chuyến. Diệp Thần rất muốn đi nhìn một chút, vị kia như tâm thánh nữ. Hắn muốn xác định một chút, nếu tâm thánh nữ đến cùng phải hay không như Tường Vi. Tốt a, Diệp Bất Thu nội tâm bất an, dù sao Diệp Thần bị truy nã, thế cục hết sức căng thẳng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều sẽ cùng theo tại bên cạnh Diệp Thần. Hai người mang theo tổ Phật tự chúng tăng, từ tổ Phật tự xuất phát, đi tới Cổ Hoàng Điện, trên đường quả thực đụng phải không thiếu tu sĩ, thậm chí có chút vẫn là Lăng Tiêu Thiên Cung đệ tử. Nhưng tất cả tu sĩ, tại nhìn thấy Diệp Thần sau, cũng không dám tiến lên mạo phạm, nhao nhao sợ hãi tránh lui. Tuy nói có lệnh truy nã, nhưng Luân Hồi Chi Chủ, như thế nào người bình thường có thể trêu chọc.
cũng chỉ có các đại môn phái đỉnh cấp cường giả, có lẽ mới có dũng khí, dám can đảm đối mặt Diệp Thần. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản, rất nhanh là đến cổ Hoàng Điện Sơn Môn. Chỉ thấy từng tòa hòn đảo, nổi bồng bềnh giữa không trung, từng đầu năm thải phượng hoàng, liền còn quấn san sát bầu trời đảo bay múa, chính giữa nhất một hòn đảo lớn bên trên, sơn mạch liên miên, xanh ngắt rừng rậm cùng mây mù bao phủ ở giữa, là cổ Hoàng Điện cung điện chỗ. Cung điện xây giữa lưng vào núi, khí thế bàng bạc, ngọc thạch lát thành bậc thang, một mực kéo dài đến đỉnh núi, tựa như thông qua thiên quốc. Bây giờ toàn bộ cổ Hoàng Điện, lại là một mảnh túc sát trầm trọng bầu không khí, cổ Hoàng Điện tất cả trưởng lão, chúng hộ pháp, chúng chân truyền đệ tử, tại bậc thang hai bên đứng sừng sững lấy, ánh mắt nhìn thẳng phía chân trời, dường như đang chờ đợi thứ gì. Hắn tới. Khi thấy Diệp Thần thân ảnh xuất hiện, cổ Hoàng Điện tất cả mọi người, đều là xôi trào lên. Bọn hắn chờ đợi, chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy cổ Hoàng Điện như lâm đại địch, túc sát trầm trọng bộ dáng, trong lòng cũng là run lên, xa xa chắp tay cất cao giọng nói, luân hồi truyền thừa giả Diệp Thần, gặp qua chư vị. Toàn trường người trang nghiêm, không người tương ứng. Luân hồi chi chủ, hữu lễ. Sau một hồi lâu, ở đó ngọc thạch nấc thang phần cuối, cổ Hoàng Điện bên trong chủ điện, mới truyền ra một đạo già nua âm thanh nặng nề. Hoa lạp. Liền thấy cung điện đại môn mở ra, một cái tiên tư phiêu giật lão giả đi ra, chính là cổ Hoàng Điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên. Hoàng Thanh Thiên từ trên bậc thang đi xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, đã đi tới chân núi, ngước nhìn trời bên trên Diệp Thần, nói, còn xin luân hồi chi chủ xuống nói chuyện. Diệp Thần không nói gì gật đầu, liền cùng Diệp Bất Thu cùng tổ Phật tự chúng tăng, hạ xuống, đứng tại cổ Hoàng Điện Sơn Môn bên ngoài. Hoàng Thanh Thiên ánh mắt theo số đông trên thân người từng cái đảo qua, đã bắt được thiên cơ, biết được tất cả nhân quả, không khỏi thở dài một tiếng, nói, Từ Chiếu đại sư bị chết thê thảm. Một vị lão tăng nói, A-di-đà Phật, Thanh Thiên điện chủ trì phương trượng chịu xà thiên đế sát hại, chết không nhắm mắt, xà thiên đế cùng lăng tiêu thiên cung, nói cái gì tổ Phật tự muốn độc chiếm bảo tàng, tuyệt không chuyện này. Đây chẳng qua là bọn hắn giết người mượn cớ. Hoàng Thanh Thiên thở dài, bản tọa biết. Chỉ là xà thiên đế cùng lăng tiêu thiên cung thế lớn, bản tọa tuy biết Từ Chiếu đại sư oan khuất, nhưng cũng không thể làm gì. Lão tăng kia liền trầm mặc xuống, cũng biết xà thiên đế cùng lăng tiêu thiên cung cường đại, như thế nào cổ Hoàng Điện một nhà có thể đối kháng. Dừng một chút, Hoàng Thanh Thiên nói tiếp, bản tọa nhận qua Từ Chiếu đại sư đại ân, hôm nay cũng nên đến báo ân thời điểm, các ngươi tổ Phật tự chư vị cao tăng, có thể tại ta cổ Hoàng Điện trên địa bàn, mở một khối Phật Pháp trụ sở, an cư tu luyện. Chỉ là... Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, hơi có chút bất đắc dĩ nói, luân hồi chi chủ, người đã chịu lăng tiêu thiên cung truy nã, bản tọa không thể chứa lưu ngươi ở chỗ này, ngươi vẫn là mau rời đi a. Bản tọa không cho rằng ngươi là tiếm chủ, nhưng ta cổ Hoàng Điện cũng không phải thiên tổ tín đồ, cho nên cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên quan, hy vọng ngươi có thể biết rõ. Trong lòng Diệp Thần run lên, nhưng cũng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói, là... Thanh Thiên Điện Chủ, ta biết ngươi khó xử, vậy ta cáo từ chính là. Cổ Hoàng Điện chịu thu lưu tổ Phật tự tàn bộ, Diệp Thần đã là hết sức hài lòng, chuyện bây giờ giải quyết, cổ Hoàng Điện muốn đuổi hắn đi, hắn cũng không có gì oán trách, lập tức hướng Diệp Bất Thu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền muốn quay người rời đi. Chậm đã, ngay tại Diệp Thần muốn rời khỏi thời điểm, cổ Hoàng Điện một trưởng lão đứng dậy, ánh mắt xâm nghiêm, gọi lại Diệp Thần. Diệp Thần quay người lại tới. Nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Trưởng lão kia hừ một tiếng, chuyển hướng Hoàng Thanh Thiên chắp tay, nói, điện chủ, luân hồi chi chủ là cái tai tinh, hắn đi tới chỗ nào, liền sẽ đem tai họa đưa đến nơi nào. Sáng tạo đạo nhai thế giới, đạo huyền tổ sư chính là vết xe đổ. Bây giờ hắn bị lăng tiêu thiên cung truy nã, lại chạy đến ta cổ Hoàng Điện trên địa bàn, chúng ta nếu không đem hắn bắt giữ, sợ rằng sẽ chịu liên lụy a. Nghe nói như thế. Hoàng Thanh Thiên gương mặt lập tức trầm xuống. Lại có một trưởng lão nhảy ra, lớn tiếng nói, không tệ. Điện chủ, nhất định phải đem luân hồi chi chủ cầm xuống, lại áp đi lăng tiêu thiên cung, mới có thể tránh tai họa. Lại có trưởng lão nói, ha ha, luân hồi chi chủ toàn thân là bảo, thậm chí trên người hắn bảo bối, có thể so lăng tiêu cổ tàng còn nhiều hơn. Chẳng bằng đem hắn cầm xuống làm thịt, giết người đoạt bảo. Có người phụ họa nói, đúng là như thế. Thiên tổ sẽ không trở về, đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy thiên tổ cái bóng, coi như giết cái này luân hồi chi chủ,
nghĩ đến cũng sẽ không bị thiên tổ trách phạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 576.